Giây kế tiếp, Dương Tiêu liền cầm lên bàn tay của Đường Mộc Tuyết, trên mặt vết thương liên tiếp hút máu độc ra, sau đó liên tục phun máu độc ra bên ngoài. Mẹ nó, khi tận mắt chứng kiến Dương Tiêu vậy mà lại vì Đường Mộc Tuyết hút độc, trong lòng cả đám người không ngừng dâng lên từng trận kích động. Tên phế vật này không muốn sống nữa hay sao? Không ít người há hốc miệng kinh ngạc. Dùng miệng trực tiếp hút độc, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chuyện này càng dễ dàng khiến cho độc tố nhiễm vào mình, đồng thời khiến bản thân độc phát vào cơ thể. Trong lán trái có rắn hổ mang chúa, Đường Mộc Tuyết nhất định đã bị người khác hãm hại, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết được những con rắn hổ mang chúa này là do ai thả vào. Bản thân cũng thật sơ suất, Dương Tiêu lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy thân thể run rẩy của Đường Mộc Tuyết chạy đến một lán trại cũ nát cách đó không xa. Chính vào lúc Dương Tiêu chuẩn bị xoay người chạy ra ngoài xe lấy thùng thuốc y tá, thì cánh cửa căn lán trại đột nhiên bị khóa chặt. Tiếp theo đó, từ khe hở trên vách cửa liền nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của Đường Hạo, ha 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 ha. Dương Tiêu, không ngờ đúng không, còn dùng miệng hút độc ra cho Đường Mộc Tuyết, anh cảm thấy có tác dụng sao? Hiện tại các người không ra ngoài được, các người cứ chờ chết ở nơi này đi. Anh trai, làm tốt lắm, nhìn thấy cánh cửa lán trại bị khóa chặt, sắc mặt Đường Dĩnh đặc biệt hưng phấn. Khắp cả ngọn núi Phổ Nhĩ đều vang vọng tiếng cười điên cuồng của hai anh em bọn họ, giống như Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết sớm hay muộn gì cũng nhiễm độc toàn thân, đã chôn thân tại núi Phổ Nhĩ. Lời này vừa dứt lời, Đường Hạo lập tức xoay người vẫy tay hét lên, thu dọn đồ đạc, chúng ta về khách sạn. Chuyện này. Hiện trường cả đám người Đường gia đều kinh ngạc thất sắc, bọn họ như thế nào cũng không ngờ rằng Đường Hạo vậy mà lại có thể điên cuồng mắt trí đến như vậy. Một người đàn ông trung niên bước lên trước nói, Đường Hạo, như thế này có vẻ không tốt lắm đâu. Có gì không tốt chứ? Không lẽ các người muốn quyền lực của Đường gia đều lọt vào tay một người phụ nữ hay sao? Chỉ cần Đường gia nằm trong sự khống chế của tôi, các người đều là công thần, tôi sẽ cho các người đủ lợi ích. Đường Mộc Tuyết là dạng người như thế nào không lẽ các người còn không rõ hay sao? Nếu như Đường Mộc Tuyết nắm quyền lực, các người một chút lợi lộc cũng không chiếm được, có phải hay không? Đường Hạo trực tiếp lật bài. Nếu như đã làm, vậy thì Đường Hạo chuẩn bị đem việc này làm đến cùng, phải kéo tất cả người nhà Đường ra xuống nước. Sao chuyện này, tất cả người nhà Đường ra đều bị câu nói của Đường Hạo làm khiếp sợ. Đúng vậy, nếu như Đường Mộc Tuyết nắm quyền, bọn họ đừng nói đến việc hưởng lợi lộc, nói không chừng Đường Mộc Tuyết còn sa thải bọn họ. Đường Mộc Tuyết làm bất cứ chuyện gì từ trước đến nay luôn thiết diện vô tư, nhìn việc không nhìn người, sớm đã khiến nhiều người bất mãn. Cho đến hiện tại, Đường Mộc Tuyết trước giờ không hòa hợp với bọn họ đang sống trong một căn nhà sang trọng, lái siêu xe, điều này khiến cho tất cả người nhà Đường gia đều hâm mộ chết đi được. Bọn họ thật sự không chấp nhận được Đường Mộc Tuyết hưởng được chút điều tốt nào. Hiện tại cuộc sống Đường Mộc Tuyết càng hoàn hảo càng khiến đám người Đường gia sinh lòng hâm mộ đồ kỵ cùng ghen tuông. Nếu như Đường Mộc Tuyết chết, đối với họ mà nói chỉ có lợi không có hại, chỉ là bọn họ không ngờ rằng Đường Hạo lại dùng cách ác độc như thế này. Đường Dĩnh nhìn thấy đám người Đường gia có chút dao động, liền lên tiếng hỏi, nói thật cho mọi người biết, bà nội sớm đã nhìn không vừa mắt Đường Mộc Tuyết, nếu như không phải vì người phụ trách hạng mục chỉ thừa nhận cô ta, bà nội sớm đã trục xuất Đường Mộc Tuyết ra khỏi Đường gia. Mọi người hiểu được ý của tôi rồi đúng không? Lời nói này của cô ta vô cùng đơn giản, Đường Mộc Tuyết chết đi chính là điều mà Đường Lão Thái Thái muốn thấy. Lời nói này, khiến cho cả đám người Đường gia lập tức ngậm miệng lại, Đường Lão Thái Thái dù sao cũng là người có quyền ăn nói lớn nhất trong gia tộc, Đường Hạo cũng Đường Dĩnh lại là cháu ruột của bà. Hai người nếu đã nói như vậy, nếu như bọn họ dám chống đối lại hai anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh, như vậy không có nghĩa là đang đối đầu với Đường Lão Thái Thái hay sao? Nếu như khiến cho Đường Lão Thái Thái biết rằng bọn họ dám chống đối lại bà, vậy thì nhất định sẽ phải đối mặt với kết cục bị trục xuất ra khỏi Đường gia. Các vị, bây giờ chuẩn bị sắp có mưa lớn, nhanh chóng quay trở về thôi. Trên mặt Đường Hạo tràn ngập ý châm chọc, hắn nhất định nắm thóp được đám người Đường gia này. Đi thôi, một người trung niên nhanh chóng rời khỏi. Đi thôi, đi thôi, cả đám người Đường gia lần lượt lạnh lùng bước lên chiếc xe bus. Cả đám người dòng chính Đường gia tuyệt đối sẽ không ủng hộ Đường Mộc Tuyết nắm quyền lực, trước đây chọn đứng về phía Đường Mộc Tuyết, cũng vì muốn Đường Mộc Tuyết cùng Đường Hạo không ngừng tranh giành, chừa chút khe hở cho bọn họ hưởng chút lợi lộc. Hiện tại, Đường Hạo triệt để xé lớp ra mặt, nhanh chóng rút đao phát động tiến công về phía Đường Mộc Tuyết, bọn họ nhất định phải nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn. Tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng,
Đường Mộc Tuyết một khi trở thành chủ nhân kế nhiệm của Đường gia, vậy thì cơn ác mộng của bọn họ sẽ ập đến, cả đám người dòng chính Đường gia còn đang trông đợi ngày hưởng được chút lợi lộc đây. Lại nói, cuộc sống hiện tại của Đường Mộc Tuyết đủ vứt xa bọn họ hơn 10 con đường, điều này khiến cho trong lòng của tất cả mọi người không cách nào cân bằng được, bọn họ thật sự không cách nào chấp nhận được Đường Mộc Tuyết có thể sống tốt hơn bọn họ. Nhìn một đám người dòng chính Đường gia đã bị mình lôi kéo, Đường Hạo cùng Đường Dĩnh đắc ý cười lớn. Dương Tiêu ôm chặt lấy cơ thể yêu kiều của Đường Mộc Tuyết, phẫn nộ nhìn Đường Hạo đang đứng bên ngoài, hỗn đản. Đường Hạo anh là tên khốn, mở cửa, mau mở cửa ra cho tôi. Chất độc trong người Đường Mộc Tuyết vẫn chưa được kịp thời xử lý, anh hiện tại cũng không có hộp cứu thương, nếu cứ tiếp tục như vậy, Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ không cách nào chống cự được. Dương Tiêu, đây là kết cục khi anh chống đối lại với tôi, hai tên tạp nham nhà các người đi chết đi. Đường Hạo nhìn Dương Tiêu dựng lên ngón giữa sau đó xoay người bước lên chiếc xe bus. Ram ram rumo hai chiếc xe bus nhanh chóng khởi động, sau đó xuất phát rời khỏi núi Phổ Nhĩ. Thứ khốn nạn, Dương Tiêu nhìn theo bóng dáng chiếc xe bus rời khỏi, trong mắt tràn ngập tia máu. Anh thật sự không ngờ rằng Đường Hạo có thể ác độc đến như vậy, căn phòng này mặc dù vô cùng rách nát, nhưng được xây bằng xi măng, thực lực của Dương Tiêu cũng chỉ vừa khôi phục được một chút, muốn thoát khỏi đây, căn bản là chuyện không thể nào. Căn phòng nhỏ vô cùng tối cùng ẩm thấp, trên mặt đất còn có những con côn trùng đang nhúc nhích. Dương Tiêu không thể không nâng cơ thể đang run rẩy của Đường Mộc Tuyết đặt trên một khoảnh đất sạch sẽ, sau đó dùng lực mở cánh cửa kia. Điều đáng tiếc chính là, cánh cửa này vô cùng chắc chắn, chỉ dựa sức lực một mình Dương Tiêu hiện tại, căn bản không có cách nào thoát ra được. Đôi mắt Dương Tiêu hẳn lên từng tia máu, trong lòng phẫn nộ không ngừng, hận Đường Hạo khôn cùng. Nếu như có thể, Dương Tiêu thật sự hận không thể lập tức đem Đường Hạo xé xác thành tám mảnh. Đường Mộc Tuyết chính là vợ của anh, là người mà Dương Tiêu quan tâm nhất, anh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Đường Mộc Tuyết xảy ra chuyện. Hao phí đi sức của chín châu hai hổ, nhưng vẫn không cách nào mở ra được cánh cửa kia, nhìn sắc mặt Đường Mộc Tuyết càng ngày càng trở nên trắng bệch, Dương Tiêu nắm chặt nắm đấm, trong lòng hạ quyết tâm, chỉ có thể làm như vậy thôi. Dương Tiêu một tay đỡ sau lưng Đường Mộc Tuyết, chống nửa thân người đỡ cho cô, sau đó Dương Tiêu không chút do dự liền cắn ngón tay mình sau đó đưa lên môi Đường Mộc Tuyết. Hy vọng có hiệu quả, trong lòng Dương Tiêu âm thầm cầu nguyện. Bản thân là Long Chủ, cũng đã từng là thanh bảo đao của quốc gia, Dương Tiêu đã từng uống qua vô số thảo dược quý hiếm, cơ thể sớm đã bách độc bát xâm, độc tố rắn hổ mang chúa tuyệt đối vô dụng với Dương Tiêu. Dương Tiêu chỉ hy vọng Đường Mộc Tuyết có hiệu quả sau khi uống máu của mình. Không có hộp y tế, anh muốn loại bỏ độc tố trong cơ thể của Đường Mộc Tuyết cũng không có cách nào thực hiện được. Đùng đoàng đùng. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau, cả ngọn núi Phổ Nhĩ mây đen vây kín, sấm chớp vang trời, một cơn mưa lớn ồ ạt kéo đến. Căn nhà nhỏ rột nát nằm trên vùng đất trũng lưng chừng ngọn núi, khiến cho nước mưa nhất thời tràn vào bên trong rất nhiều. Vì để nước mưa không thấm ướt Hạ Tử Hy, Dương Tiêu liền ôm chặt thân thể yêu kiều của Đường Mộc Tuyết. Mưa rất lớn, một lượng nước lớn nhanh chóng dâng lên thấm ướt phần eo Dương Tiêu. Dù cho bị một lượng nước lớn nhấn chìm nhưng Dương Tiêu không chút màng đến, anh trước đây khi còn phục vụ trong quân đội, dù cho ngâm mình trong nước cả ngày cũng không có vấn đề gì. Dương Tiêu cuối cùng cũng đánh giá quá cao sức lực của bản thân, cơ thể mất đi một lượng máu lớn, hơn nữa còn ngâm mình trong làn nước lạnh giá, khiến cho nhiệt độ cơ thể của anh không ngừng tăng lên. Rất nhanh, Dương Tiêu liền nhận ra bản thân đã lên cơn sốt. Sau khi uống không ít máu Dương Tiêu, tình huống Đường Mộc Tuyết quả nhiên đã có chuyển biến tốt, đến trạng vạng tối Đường Mộc Tuyết dần dần mở mắt tỉnh dậy. Giây phút vừa tỉnh dậy, Đường Mộc Tuyết mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Dương Tiêu, anh lúc này đang ôm chặt lấy cơ thể của mình. Mộc Tuyết, em tỉnh rồi. Khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đã tỉnh lại, Dương Tiêu giống như chút được một phần gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Đường Mộc Tuyết quan sát khung cảnh tối mù mờ xung quanh. Người thông minh như cô lập tức hiểu được bản thân mình cùng Dương Tiêu đã bị ám hại. Cảm nhận được nhiệt độ Dương Tiêu không ngừng tăng lên, Đường Mộc Tuyết ôm lấy đầu của anh, khuôn mặt biến sắc nói, anh chấm ANS sốt rồi sao? Nhanh, mau buông em xuống, chúng ta nghĩ cách ra khỏi đây. Mộc Tuyết, vô dụng thôi, anh đã thử qua rất nhiều cách, nhưng không cách nào thoát ra khỏi đây được. Dương Tiêu cười khổ một tiếng. Đường Mộc Tuyết nhất thời nước mắt lưng tròng. Trong lòng cô giống như có một con dao vô tình cứa vào, xin lỗi, tất cả đều là do em hại anh. Vừa dứt lời, Đường Mộc Tuyết cảm xúc kích động, hai mắt hốt hoảng,
sau đó lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Dương Tiêu biết rằng trong cơ thể của Đường Mộc Tuyết vẫn còn một lượng độc tố vẫn chưa được loại bỏ, anh lập tức cắn đầu ngón tay gấp gáp nói với cô, Mộc Tuyết, nhanh, nhanh uống máu của anh có thể giải độc. Uống máu của anh, không, em không muốn, Đường Mộc Tuyết khóc không thành tiếng, trong lòng giống như bị lật đổ bình ngũ vị, vô cùng khó chịu. Cô thật sự không nghĩ rằng bản thân đối xử với Dương Tiêu như vậy, vậy mà Dương Tiêu vẫn có thể không tiếc mạng sống của mình mà đến cứu cô. Khi quay trở về khách sạn, nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, Đường Dĩnh ác độc nói, anh trai, tên phê vật Dương Tiêu cùng tiện nhân Đường Mộc Tuyết lần này chết không nghi ngờ gì đúng không? Đường Hạo nham hiểm nói, dù cho không chết vì chúng độc, thì cơn mưa lớn như vậy cũng đủ dìm chết hai người bọn họ. Khặc 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 khặc. Nhất thời, hai anh em Đường Dĩnh Đường Hạo đều phát ra nụ cười nham hiểm đắc ý, giống như Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết đã tuyên bố mát mạng. Mặc dù bên trong căn phòng vô cùng tối tăm, nhưng Dương Tiêu vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết dần trở nên bầm tím, đây rõ ràng chính là dấu hiệu cho việc độc tố lại phát tán. Rắn hổ mang chúa được xem như loại rắn độc nhất thế giới, chỉ cần bị rắn cắn chính là đòn chí mạng, giây phút này Dương Tiêu thật sự hận không thể đem tên ngông cường Dương Tiêu lóc ra xẻ thịt. Mộc Tuyết, em nghe anh nói, mau uống máu của anh đã từng uống qua một lượng lớn các loại dược thảo quý hiếm, trong máu của anh có công hiệu giải độc. Nhanh! Mau uống, Dương Tiêu nghiêm túc nói. Khuôn mặt Đường Mộc Tuyết tràn ngập nước mắt, không, em không muốn. Giây phút này, Đường Mộc Tuyết đã hiểu rõ được tình huống hiện tại, bọn họ đang bị nhốt trong một căn phòng ọp ẹp, căn bản không thể thoát ra ngoài, bên ngoài mưa lớn tầm tã như chút, cơn mưa tầm tã thấm ướt phần lưng Dương Tiêu, dù đang bị sốt cao nhưng Dương Tiêu vẫn cực khổ chống đỡ để cho bản thân cô không bị nước mưa thấm ướt trên cơ thể run rẩy của mình. Mộc Tuyết, em phải tin tưởng anh không có vấn đề gì. Chỉ là mất một chút máu mà thôi. Dương Tiêu kiên cường nặn ra một nụ cười. Dưới sự cuốn sạch của cơn sốt, trên trán Dương Tiêu bắt đầu hiện lên từng tầng mồ hôi lạnh, may mắn nước mưa rét lạnh không ngừng kích thích lên dây thần kinh của Dương Tiêu. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết hiện lên nét không nỡ, cô đau lòng nghẹn ngào nói, Dương Tiêu, tại sao chứ? Anh tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Em đối xử với anh lạnh nhạt như vậy, anh tại sao lại còn đến cứu em? Mộc Tuyết, vì em là vợ anh, cho dù em chỉ là một cây xương rồng, anh cũng nguyện ý nhẫn nhịn tất cả nỗi đau để ôm chặt lấy em. Dương Tiêu sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập sủng nịch yêu thương. Đường Mộc Tuyết nghe thấy những lời này, trong lòng muôn ngàn cảm xúc đan xen, cô biết rằng bản thân trước đây nhất định đã hiểu lầm Dương Tiêu anh ấy nhất định đã bị Đường Hạo, Đường Dĩnh hãm hại. Cùng Dương Tiêu bên nhau 5 năm, cô thật sự quá hiểu rõ Dương Tiêu. Anh ấy làm sao có thể đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt kia để tìm những cô gái không ra gì chứ? Hơn nữa, hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dĩnh không tiếc mọi cách dồn hai người bọn họ vào chỗ chết, những kẻ độc ác như thế này, bụng dạ có thể tốt đẹp đến đâu được chứ? Trên khuôn mặt Đường Mộc Tuyết tràn ngập sự đau lòng, cô hối hận nói, xin lỗi, Dương Tiêu xin lỗi anh, tất cả đều là do em hại anh, em không nên nghi ngờ anh, em biết rằng do bản thân mình suy nghĩ nhiều, nếu như không phải do em. Anh cũng sẽ không cùng em đến Tây Song Bản Nạp, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như lúc này. Trong lòng cô lúc này đau như dao cắt, hối hận vô cùng, nước mắt Đường Mộc Tuyết không ngừng rơi xuống, cô biết rằng chính do bản thân mình đã hại Dương Tiêu. Nếu như không phải do bản thân tùy hứng, Dương Tiêu căn bản cũng sẽ không bị bản thân liên lụy. Một người đàn ông, vì bản thân cô mà không màn đến sống chết, còn hút độc, giải độc cho mình, dưới cơn mưa ướt sũng, có thể vững vàng canh giữ bên mình. Người đàn ông như vậy làm sao có thể phản bội lại tình cảm của hai người bọn họ được chứ? Cũng là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, là do bản thân quá tùy hứng. Nếu như lúc đó có nhiều thêm sự thông cảm, nếu như lúc ấy chủ động một chút, căn bản sẽ không xảy ra những sự sai sót này. Cô vô cùng hối hận, nhưng tất cả đều đã không kịp rồi. Hiện tại hai người bọn họ bị vây khốn nơi này, bản thân cô chúng độc khiến cho Dương Tiêu ngược lại lên cơn sốt cao. Bọn họ có thể sống sót thoát khỏi đây hay không cũng rất khó nói. Mộc Tuyết, không cần tự trách, Dương Tiêu dịu dàng nói. Nước mắt Đường Mộc Tuyết không cách nào ngừng lại, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em, xin lỗi anh. Nghe thấy những lời này của cô, Dương Tiêu hiểu rằng Đường Mộc Tuyết cuối cùng đã tha thứ cho anh, mối quan hệ của hai người đã tháo gút hiểu lầm. Nói thật lòng, đối với một người có nội tâm kiên cường như Đường Mộc Tuyết mà nói, muốn cô nói ra những lời như thế này quả thật quá khó khăn. Hiện tại, Dương Tiêu nghe thấy những lời này của Đường Mộc Tuyết, trong lòng liền cảm thấy ấm áp,
anh chỉ cảm thấy tất cả những gì mình làm đều xứng đáng. Mộc Tuyết, không có vấn đề gì cả. Dương Tiêu dịu dàng nói. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu không nhịn được nói, chuyện này, mau đặt em xuống, anh như vậy sẽ khiến cho cánh tay rất đau nhức. Không được đâu Mộc Tuyết, trong cơ thể em vẫn còn độc tố chưa giải được, thân thể hư yếu, nếu như bị nước mưa làm nhiễm lạnh, nhất định sẽ không chịu đựng được. Dương Tiêu dứt khoát từ chối. Đường Mộc Tuyết chống cự nói, không, em không muốn nhìn thấy anh vì em mà chịu khổ cùng cực nhọc. Đáng tiếc hiện tại thân thể Đường Mộc Tuyết đã vô cùng hư yếu, toàn thân căn bản không chút sức lực, cộng thêm việc Dương Tiêu vẫn luôn ôm chặt lấy cô, khiến cho Đường Mộc Tuyết không cách nào thoát được. Mắt nhìn Dương Tiêu vẫn kiên quyết bảo vệ lấy mình, Đường Mộc Tuyết đau lòng nói anh tại sao lại ngốc như vậy? Em vô lý gây sự như vậy, anh tại sao lại phải đối xử tốt với em như vậy chứ? Mộc Tuyết, gặp được em là duyên phận của anh, yêu em là tình cảm của anh, bảo vệ em là bổn phận của anh, bên là phúc phận của anh. Đời này có lẽ sẽ yêu em, yêu đến mức cuồng nhiệt, cho nên kiếp sau yêu em, anh cũng đã sớm chuẩn bị trước rồi. Khuôn mặt trắng bệch của Dương Tiêu tràn ngập nụ cười, Mộc Tuyết, anh yêu em, anh cũng hy vọng có một ngày. Em có thể đem câu nói này trả lại cho anh. Hu hu, khi nghe thấy câu nói này, nước mắt Đường Mộc Tuyết giống như sông Hoàng Hà không ngừng tuôn rơi. Cô ôm chặt lấy cổ Dương Tiêu, đầu vùi sâu vào trong lòng Dương Tiêu, anh là tên đầu gỗ, em cũng yêu An Hy. Lời nói này, khiến cho tinh thần Dương Tiêu chấn động, đây cũng là lần đầu tiên trong 5 năm nay Đường Mộc Tuyết dũng cảm bộc lộ tình cảm của mình dành cho anh. Ngã vào lồng ngực Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết nghẹn ngào nói, anh là đồ ngốc, em không tốt đẹp đến như vậy, có gì xứng đáng để được anh yêu chứ? Dương Tiêu sủng nịch cười nói, Mộc Tuyết, yêu em, không phải vì em cho anh thứ anh muốn, mà vì em mang đến cho anh cảm giác anh chưa từng có trước đây. 5 năm nay, bất kỳ ai cũng xem thường anh, chỉ có em, chỉ em đối với anh hận thép không thành sắt, anh giống như một bát canh nóng, khiến trái tim anh vĩnh viễn không nguội lạnh. Đường Mộc Tuyết khóc không thành tiếng, trong lòng cô tràn ngập sự cảm động, có người chồng như vậy, đời này còn mong cầu gì hơn. Dương Tiêu, cảm ơn anh trong những năm tháng tươi đẹp nhất để em gặp được anh, nếu như hôm nay chúng ta không cách nào thoát ra ngoài được. Kiếp sau bất kể anh có thích em hay không, em nhất định đều sẽ gả cho anh. Đường Mộc Tuyết không trải qua quá nhiều chuyện tình cảm, chỉ dùng lời nói đơn thuần nhất để diễn tả tình cảm của mình. Dương Tiêu dịu dàng nói, Mộc Tuyết, không nên nói những lời ngốc nghếch như vậy, em không phải nói muốn cùng anh ngắm nhìn vĩnh viễn trong thế giới muôn ngàn biến đổi này hay sao? Cuộc đời này còn dài như vậy, chúng ta sẽ sống bên nhau đến vĩnh hằng. Được, trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng cảm động cùng phức tạp. Độc tố phát tán, Đường Mộc Tuyết lại lần nữa chìm vào trong cơn hôn mê. Cảm nhận được Đường Mộc Tuyết không lên tiếng, Dương Tiêu căn chặt răng, lại một lần nữa cắn nát vết thương ứa máu rót vào miệng Đường Mộc Tuyết. Cơn mưa chút xuống càng ngày càng lớn, căn phòng nhỏ gần như chìm trong nước. Một lượng lớn nước mưa từ từ dâng lên đến phần eo của Dương Tiêu, dần dần dâng lên đến cổ, sau đó dâng lên miệng. Cũng vì tránh cho nước mưa chạm đến Đường Mộc Tuyết. Hai tay Dương Tiêu vươn lên nâng thân hình yêu kiều của cô lên, thân thể cứng cáp đứng thẳng. Thân thể anh hiện tại hư thoát không chịu được, nhưng vì bảo vệ Đường Mộc Tuyết, anh nhất định phải kiên cường giữ vững. Trong phòng khách sạn Shangri-La, Đường Hạo híp mắt cười còn nói, thời gian cũng được kha khá rồi, e rằng bây. Giờ cả căn phòng nhỏ đã bị nước mưa dâng ngập rồi. Lần này, Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết có mọc cánh cũng khó thoát, cả đường ra sau này đã thuộc về anh rồi. Sớm đã nhìn không vừa mắt tên phế vật Dương Tiêu cùng tiện nhân Đường Mộc Tuyết, hai kẻ đó nên nhanh chóng chết đi. Đường Dĩnh Nham hiểm nói. Trong căn phòng nhỏ trên núi, Dương Tiêu hít sâu một hơi, miễn cưỡng chặn lại xúc động muốn bát tỉnh, giây phút này nhiệt độ cơ thể anh đã đạt đến nhiệt độ kinh người, hơn 40 độ. Điều đáng sợ nhất chính là, nước mưa đã dâng đến lỗ mũi của anh, nếu như không cách nào hô hấp được, vậy thì anh thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Còn mưa càng ngày càng lớn. Một lượng nước mưa nhanh chóng dâng lên vị trí lỗ mũi Dương Tiêu. Dù cho Dương Tiêu thân thủ bất phàm, nhưng dưới tình huống không có dưỡng khí thì anh cũng không cách nào kiên cường quá lâu. 5 phút sau, khuôn mặt Dương Tiêu càng trở nên trắng bệch, không lẽ đêm nay bản thân anh cùng Đường Mộc Tuyết nhất định phải chết ở nơi này sao? Lạch cạch! Chính vào lúc Dương Tiêu không còn cách nào chống cự, cánh cửa đột nhiên bật mở. Lúc này một lượng nước mưa đang nhấn chìm phần đầu của Dương Tiêu. Chỉ còn sót lại phần đỉnh đầu vẫn chưa bị nước mưa nhấn chìm. Đội trưởng, người đến chính là Trần Khải, thiếu chủ Trần gia, gia tộc hùng mạnh nhất Tây Song Bản Nạp.
Cơn mưa lớn tầm tã, sấm sét vang trời, Trần Khải không cách nào liên lạc được với Dương Tiêu, nên giây phút đầu tiên anh liền nghĩ đến Dương Tiêu đã xảy ra chuyện. Dương Tiêu cũng biết rõ chuyện Đường Gia đi du lịch trên núi Phổ Nhĩ vào ngày hôm nay, anh liền lập tức phái người lái xe cấp tốc xuất phát lên núi Phổ Nhĩ. Trần Khải dựa vào năng lực quan sát mẫn cảm của mình, vừa nhìn liền phát hiện ra căn phòng nhỏ cũ nát cách đó không xa đã bị khóa lại một cách bất thường. Ai có thể ngờ được, khi vừa mở cửa liền tận mắt chứng kiến một hình ảnh rung động lòng người. Cả người Dương Tiêu đã bị nước mưa nhấn chìm, nhưng hai cánh tay vẫn giơ cao nâng cơ thể yêu kiều của Đường Mộc Tuyết. Nhanh, nhanh cứu người! Sắc mặt Trần Khải gấp gáp vội vàng hét lên. Cả đám người nhanh chóng giải cứu Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết. Sao nhanh, nhanh chóng cứu Mộc Tuyết? Dương Tiêu hô hấp yếu ớt, anh có gắng níu lấy chút ý thức cuối cùng căn dặn Trần Khải. Lời này vừa dứt, Dương Tiêu triệt để không còn cách nào chống cự, hai mắt tối sầm rơi vào trạng thái hôn mê. Thân thể của anh hiện tại vẫn chưa khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, chỉ mạnh mẽ hơn các đặc công bình thường một chút mà thôi. Nhưng dù cho là một đặc công bình thường dưới tình huống sốt cao hơn 40 độ, ôm một người cộng thêm việc cơ thể mất một lượng máu lớn, hơn nữa còn ngâm trong nước mưa hơn một tiếng đồng hồ, cũng không cách nào chịu đựng được. Dương Tiêu có thể làm đến bước này, chính là một kỳ tích. Trần Khải vẫy tay ra hiệu, nhanh, nhanh đến bệnh viện. Cả đám thuộc hạ làm sao dám chậm trễ, gấp gáp xuất phát đến bệnh viện đắt đỏ nhất Tây Song Bản Nạp. May mắn chính là, cấp cứu kịp thời, Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết đều không có chuyện gì. Thân thể Dương Tiêu mặc dù bách độc bát xâm, nhưng cũng không có nghĩa là có thể chống chọi được với phong hàn, chủ yếu chính là thân thể sốt cao cộng thêm thân thể suy nhược mới dẫn đến tình trạng hôn mê nghiêm trọng. Còn Đường Mộc Tuyết ngược lại trúng độc rắn hổ mang chúa, máu của Dương Tiêu quả thật có khả năng giải độc, trong căn nhà nhỏ ọp ẹp kia, Dương Tiêu đã cắn nát 10 đầu ngón tay cho Đường Mộc Tuyết uống không ít máu tươi, chất độc của rắn hổ mang chúa cũng đã vơi bớt phần nào, cộng thêm huyệt vị được Dương Tiêu phong ấn khiến cho nọc độc không xâm nhập vào tim. Cũng vì nguyên nhân này, dưới sự cấp cứu của bệnh viện, nọc độc trong cơ thể của Đường Mộc Tuyết rất nhanh cũng đã được lấy ra. Trần Khải mừng rỡ như được ân xá, nếu như Dương Tiêu hoặc Đường Mộc Tuyết xảy ra chuyện gì, trong lòng của anh sẽ vô cùng cảm thấy tự trách, dù sao hai người bọn họ cũng xảy ra chuyện tại địa bàn của mình. Dương Tiêu dựa vào thể lực hơn người của mình, vào sáng tinh mơ của ngày thứ hai đã đẩy lùi cơn sốt, sau đó từ từ tỉnh lại. Đội trưởng, anh tỉnh rồi. Nhìn thấy Dương Tiêu mở mắt tỉnh lại, Trần Khải kích động nói. Dương Tiêu lúc này vẫn có chút suy nhược, anh vội vàng nói, Mộc Tuyết như thế nào rồi? Đội trưởng anh cứ yên tâm, chị dâu hiện tại đã không còn bất kỳ vấn đề gì nữa rồi, anh đừng động đậy, nghỉ ngơi cho tốt, anh vẫn đang truyền dịch, lần này anh suy nhược. Quá nhiều rồi, Trần Khải Trần An nói. Dương Tiêu gật đầu, anh chậm rãi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thêm nửa tiếng nữa lúc này mới triệt để tỉnh lại. Khi Dương Tiêu ngồi dậy, đôi mắt Trần Khải lóe lên một tia rét buốt, đội trưởng, chuyện lần này nhất định do tên Vương Bát Đản Đường Gia gây ra có đúng không? Có cần tôi lập tức đem tên tạp chủng kia bắt lại hủy thi diệt xác hắn không? Trong lòng Trần Khải, Dương Tiêu chính là vị lãnh tụ tinh thần của mình, anh tuyệt đối không cho phép Dương Tiêu phải chịu bất kỳ sỉ nhục nào. May mắn bản thân kịp thời đến đây, nếu không đêm nay Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết nhất định đã gặp phiền phức lớn. Trần Khải, lần này may mắn nhờ có cậu, cảm ơn. Tạm thời không quản đến đám người đó, hiện tại đã hơn 12 giờ, hôm nay chính là sinh nhật của Mộc Tuyết. Mộc Tuyết tại Đường Gia chịu chèn ép hơn 5 năm nay, trước cứ giữ lại đám người kia, tôi muốn bọn họ tận mắt chứng kiến, tôi muốn bọn họ biết rằng hành vi của mình rốt cuộc có bao nhiêu vô tri. Hai mắt Dương Tiêu tối sầu ầm nói. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết đã chịu uất ức hơn 5 năm ở Đường Gia, gần như tất cả mọi người đều cười nhạo chế giễu cô. Bản thân đã dốc lòng chuẩn bị kinh hỉ dành tặng cô trong nhiều ngày như vậy, nếu như Đường Hạo, Đường Dĩnh cùng đám người Đường Gia không có mặt tại hiện trường để chứng kiến. Vậy thì không phải đã mất đi rất nhiều thú vui hay sao? Dương Tiêu nhất định phải để cho đám người Đường Gia chứng kiến một màn thần kỳ này, phải để cho đám người đó triệt để hiểu rõ bản thân có bao nhiêu ngu ngốc, anh nhất định phải khiến cho đám người Đường Gia tròn mắt đứng nhìn, khiến cho tất cả mọi người đều phải hâm mộ Đường Mộc Tuyết, anh phải khiến cho những kẻ đó phải ăn năn hối hận vì sự vô tri của mình. Trần Khải gật đầu, được, đội trưởng, chuyện này nghe theo lời NHTL. Khi sự việc kết thúc, tóm cả Đường Hạo và Đường Dĩnh cho tôi. Bọn họ hãm hại Mộc Tuyết, cho rắn hổ mang cắn Mộc Tuyết một cái. Vậy thì tôi sẽ cho rắn hổ mang cắn lại bọn họ gấp 10 lần, gấp 100 lần, trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần.
người phụ nữ của tôi, bọn họ không được sỉ nhục. Trong mắt Dương Tiêu tràn đầy sát ý. Giờ phút này, Dương Tiêu căm hận Đường Hạo và Đường Dĩnh hơn bao giờ hết. Anh chịu đựng những việc đã làm trước đây, ông cụ quá cố nhà họ Đường đối xử tốt với anh. Vì nể mặt ông cụ mà Dương Tiêu đã tha thứ nhiều lần cho Đường Hạo và Đường Dĩnh. Lần này, cho dù là ai tới, cũng không thể xua đi sát khí của Dương Tiêu. Trong chuyến đi đến Tây Song Bản Nạp, hai anh em âm hiểm độc ác Đường Hạo và Đường Dĩnh phải chết. Chạm vào vảy rồng, nổi trận lôi đình. Nếu đêm nay Trần Khải không đến kịp, có lẽ anh và Đường Mộc Tuyết sẽ bị chôn cất ở núi Phổ Nhĩ. Đối mặt với hai anh em độc ác này, Dương Tiêu sẽ không bao giờ mềm lòng nữa. Mẹ kiếp, bọn xấu xa như vậy phải bị trừng trị. Trần Khải muốn đánh Đường Hạo và Đường Dĩnh một trận chết đi sống lại. Đáy mắt Dương Tiêu hiện lên một tia lạnh lẽo, Đường Hạo, Đường Dĩnh, lần này các người đã hoàn toàn chạm vào điểm máu chốt của tôi. Nếu các người đã rút dao trước, thì tự nhiên tôi sẽ làm dao sáng, các người chờ đi. Cơn mưa lớn đổ xuống cho đến 2 giờ sáng, Đường Hạo và Đường Dĩnh vẫn đang nâng ly chúc mừng cái chết của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết ở núi Phổ Nhĩ. Họ không biết hai người họ không chỉ đã trốn thoát từ lâu, mà một cuộc khủng hoảng vô tính chống lại họ đã lặng lẽ giáng xuống. Ngày hôm sau, mặt trời mọc ở phía đông, cầu vồng nhiều màu sắc nổi lên trên bầu trời, thật đẹp. Toàn bộ Tây Song Bản Nạp trải qua một trận mưa lớn, không khí tỏa ra mùi thơm đặc trưng của đất, cây cối hoa lá hai bên đường cũng bị mưa pha trộn một màu rực rỡ dưới ánh mặt trời. Vừa tỉnh lại Đường Mộc Tuyết đã nhìn thấy Trần Khải, cô nhanh chóng đứng dậy, lo lắng nói, Trần. Trần Thiếu, Dương Tiêu đâu? Dương Tiêu thế nào rồi chị dâu, đội trưởng không sao? Chị dâu ăn bữa sáng trước đi, sau đó theo tôi đi ra ngoài. Gương mặt Trần Khải tràn đầy ý cười. Đường Mộc Tuyết lắc đầu, tôi không ăn, anh mau dẫn tôi đi gặp Dương Tiêu. Cô thật sự rất lo lắng cho Dương Tiêu, không có tâm trạng ăn sáng. Chị dâu, chuyện này không được đâu. Đội trưởng ra lệnh, chị dâu cần thiết phải ăn xong bữa sáng. Trần Khải chỉ vào bữa sáng bổ dưỡng bên cạnh. Trong lòng Đường Đường Mộc dâng lên một luồng ấm áp. Anh chàng này luôn chăm sóc mình bằng mọi cách có thể, nhưng nếu bây giờ không gặp được anh, cô nào còn có tâm trạng ăn sáng. Để nhanh chóng được nhìn thấy Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cố gắng ăn vài miếng, mau đưa tôi đi gặp Dương Tiêu. Chị dâu, đi theo tôi. Trần Khải rất lịch sự nói. Hôm nay là ngày quan trọng, khi người bí ẩn mua biển hoa lớn nhất Tây Song Bản Nạp xuất hiện, mọi người trong nhà họ Đường đều dậy từ sớm. Mau, mọi người mau ăn đi, sắp được chứng kiến thời khắc kỳ tích rồi. Đường Hạo ra lệnh. Không ngần ngại mua một biển hoa lớn nhất với giá 1 tỷ tệ đã khiến Đường Hạo sửng sốt. Anh ta cũng muốn chứng kiến phong thái của người mua bí ẩn này. Âu ngày này cuối cùng cũng đã đến, thật là mong chờ. Không ít phụ nữ họ nhà Đường trong mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Đường Dĩnh kiêu căng nói, chắc hẳn các người không ngờ tới, người mua bí ẩn này chắc chắn là muốn cầu hôn tôi sẽ sớm trở thành một người vợ giàu có. Hôm nay, Đường Dĩnh đặc biệt khoác lên mình bộ váy trắng công chúa và trang điểm đậm, điều này làm lu mờ tất cả phụ nữ họ nhà Đường. Chắc chắn rồi, nhất định là công tử nhà giàu muốn khuất phục dưới váy hoa lựu của em gái anh. Đường Hạo cười nói. Trên mặt Đường Dĩnh tràn đầy vẻ đắc thắng, đương nhiên rồi, với vẻ đẹp của em, người mua bí ẩn này vừa nhìn thoáng qua đã không thấy Đường đâu. Mọi người trong nhà họ Đường nhanh chóng dùng bữa xong, lập tức lao thẳng về phía biển hoa lớn nhất ở Tây. Song Bản Nạp. Đông đảo giới truyền thông khu vực Tây Song Bản Nạp đã cùng nhau tụ tập, đông đảo người dân địa phương đến đây trầm trò, họ đều muốn chứng kiến độ hoành tráng của người mua bí ẩn này. Trong chốc lát sóng gió nổi lên, mọi người cùng xem. Mọi người đều biết, hoa hồng ở Tây Song Bản Nạp của Trung Quốc đặc biệt nổi tiếng, nghề trồng hoa ở khu vực này cũng phát triển thịnh vượng nhất cả nước về sự phong phú. Ở khu vực Tây Song Bản Nạp, vùng biển hoa lớn nhất rộng hàng trăm mẫu, trong đó chủ yếu trồng hoa hồng, tất nhiên còn có các loài hoa khác. Sau một trận mưa lớn, cả biển hoa tràn ngập hương hoa hồng, ngoài ra mưa còn đọng lại trên hoa hồng, mỗi bông hồng đều rực rỡ và xinh đẹp lạ thường, cứ như từng bông hoa hồng trong biển hoa đang thi nhau khoe sắc. Vào lúc này, phạm vi xung quanh của biển hoa lớn nhất đã đông đúc. Trần Khải đã sắp xếp và phong tỏa khu vực xung quanh biển hoa để ngăn chặn thân phận của Dương Tiêu bị lộ. Không biết bên trong kia xảy ra chuyện gì, người ta nói rằng người mua bí ẩn này chỉ ở độ tuổi đôi mươi, anh ta đã không ngần ngại chỉ 1 tỷ tệ để có được nụ cười đẹp. Điều này không phải là quá tuyệt sao? Giàu có cao chót vót,
Đây mới thực sự là giàu có cao chót vót. Không biết người phụ nào mà hạnh phúc như vậy. Thật là ghen tị. Ừ, thật là ghen tị. Nghĩ đến ông quỷ sứ vô liêm sỉ trong nhà tôi chỉ muốn tát cho anh ta một cái dính tường, không dứt ra được. Hàng chục nghìn người dân tập trung tại đây, suýt xoa, mong chờ khoảnh khắc người mua bí ẩn xuất hiện. Ngay sau đó, đoàn xe của nhà họ Đường đã đến. Vừa mới xuống xe, Đường Dĩnh đã ủ rũ nói, xảy ra chuyện gì? Sao xung quanh lại có nhiều vệ sĩ như vậy? Đây là phong tỏa không cho vào sao? Xin chào, cô có phải là cô Đường Dĩnh không? Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi giày ra bước. Tới hỏi. Đường Dĩnh sững sờ, tôi là Đường Dĩnh, xin chào, có chuyện gì sao? Cô Đường Dĩnh, là thế này, hôm nay tất cả người trong nhà họ Đường cô đều có thể vào tham quan. Người thanh niên cung kính nói. Cái gì, tất cả người nhà họ Đường có thể vào tham quan? Ngay khi những lời này nói ra, mọi người trong nhà họ Đường đều cảm thấy sững sờ. Đây là tình huống gì? Không phải đều bị chặn ở bên ngoài sao? Tại sao chỉ có người nhà họ Đường mới được vào? Giờ phút này, Đường Hạo sững sờ, Đường Dĩnh sững sờ, tất cả người nhà họ Đường đều sững sờ. Đường Hạo không tin nói, anh không nhầm chứ? Không nhầm, đây là ý của người mua. Người thanh niên nhà họ Đường chúng ta sẽ là gia tộc lớn thứ 5 ở thành phố Trung Nguyên, là một tập đoàn tài phiệt có tiếng ở vùng đất Chủ Phú. Mặt mày đám người nhà họ Đường đỏ bừng, nếu Đường Dĩnh thực sự gả vào một gia đình giàu có, tất cả mọi người trong họ sẽ được nhờ. Thậm chí, nhiều người còn bắt đầu ảo tưởng rằng nhà họ Đường là một trong những gia tộc mạnh nhất thành phố Trung Nguyên, ảo tưởng đến mức khi đi ra ngoài hàng nghìn người sẽ ngưỡng mộ bọn họ. Đường Dĩnh vênh váo tự đắc nói, đương nhiên, yên tâm. Sau này Đường Dĩnh tôi lên như diều gặp gió, sẽ không quên người nhà họ Đường. Dù sao nhà Đường là nhà mẹ đẻ của tôi trở thành bà chủ giàu có, nhất định sẽ hỗ trợ nhà họ Đường trở thành gia tộc đứng thứ 5 ở thành phố Trung Nguyên. Vừa nhìn đã biết Dĩnh Dĩnh là một đứa trẻ ngoan có lòng biết ơn, trời sinh dung mạo phú quý, cuối cùng bây giờ đã hết khổ. Chúc mừng, một người trung niên nịnh nọt. Đúng vậy, khi còn nhỏ Dĩnh Dĩnh vừa sinh ra thầy bói đã nói Dĩnh Dĩnh có mệnh đại phú đại quý. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đám người nhà họ Đường đều nịnh nọt nhìn Đường Dĩnh, điều này khiến lòng hư vinh của Đường Dĩnh thỏa mãn đến cực điểm. Đường Hạo mở mày mở mặt nói, em gái quá tốt rồi, cuối cùng em cũng được gả vào một gia đình giàu có. Sau này khi nhà họ Đường phát triển, anh sẽ khiến những người đã cười nhạo anh quỳ xuống trước mặt anh sám hồi, anh sẽ khiến Lý Minh Hiên quỳ xuống trước mặt anh tự tát nói mình đã sêu. Anh yên tâm, chắc chắn sẽ có ngày đấy. Đường Dĩnh lộ vẻ tự mãn, như thể đã trở thành một người vợ giàu có. Đám người nhà họ Đường không chút do dự tiến vào sâu trong biển hoa, tim Đường Dĩnh đập thình thịch, mặt đỏ bừng, cô ta nóng lòng muốn gả cho người mua bí ẩn này. Két! Ngay lúc này, ngay khi mọi người sắp đi tới chỗ sâu trong biển hoa, một chiếc Bugatti Veyron tiến đến, bóng dáng của Đường Mộc Tuyết bước xuống xe. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, đám người nhà họ Đường đều kinh ngạc. Đường Hạo kinh hãi như gặp ma, Đường, Mộc Tuyết, không phải cô đã chết sao? Sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Nhìn thấy đám người Đường Hạo, Đường Mộc Tuyết vô cùng tức giận, nếu không phải có Dương Tiêu thì hôm qua cô đã sớm bị an táng ở núi Phổ Nhĩ. Đường Mộc Tuyết chán ghét nhà họ Đường máu lạnh này. Đến cực điểm, cô không muốn chú ý đến Đường Hạo một chút nào, chỉ muốn gặp Dương Tiêu sớm hơn. Đường Mộc Tuyết thật sự chưa chết. Mọi người trong nhà họ Đường kinh hãi hỏi. Đầu tiên Đường Dĩnh lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó lại cho rằng mình sắp gả vào một gia đình giàu có, cô ta tự tin khinh thường, còn chưa chết thì sao? Sợ cái gì, tôi sắp trở thành vợ của người giàu có, đến lúc đó muốn giết bọn họ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nghe thấy lời nói của Đường Dĩnh, đám người nhà họ Đường dường như đã tìm được trụ cột, trái tim trở nên cứng rắn. Đúng vậy, Đường Dĩnh sắp kết hôn với một đại gia hàng đầu. Đường Mộc Tuyết có gì mà đáng sợ như vậy? Thấy Đường Mộc Tuyết không trả lời, Đường Dĩnh chế nhạo, mà này, Đường Mộc Tuyết, nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay là sinh nhật của cô đúng không? Hai người kết hôn được 5 năm, Dương Tiêu tặng cô cái gì? Anh ta tặng dây chuyền cho cô chưa? Anh ta tặng thứ gì mà cô thích chưa? Thật buồn cười, nói cho cô biết, tôi sắp trở thành một người vợ giàu có, cô cứ chờ mình xong đời đi. Trần Khải nhìn Đường Dĩnh đang kiêu ngạo ngang tàn với một nụ cười vui tươi trên khuôn mặt của anh ta. Người phụ nữ ngốc, thật sự cho rằng mình sắp được tỏ tình hả? Không biết xấu hổ. Chị dâu,
mời vào trong. Trần Khải cung kính nói. Đường Mộc Tuyết ừng một tiếng, lập tức đi theo Trần Khải đến nơi sâu nhất của biển hoa. Đường Dĩnh khinh thường nói, thì ra là dính líu tới Trần Khải, đúng là đồ đàn bà giỏi quyến rũ đàn ông. Đi, mọi người cùng đi, đợi lát nữa tôi sẽ khiến đồ đàn bà giỏi quyến rũ đàn ông này không xuống đài được. Mọi người đã nhanh chóng đi vào trong biển hoa, thấy trong biển hoa đã trải sẵn thảm đỏ, hàng trăm vệ sĩ mặc vest và giày da đứng ở hai bên, nhân vật trung tâm quay lưng lại với đám đông. Đường Mộc Tuyết vừa đến, vệ sĩ trưởng liền hô to, hoan nghênh cô Đường. Tôi đợi để đón cô Đường. Tôi đợi để đón cô Đường. Trong phút chốc, hơn trăm người đồng thanh hô to, khí thế kinh người, âm thanh chấn động bầu trời, xông thẳng lên trời. Đường Dĩnh nhìn bóng lưng thiếu niên quay lưng lại với bọn họ kích động nói, là anh ta, chính là anh ta muốn tán tỉnh tôi, mọi người mau tránh ra, đừng náo loạn cảnh tượng thiêng liêng này. Đám người nhà họ Đường lập tức rút lui, chờ đợi thời điểm người thanh niên bí ẩn quay đầu tỏ tình với Đường Dĩnh. Lúc này, tim Đường Dĩnh đập thình thịch, như có con nai chạy loạn, cô ta căng thẳng siết chặt hai tay chờ đợi thời điểm thanh niên thần bí quay đầu lại. Sao, bóng lưng này lại quen thuộc như vậy? Đường Mộc Tuyết nhìn về phía trước kinh ngạc nhíu mày. Trong khi mọi người chăm chú dõi theo, thanh niên bí ẩn chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, Mộc Tuyết, cuối cùng em cũng tới. Mọi người nhìn chăm chú, người thanh niên bí ẩn kia không phải ai khác, mà chính là Dương Tiêu vẫn như xưa. Sao, sao lại là anh ta? Hai mắt Đường Dĩnh đờ đẫn tại chỗ nhìn Dương Tiêu quay lại. Dương Tiêu, nhìn rõ mặt thanh niên bí ẩn, mọi người trong nhà họ Đường đều kinh ngạc. À mi, ngay lúc này, có không ít tiếng sám âm u nổ tung trên đầu bọn người nhà họ Đường. Trong khoảnh khắc đó, nhìn rõ người thanh niên thần bí kia chính là Dương Tiêu, mọi ánh mắt của bọn họ gần như, đều nhìn chằm chằm vào, vẻ mặt của những người trong nhà họ Đường đều phóng to hết mức. Miệng đều há thành chữ O, như có thể chứa 5 hoặc 6 quả trứng lớn. Xảy ra chuyện, không phải thanh niên bí ẩn sẽ tỏ tình với tôi sao? Làm sao mà thanh niên bí ẩn lại trở thành Dương Tiêu? Không, điều này là không thể. Nhìn Dương Tiêu đang mặc âu phục toát ra khí chất yêu nhã, lòng Đường Dĩnh như vàng đổ sông. Mọi người đều biết, Đường Dĩnh muốn gả vào gia đình giàu có hàng đầu trong nước đã muốn điên rồi. Để chuẩn bị cho chuyến du ngoạn biển hoa hôm nay, Đường Dĩnh đã đặc biệt khoác lên mình bộ váy đắt giá nhất, trang điểm thành thiên nga trắng, sẵn sàng nghênh đón thanh niên bí ẩn tỏ tình với mình trước đám đông. Đặc biệt là vừa rồi đám người nhà họ Đường đột nhiên được vào tham quan, Đường Dĩnh càng thêm tin tưởng, cô ta xác định tất cả chuyện này đều là dành cho cô ta. Tuy nhiên, khi Đường Dĩnh đã sẵn sàng chấp nhận lời tỏ tình lãng mạn này, cô ta không ngờ rằng người đàn ông trẻ tuổi bí ẩn lại là Dương Tiêu. Điều này làm cho Đường Dĩnh hoang mang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy người thanh niên thần bí kia chính là Dương Tiêu, mọi người trong nhà họ Đường đều kinh ngạc. Trên đường đi vào trong sâu của biển hoa, trong lòng mọi người nhà họ Đường đều có vô số suy đoán, nhưng đều không đoán được thanh niên bí ẩn kia chính là phế vật Dương Tiêu mà bọn họ luôn coi thường. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu đẹp trai yêu nhã trước mặt, sắc mặt Đường Mộc Tuyết khó tin, cô nhanh chóng che đôi môi đỏ mọng gợi cảm, cô không thể tin được tất cả những điều đang xảy ra trước mặt là thật. Phải nói diện mạo Dương Tiêu không tồi, thân hình vạm vỡ, mặc một bộ đồ đẹp trai, khí chất toàn bộ thăng hoa đến cực độ, hoàn toàn giống như một người khác vậy. Cảm giác mà Dương Tiêu tạo cho mọi người trước mặt là người này không phải phế vật một chút nào, mà là một người đàn ông lịch lãm. Dương Tiêu búng tay, một nhóm thanh niên nam nữ bước ra chơi một khúc nhạc tuyệt vời tại chỗ. Những nốt nhạc đẹp đang trôi trong biển hoa, nhịp điệu đôi khi uyển chuyển, đôi khi bồng bềnh. Bài hát là bài Trái tim mùa thu mà Đường Mộc Tuyết rất thích. Một người trong nhà họ Đường sửng sốt, mau nhìn xem, đây không phải là ban nhạc Ánh Dương nổi tiếng khắp nơi có nhiều tài nguyên sao? Âu là ban nhạc Ánh Dương, nghe nói giá khởi điểm của ban nhạc Ánh Dương ít nhất là 200 vạn tệ cho một lần. Làm sao thằng phế vật này lại có thể mời được ban nhạc Ánh Dương? Nhìn những gương mặt quen thuộc, đám người nhà họ Đường càng thêm ngắn ngơ. Ban nhạc Ánh Dương là một ban nhạc nổi tiếng khắp nơi có nhiều tài nguyên, nhưng bọn họ vẫn thường xuyên xuất hiện trên TV. Lúc này, đám con cháu nhà họ Đường có mặt tại đây đều kinh ngạc, gần như không nói nên lời. Mọi người đều biết, tất cả chuyện này là do Dương Tiêu sắp đặt. Đường Mộc Tuyết thích ban nhạc Ánh Dương nhất và bài hát yêu thích của cô là Trái tim mùa thu. Hôm nay là một ngày quan trọng, Dương Tiêu làm phiền Trần Khải thu xếp mọi việc trước,
Trần Khải đã không ngần ngại bỏ ra 500 vạn tệ để mời được ban nhạc Ánh Dương có nhiều tài nguyên. Dưới cái nhìn chăm chú của con cháu nhà họ Đường, Dương Tiêu chậm rãi đi tới chỗ Đường Mộc Tuyết, trong mắt tràn đầy cương triều. Trong lòng Đường Mộc Tuyết có cảm xúc lẫn lộn, nhìn gương mặt đẹp trai, ưu nhã hoàn mỹ không tì vết của Dương Tiêu mà đỏ bừng, sao? Sao lại là anh? Mộc Tuyết, tại sao không thể là anh? Dương Tiêu nhẹ nhàng cười. Ngay lúc này, Dương Tiêu đưa tay ra nói, Mộc Tuyết, anh biết em thích ban nhạc Ánh Dương và anh cũng biết em thích bài hát Trái Tim Mùa Thu, cho nên hôm nay anh đã đặc biệt mời ban nhạc Ánh Dương đến biểu diễn trực tiếp bài Trái Tim Mùa Thu say đắm này. Mộc Tuyết, lần trước trong buổi tụ họp với bạn bè anh đã hứa với em, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh sẽ tặng một biển hoa ở Tây Song Bản Nạp cho em, biển hoa này là dành cho em, hy vọng em thích nó. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt bọn người nhà họ Đường kinh ngạc đến cực độ, trong lòng mỗi một người nổi lên từng trận sóng to gió lớn. Tất cả những chuyện này là do Dương Tiêu làm. Dương Tiêu tiêu tiền mời ban nhạc Ánh Dương. Biển hoa này được Dương Tiêu mua với giá 1 tỷ tệ. Sao có thể, sao có thể, trong lòng đám người nhà họ Đường kêu lên như bị bệnh tâm thần. Vào lúc này, hàng trăm người đỏ mắt, bọn họ không thể tin rằng tất cả những điều này là do phê vật làm ra. Đường Hạo như hứng chịu một tiếng sét giữa trời quang, sắc mặt tái nhợt, nhìn dáng vẻ lịch lãm của Dương Tiêu, trong lòng anh ta như cảm thấy nóng rát dưới ánh mặt trời, toàn thân khó chịu. Trong đầu anh ta hiện lên đầy những dấu chấm hỏi màu đen, anh ta thật sự rất hỗn loạn. Không phải Dương Tiêu chỉ là một thằng phế vật sao? Anh ta lấy đâu ra tiền mua biển hoa lớn nhất Tây Song Bản Nạp? Anh ta lấy đâu ra tiền mời ban nhạc Ánh Dương có nhiều tài nguyên? Đường Dĩnh run rẩy, suýt ngã ngồi trên mặt đất. Tan nát, giờ phút này, trái tim cô ta tan nát đến vô tận. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Hai mắt Đường Dĩnh đờ đẫn lắm bẩm một mình. Theo cái nhìn của cô ta, tất cả những thứ này rõ ràng thuộc về cô ta. Tại sao lại trở thành của Đường Mộc Tuyết? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hận, một lòng căm thù mãnh liệt bùng lên trong cơ thể Đường Dĩnh. Trần Khải đứng ở một bên khinh khỉnh nói, ha, một đám cặn bã, muốn chơi gì? Trong lòng anh ta khinh bỉ đám người nhà họ Đường đến cực độ, thật sự đây là lần đầu tiên Trần Khải nhìn thấy loại người máu lạnh như người nhà họ Đường này, chỉ biết bày mưu tính kế, không quan tâm đến sống chết của người cùng nhà. Trần Khải liếc mắt nhìn Đường Dĩnh đang hồn bay phách lạc, trên mặt anh ta tràn đầy khinh thường. Gương mặt trang điểm trông chẳng khác gì quỷ, so với Đường Mộc Tuyết thì khác nhau một trời một vực. Trần Khải thật sự không biết Đường Dĩnh lấy đâu ra can đảm đọ sức với Đường Mộc Tuyết, nếu là anh ta sẽ xấu hổ tìm chỗ chui vào. Anh, nhìn thấy Dương Tiêu nhìn mình trìu mến, trong lòng Đường Mộc như có con nai chạy loạn, hoàn toàn bị mọi thứ trước mắt làm cho choáng váng. Điều bất ngờ đến quá nhanh khiến Đường Mộc Tuyết không kịp cảnh giác. Dương Tiêu cưng chiều cười nói, Mộc Tuyết, anh đã hứa với em, anh sẽ mãi mãi không quên. Trong khi tất cả mọi người đang nhìn, đột nhiên Dương Tiêu quỳ một gối xuống, từ từ lấy trong túi ra một hộp trang sức tinh xảo. Đây là cái gì? Nhìn thấy Dương Tiêu quỳ một gì, sắc mặt người nhà họ Đường căng thẳng, gần như toàn thân đều thở gấp. Sẽ là gì? Hai mắt Đường Dĩnh đỏ ngầu. Cô ta chỉ muốn xông lên phá hủy tất cả cùng một lúc. Dưới sự quan sát của hàng trăm cặp mắt, Dương Tiêu mở hộp trang sức tinh xảo ra, chỉ thấy trong hộp trang sức có một sợi dây chuyền màu hồng, trên hộp có viết máy ký tự trái tim của biển cả. Nhìn thấy cảnh này, mi mắt Đường Hạo kinh hãi nhảy dựng lên, đây là dây chuyền trái tim của biển cả. Dây chuyền trái tim của biển cả này có giá ít nhất là 6.000 vạn. Chuyện gì đang xảy ra? Sao thằng phế vật này có thể có được trái tim của biển cả? Trái tim của biển cả. Ôi địch, thật sự là trái tim của biển cải. Đậu má, đậu má, đậu má. Mọi người trong nhà họ Đường đều nhìn hộp trang sức, nhìn chằm chằm đến mức sắp lòi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn Châu Báu Bạch Thức ở thành phố Trung Nguyên đã tạo ra một sợi dây chuyền kim cương Hồng Đế Quốc, có tên là trái tim của biển cả, với giá khởi điểm là 6.000 vạn. Mức giới hạn là khoảng 200-300 triệu tệ. Ngay khi cuộc đấu giá chuẩn bị mở ra, người sáng lập tập đoàn Châu Báu Bạch Thức đã tặng miễn phí dây chuyền trái tim của biển cả cho một người đàn ông trẻ tuổi bí ẩn, chuyện này đã gây chấn động mạnh ở thành phố Trung Nguyên. Trước cảnh tượng đó, hàng trăm con mắt của người nhà họ Đường đều bị rớt xuống. Bọn họ thật sự không ngờ rằng người thanh niên bí ẩn đã có được trái tim của biển cả miễn phí lại chính là Dương Tiêu. Rốt cuộc thằng nhóc này là ai?
không phải là một đại tài phiệt nào đó vào nhà họ Đường giả heo ăn thịt hổ chứ? Một người trung niên nhà họ Đường kinh hãi hỏi. Được Bạch Du Tĩnh tặng miễn phí một sợi dây chuyền kim cương Hồng Đế Quốc trái tim của biển cả. Anh mua một biển hoa lớn nhất ở Tây Song Bản nạp với giá 1 tỷ tệ, chỉ để có được nụ cười của người đẹp. Thậm chí anh còn không ngần ngại mời ban nhạc đầu tiên có nhiều tài nguyên với một số tiền khổng lồ. Dương Tiêu này thực sự là phế vật sao? Lúc này, tất cả người nhà họ Đường có mặt đều bàng hoàng không nói nên lời. Trước sự chứng kiến của mọi người tại hiện trường, Dương Tiêu đã đeo sợi dây chuyền trái tim của biển cả vô giá lên cổ Đường Mộc Tuyết với vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Mộc Tuyết, xin lỗi, đám cưới của chúng ta 5 năm trước. Rất đơn giản, anh còn không có tự tay đeo sợi dây chuyền lên cho em, để em phải chịu ấm ức 5 năm. Trái tim của biển cả là dành cho em, một sợi dây chuyền muộn màng, hy vọng nó có thể bù đắp bao nhiêu tiếc nuối trong 5 năm của. Đường Mộc Tuyết nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trái tim của biển cả vô giá trên cổ. Cô chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều là mơ và quá hư ảo. Ngày trước, cô cũng muốn nói với người khác rằng chồng của cô không phải là phế vật, nói cô có một cuộc sống rất hạnh phúc. Trước kia, Đường Mộc Tuyết không muốn khoe khoang cho người khác xem, cô không bao giờ muốn làm tất cả những người đã cười nhạo cô ngạc nhiên. Hôm nay, Dương Tiêu đã làm được, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người nhà họ Đường. Giờ phút này, trong lòng Đường Mộc vô cùng cảm động. Cô thật sự không thể dùng từ ngữ để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, nhưng trong lòng vô cùng xúc động. Mấy ngày trước, cô thờ ơ với Dương Tiêu đến cực điểm, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại không quan tâm đến sự thờ ơ của cô, mà lại âm thầm tạo một bất ngờ cực lớn cho mình. Nhìn thấy sợi dây chuyền trái tim của biển cả đeo trên người Đường Mộc Tuyết, Đường Dĩnh lảo đảo ngồi trên mặt đất, toàn thân suy sụp hoàn toàn, sao lại như thế này? Tại sao lại như thế này? Không phải tất cả những thứ này phải thuộc về tôi sao? Nhìn sợi dây chuyền trái tim của biển cả trên cổ Đường Mộc Tuyết, Đường Dĩnh như hứng chịu một tiếng sét giữa trời quang, cô ta chết lặng. Cô ta cho rằng mọi thứ đều thuộc về mình, nhưng đã bị Đường Mộc Tuyết đột ngột cướp mất hết của cô ta. Dương Tiêu thật sự là phế vật sao? Đột nhiên, đám người nhà họ Đường tự hỏi, trong lòng không khỏi nổi lên sóng gió. Phải biết rằng người trước mắt này là người mà bọn họ đã chế giễu là phế vật suốt 5 năm. Rồng rời khỏi đất bay thẳng lên trời. Cho dù Dương Tiêu là Càn Long, chưa từng xuất đầu lộ diện, nhưng vẫn sẽ không bay lên trời như thế này chứ. Nhóm người nhà họ Đường vô cùng hoảng loạn, một số người trong số họ thậm chí còn không thở nổi, đơn giản là họ không thể chấp nhận tất cả những điều trước mắt này. Đường Hạo như đã bị trúng hàng chục nghìn điểm sát thương, sắc mặt vô cùng cứng ngắc, cằm rơi ra ngoài. So với người nhà họ Đường, anh ta khó có thể chấp nhận tất cả những điều này. Anh ta đã luôn cưỡi trên đầu của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, bây giờ Dương Tiêu trở tay, đập mạnh anh ta dưới chân mình, còn gì đau khổ hơn. Khi giai điệu của trái tim mùa thu ngày càng trở nên sôi động, Dương Tiêu quỳ một chân xuống, chân thành nhìn Đường Mộc Tuyết nói, tôi yêu vợ tôi, cho đến chết cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ quyết chí vươn lên, bảo vệ gia đình, bảo vệ người vợ mà tôi yêu. Tôi, Dương Tiêu xin thề ở đây, tôi ở đây. Che chở cho toàn bộ nhà họ Đường, lựa chọn những người xuất sắc trong nhà họ Đường, đặt nền tảng cho nhà họ Đường trong 100 thế hệ. Chết cũng sẽ để lại 9 hồn 7 vía, phù hộ nhà họ Đường đời đời kiếp kiếp. Lời thề này, sẽ do mặt trời mặt trăng chứng giám, trời đất chứng giám, tất cả thần tiên ma quỷ chứng giám. Lời nói của Dương Tiêu âm vang có lực, bá đạo toát ra uy nghiêm, lay động lòng người. Xét cho cùng, nhà họ Đường là nhà của Đường Mộc Tuyết, là nơi Đường Mộc Tuyết sinh ra và lớn lên. Ngày nay, nhà họ Đường bị một đám người ăn không ngồi rồi hưởng lợi, gà chó không yên. Dương Tiêu thề sẽ diệt trừ tất cả bọn sâu mọt của nhà họ Đường, nâng đỡ Đường Mộc Tuyết, khôi phục lại sự thịnh vượng của nhà họ Đường. Đây không chỉ là một lời hứa với Đường Mộc Tuyết, mà còn là một lời hứa với ông cụ cố nhà họ Đường. Nghe vậy, mặt mày đám con cháu nhà họ Đường có màu gan lợn như ăn phải ruồi chết. Có ý gì, cả nhà họ Đường còn cần Dương Tiêu che chở. Dương Tiêu đang khiêu khích uy quyền của bọn họ. Nghe vậy, nước mắt xúc động của Đường Mộc Tuyết rơi như mưa ướt đẫm ni. Cô biết Dương Tiêu không phải người thường, cô có thể cảm nhận được, thậm chí ngay cả cô cũng phải ngắng đầu nhìn Dương Tiêu uy lực. Yêu em, anh sẽ không hối hận chứ? Đường Mộc Tuyết kìm nước mắt hỏi. Dương Tiêu nhìn vào mắt Đường Mộc Tuyết với tình cảm chân thành, nghiêm nghị nói, trời đất 3 đời 7 kiếp, vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, chỉ vì tình yêu, dù chết cũng không hối hận. Cái gì?
chỉ vì tình yêu, dù chết cũng không hối hận. Lúc này, mọi người trong nhà họ Đường đều vô cùng cảm động trước tình cảm của Dương Tiêu. Nếu như vứt bỏ thành kiến với Dương Tiêu, những gì Dương Tiêu đã làm bây giờ thực sự rất cảm động. Trời ạ, Đường Mộc Tuyết thật hạnh phúc, mấy cô gái nhà họ Đường đã ghen tị. Bây giờ, không ai nghi ngờ rằng Dương Tiêu là phế vật. Nếu Dương Tiêu thật sự là phế vật, thì giải thích như thế nào về mọi chuyện trước mặt này? Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu nói, Dương Tiêu, anh đứng dậy đi. Ù, Dương Tiêu từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Khoảnh khắc Dương Tiêu đứng dậy, Đường Mộc Tuyết đã nhào vào trong vòng tay của Dương Tiêu, nước mắt xúc động của cô không nhịn được chảy dài. Dương Tiêu, em yêu ba điều trên thế giới này. Mặt trời, mặt trăng và anh. Mặt trời là ngày, mặt trăng là tối, anh là mãi mãi. Lời nói vừa dứt, Đường Mộc Tuyết đã hôn lên môi Dương Tiếu. Hai môi chạm nhau, Dương Tiêu sững sờ. Oa, thật lãng mạn, nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim các cô gái trong nhà họ Đường tan chảy. Đường Dĩnh sắp nổi điên, không, đáng chết, tất cả những thứ này phải là của tôi, Đường Mộc Tuyết tôi muốn giết cô trả lại trái tim của biển cả cho tôi. Đường Dĩnh đang ngồi dưới đất bị kích thích nặng nề, cô ta bật dậy lao về phía hai người đang hôn nhau trìu mến. Dĩnh Dĩnh, Đường Hạo vội vàng hét lên, anh ta muốn ngăn lại nhưng đã muộn. Tìm chết, ánh mắt Trần Khải hiện lên một tia lạnh lùng. Chát! Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Trần Khải như có điện phóng nhanh đến trước mặt Đường Dĩnh, anh ta vung tay, tát vào mặt Đường Dĩnh một cái thật mạnh. Đường Dĩnh không ngờ mình bị tát vào mặt, cô ta mất trọng tâm, lại ngã xuống đất. Ánh mắt Trần Khải tràn đầy thù địch, đồ đí, không biết tốt xấu. Người đâu, bắt lại cho tôi, dám gây chuyện, đánh gãy hai chân cô ta cho tôi. Vâng, vài người mặc đồ đen tiến lên, thu phục Đường Dĩnh ngay tại chỗ. Đường Mộc Tuyết chưa từng hôn, kỹ thuật hôn của cô rất vụng về, lúc này Đường Mộc Tuyết ôm chặt Dương Tiêu, thật sự không muốn buông ra. Dương Tiêu ôm eo Đường Mộc Tuyết, anh cũng không biết hôn, chỉ đành hùa theo rất vụng về. Vù vù vùi vào lúc này. Một cơn gió nổi lên, một số lượng hoa hồng lớn rơi từ không trung xuống giữa biển hoa, rơi xuống xung quanh Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, mọi người trong nhà họ Đường đều vô cùng ghen tị. Mặc dù trong lòng vô cùng cực hạn, nhưng cũng thể không thừa nhận chuyện tình cảm lãng mạn của hai người lúc này. Dương Tiêu ôm eo xinh đẹp Đường Mộc Tuyết, nhưng trong lòng đầy xúc động. Bây giờ, mối quan hệ phủ đầy bụi giữa hai người đã được loại bỏ hết. Anh làm tất cả những điều này đều có ích. Sau 5 năm, cuối cùng anh cũng có được hạnh phúc mà một người đàn ông nên dành cho một người phụ nữ. Anh có một viên minh châu, bị cát bụi cản trở lâu ngày. Hôm nay đã bỏ hết lớp cát bụi, ánh sáng soi qua muôn trùng sông núi. Mộc Tuyết, anh yêu em. Đời này, anh Dương Tiêu, chỉ vì tình yêu, dù chết cũng không hối hận. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã hôn nhau rất sâu và tình cảm trong gần 10 phút. Dần dần, Đường Mộc Tuyết tỉnh táo lại, gương mặt ửng hồng như có thể vắt ra nước, vừa rồi cô rất xúc động, quên mất đã cưỡng hôn Dương Tiêu mà không để ý đến hình tượng của cô. Vào lúc này, nhận ra có rất nhiều người đang nhìn, Đường Mộc Tuyết xấu hổ chỉ muốn tìm một chỗ chui xuống. Trong chuyện tình cảm Đường Mộc Tuyết như một tờ giấy trắng, cô vẫn giữ nguyên thần thái của cô gái chưa chồng, cảnh tượng vừa rồi có rất nhiều người nhìn thấy. Cô thật sự xấu hổ. Bóp bóp bóp. Trần Khải ngưỡng mộ vỗ tay trước. Bóp bóp bóp. Ngay sau đó, hàng trăm người mặc đồ đen tại hiện trường đã vỗ tay, bọn họ đều cảm động trước tình yêu giữa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết đầy trìu mến, Mộc Tuyết, kỷ niệm 5 năm ngày cưới vui vẻ. Chị dâu, kỷ niệm 5 năm ngày cưới vui vẻ. Trần Khải chân thành nói. Cô Đường, kỷ niệm 5 năm ngày cưới vui vẻ. Nhóm người mặc đồ đen đồng thanh hét lên. Nhìn ánh mắt chúc phúc của mọi người tại hiện trường, Đường Mộc Tuyết cảm kích nói, cảm ơn mọi người. Đáng ghét, Đường Hạo chịu một đòn rất lớn, anh ta nắm chặt tay, xoay người đưa Đường Dĩnh rời đi. Hai mắt Đường Dĩnh đỏ ngầu, cô ta nhìn Đường Mộc Tuyết một cái nhìn hung ác, lúc này mới không cam lòng rời khỏi hiện trường. Tất cả mọi người trong nhà họ Đường đều không nói nên lời, lần này Dương Tiêu không chỉ tạo bất ngờ cho Đường Mộc Tuyết, mà còn mang đến cho bọn họ một tác động thị giác mạnh mẽ. Bọn họ thường coi thường Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, hôm qua còn thờ ơ rời đi, không quan tâm đến sống chết của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Sau khi chứng kiến tất cả những điều hôm nay này, nhóm người rời đi với sắc mặt trắng xanh như gan lợn.
Lúc này mọi người trong nhà họ Đường mới hiểu tại sao mấy chục nghìn người bên ngoài không được vào, mà chỉ duy nhất nhà họ Đường được vào. Tất cả mọi thứ đều do Dương Tiêu lên kế hoạch, Dương Tiêu này không chỉ mang đến bất ngờ cho Đường Mộc Tuyết mà còn tát vào mặt bọn họ. Dương Tiêu này muốn dùng thực lực nói với bọn họ, anh không phải là phế vật, dùng thực lực nói với bọn họ là ếch ngồi đáy giếng, là bọn họ mắt chó vẫn luôn khinh người. Sau khi bị Dương Tiêu tát vào mặt, mọi người trong nhà họ Đường đều kinh ngạc trở về nhà, trong lòng đều vô cùng phức tạp. Bọn họ thực sự không muốn thừa nhận rằng phế vật mà bọn họ áp chế suốt 5 năm đã bay lên trời. Sau khi người nhà họ Đường rời đi, Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết đến một khách sạn gần đó tổ chức sinh nhật cho Đường Mộc Tuyết. Các phương tiện truyền thông đã không vào trung tâm của biển hoa, không biết những gì đang xảy ra bên trong. Tuy nhiên, việc Trần Khải xuất hiện trong biển hoa lại gây xôn xao dư luận. Xét cho cùng, Trần Khải là thiếu gia của gia tộc mạnh số 1 ở Tây Song Bản Nạp. Nếu Trần Khải mua hoa ở Tây Song Bản Nạp tỏ tình với người khác, thì đây cũng không phải chuyện kỳ lạ. Đối mặt với các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông, Trần Khải cười mà không nói một lời, điều này trực tiếp dẫn đến việc nhiều phương tiện truyền thông trực tiếp đưa tin rằng mọi việc đều do Trần Khải làm. Điều này cũng phù hợp với ý định ban đầu của Dương Tiêu, anh không muốn quá đề cao và không muốn tiết lộ thân phận của mình. Trần Khải đã chuyển hướng thành công sự chú ý của giới truyền thông. Về đến khách sạn, nước mắt Đường Dĩnh chảy dài. Đường Mộc Tuyết chết tiệt, Dương Tiêu chết tiệt, tại sao lại muốn phá hỏng giấc mơ của tôi? Đường Dĩnh tức giận nói. Đặc biệt là khi cô ta nghĩ đến lời nói ngông cuồng của mình, nói rằng người thanh niên bí ẩn muốn tỏ tình với mình, sau đó nghĩ đến việc mình cười nhạo Đường Mộc Tuyết không có nhẫn cưới, Đường Dĩnh chỉ cảm thấy mặt mình như bị vả thật mạnh, điều này khiến cô ta vô cùng khó chịu. Vì Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, cô ta còn bị Trần Khải tát, khỏi phải nói trong lòng Đường Dĩnh có cảm giác đó. Sắc mặt Đường Hạo tái nhợt, hung hăng vỗ xuống bàn, mẹ nó, Dương Tiêu lừa gạt quá đáng. Đồ phế vật lừa gạt quá đáng. Rõ ràng là tỏ tình với Đường Mộc Tuyết, nhưng lại muốn nói trước mặt tất cả bọn họ, đây rõ ràng không phải khiêu khích thì là gì. Đường Dĩnh nhìn Đường Hạo với vẻ mặt dữ tợn, anh cho rằng Dương Tiêu thật sự là phế vật sao? Không phải phế vật, chẳng lẽ anh ta là càn long hả? Dĩnh Dĩnh, em quá ngây thơ, mẹ nó Dương Tiêu này chính là phế vật. Đường Hạo kiên quyết nói. Đường Dĩnh không dám nói, là phế vật thật sao? Vậy trái tim của biển cả, biển hoa và ban nhạc ánh dương thì nên giải thích như thế nào? Rất đơn giản, tất cả những chuyện này hoàn toàn không phải do Dương Tiêu làm. Em đừng quên, trong cuộc họp thường niên lần trước Hình Kiến đã trả cho chúng ta 800 vạn, có lẽ Dương Tiêu có vận cứt chó quen được Hình Kiến. Còn trái tim của biển cả thì chắc chắn là không biết sáu hỏi Hình Kiến, Hình Kiến vì thể diện nên chỉ có thể nhờ Bạch Du Tĩnh. Đường Hạo phân tích. Nghe vậy, Đường Dĩnh gật đầu nghiêm túc. Không biết phế vật Dương Tiêu này làm cách nào mà có thể quen với lão đại Hình Kiến, một trong 10 đại gia hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên, có vẻ như Hình Kiến cũng nhận được ân huệ của Dương Tiêu. Nếu Hình Kiến nợ Dương Tiêu ân huệ, Dương Tiêu đòi Hình Kiến trái tim của biển cả, không phải là không thể. Hình Kiến đích thân ra mặt, Bạch Du Tĩnh vì thể diện của nhà họ Hình, tặng miễn phí trái tim của biển cả là điều bình thường. Xét cho cùng. Hình Kiến là cục trưởng cục công an thành phố Trung Nguyên và là một trong 10 đại gia hàng đầu của gia tộc họ Hình, ông ta không chỉ có quyền lực cao mà còn rất giàu có. Để nịnh bợ Hình Kiến, Bạch Du Tĩnh rất có thể sẽ tặng cho Hình Kiến sợi dây chuyền trái tim của biển cả. Đường Dĩnh tiếp tục hỏi, vậy, biển hoa và ban nhạc thì nên giải thích như thế nào? Chuyện này thì đơn giản hơn, chắc chắn là Trần Khải làm cho anh ta. Cũng không biết làm thế nào mà Dương Tiêu quen biết Trần Khải thiếu gia của gia tộc mạnh số 1 ở Tây Song Bản Nạp. Mặc dù có một số điều mà anh không thể giải thích rõ, nhưng anh có thể chắc chắn Dương Tiêu là phế vật, chỉ là may mắn hơn một chút thôi. Đường Hạo tỏ vẻ thù địch. 5 năm qua, trong mắt họ Dương Tiêu chẳng khác gì một con chó. Bây giờ, phế vật này đứng lên, Đường Hạo hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này. Anh ta thà tin rằng tất cả những điều này là may mắn của Dương Tiêu hơn là thừa nhận rằng Dương Tiêu thực sự mạnh mẽ. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Anh, chúng ta không thể trơ mắt nhìn hai người này vui vẻ ung dung tự tại ra mặt với bọn mình, đúng không? Đường Dĩnh độc ác nói. Mộng đẹp bị Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đánh tan, bản thân cô ta lại bị Trần Khải tát, giờ phút này Đường Dĩnh không thể chờ đợi muốn giết cả hai. Đường Hạo chế nhạo nói, đương nhiên là không rồi. Dĩnh Dĩnh. Em yên tâm, hôm nay em sẽ không bị tát vô ích đâu. Chúng ta sẽ để hai người bọn họ sống không bằng chết.
anh nói vậy là có ý gì? Đường Dĩnh hứng thú đi tới. Nếu có thể, Đường Dĩnh không thể chờ đợi muốn tra tấn bọn họ đến chết ngay lập tức, làm cho Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết quỳ trên mặt đất xin tha. Đường Hạo tàn nhẫn nói, đương nhiên là nhân cơ hội trấn áp. Đây là ở Tây Song Bản Nạp, chúng ta không thể động vào Trần Khải. Nhưng, em đừng quên, Ngô Tà thiếu chủ nhà họ Ngô, đã bị Trần Khải làm cho bẽ mặt vì Dương Tiêu. Nếu chúng ta xúi dục Ngô Tà, tiết lộ hành trình của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, như vậy thì hai bọn họ sẽ chết chắc. Chỉ cần tránh được Trần Khải, em nghĩ hai người bọn họ còn có thể sống rời khỏi Tây Song Bản Nạp sao? Anh, thật sự là một kiến hay. Hai mắt Đường Dĩnh sáng lên, vẻ mặt tràn đầy âm hiểm. Đường Hạo cười nói, Dĩnh Dĩnh, em yên tâm, chỉ cần anh chưa chết, anh sẽ không để bọn họ sống tốt. Thật sao? Lời của Đường Hạo vừa rơi xuống, ngoài cửa truyền đến một giọng nói giễu cợt. Ai đang nghe trộm chúng tôi nói chuyện? Nghe vậy, sắc mặt Đường Hạo đột nhiên thay đổi. Bang! Ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên bị đá mở, Trần Khải nhìn hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh với vẻ mặt vui đùa. Nhìn rõ mấy người, Đường Hạo kinh hãi nói, Trần! Trần Khải, anh định làm gì? Đường Dĩnh cực kỳ hoảng sợ, cô ta thật sự không ngờ lúc này Trần Khải lại xông vào. Ngay lúc này, một linh cảm không rõ tự nhiên xuất hiện từ sâu thẳm trái tim của Đường Hạo và Đường Dĩnh. Trần Khải nhìn chằm chằm hai anh em đang hoảng sợ với vẻ mặt vui đùa, làm gì? Đương nhiên là đưa hai anh em độc ác các người về Tây Thiên. Cái gì, Tây Thiên? Nghe vậy, cả Đường Hạo và Đường Dĩnh đều sởn tóc gáy. Về Tây Thiên, cảm nhận được sự thù địch trên mặt của Trần Khải, suýt nữa Đường Hạo đã tè ra quần. Trần Khải là ai? Đó chính là thiếu gia của gia tộc họ Trần, gia tộc mạnh số 1 ở Tây Song Bản Nạp. Đây là đâu? Đây là Tây Song Bản Nạp, là địa bàn của Trần Khải. Nếu Trần Khải muốn đối phó với bọn họ, e rằng bọn họ sẽ không có chỗ chôn xương. Đường Dĩnh càng ngỡ ngàng, cô ta không ngờ rằng lúc này Trần Khải lại đến giết người tận cửa, đối với bọn họ đây không khác gì một thảm họa kinh hoàng. Trần Khải không thèm lãng phí nước bọt với hai người bọn họ, xua tay quát lớn, lên cho tôi, trói hai anh em độc ác này lại cho tôi. Vâng, một nhóm thủ hạ tinh nhuệ phía sau Trần Khải lao về phía hai người với vẻ mặt vui đùa. Đường Hạo giả vờ bình tĩnh. Trên trán toát mồ hôi lạnh lã chã, cảnh giác nhìn đám côn đồ uy hiếp, đừng. Đừng qua đây, tôi nói cho các anh biết, tôi là nhà vô địch quốc gia Sanda, một khi ra tay, không chết cũng bị thương. Ngay khi lời nói của Đường Hạo rơi xuống, con người của Trần Khải co rút lại, thân hình nổ tung, chân phải đạp ra nhanh như chớp. Đường Hạo nào ngờ Trần Khải lại ra tay đột ngột như vậy, anh ta mắt cảnh giác bị Trần Khải đá mạnh vào bụng dưới, đập vào tường như một viên đạn đại bác. Đờ mời ngay sau đó, trên người Đường Hạo truyền đến một cơn đau dữ dội, anh ta ho dữ dội, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa nôn ra một ngụm máu giả. Nhìn Đường Hạo nằm liệt trên mặt đất như chó chết, Trần Khải khinh thường nói, nhà vô địch quốc gia Sanda. Tôi còn tưởng thân thủ giỏi, không ngờ lại yếu như vậy, rác rưởi. Bị Trần Khải sỉ nhục, mặt mày Đường Hạo tái mét, nhưng không thể phản bác. Nhà vô địch quốc gia Sanda của anh ta không phải là chiến thắng trong các cuộc thi chuyên nghiệp. Nhưng một nhóm những người thích Sanda đã tập hợp lại với nhau và muốn tạo nên tên tuổi của mình với tư cách là nhà vô địch quốc gia Sanda. Trước những tuyển thủ siêu đặc nhiệm đã xuất ngũ như Trần Khải, Đường Hạo đã không thể chịu một cú đánh nào cả. Mang đi cho tôi, Trần Khải lạnh lùng nói. Đường Hạo mất đi sức phản kháng giống như con chó chết bị hai người mặc đồ đen nhấc lên khỏi mặt đất. Đường Hạo bị Trần Khải đá bị thương nặng, Đường Dĩnh nào còn dám chống cự. Cô ta câm như hến bị hai người mặc đồ đen áp tải ra khỏi khách sạn Shangri-La. Tất cả những điều này là ý của Dương Tiêu, đầu độc Đường Mộc Tuyết, thậm chí còn muốn giết anh, hai anh em ác độc này phải bị trừng phạt. Sau khi tổ chức sinh nhật cho Đường Mộc Tuyết trong khách sạn, cả hai trở về phòng khách sạn Shangri-La. Trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất vui vẻ, mọi thứ hôm nay đều như mơ, như vậy cô đã thấy mãn nguyện. Mộc Tuyết, có muốn nghỉ ngơi trước không? Nhìn đồng hồ. Dương Tiêu biết có lẽ Đường Hạo và Đường Dĩnh đã bị Trần Khải mang đi rồi. Bây giờ anh phải đi ra ngoài đối phó với hai người này, ít nhất cũng phải đối xử với họ theo cách của họ. Đường Mộc Tuyết không nỡ để Dương Tiêu rời đi vào lúc này, cô đang đắm mình trong bầu không khí hạnh phúc, cô cũng không muốn Dương Tiêu rời đi, dù một phút một giây cũng không được. Đường Mộc Tuyết lập tức chủ động nắm lấy tay Dương Tiêu, đừng đi. Hôm nay, anh chỉ thuộc về một mình em.
những lời nói đơn giản xen lẫn tình cảm sâu sắc của Đường Mộc Tuyết dành cho Dương Tiêu. Được rồi, anh sẽ không rời đi. Dương Tiêu cười nhẹ, ở bên nhau 5 năm, anh biết rõ Đường Mộc Tuyết cần rất nhiều can đảm mới có thể nói ra lời như vậy. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết ửng hồng, cô nhìn Dương Tiêu do dự một chút nghỉ hoặc hỏi, hôm nay, anh không định thẳng thắn sao? Thẳng thắn chuyện gì? Mộc Tuyết, em phải tin anh, cảnh tượng ở Xuân Thượng Nhân Gian thật sự là hiểu lầm. Khi đó người phụ nữ kia muốn cởi quần áo, anh làm gì sẽ nhìn chứ? Cho nên anh tránh khỏi tầm mắt, ai biết cô ta đột nhiên dán lên, ánh mắt trọng tâm nên mới dẫn đến cảnh tượng đó. Dương Tiêu dở khóc dở cười. Đường Mộc Tuyết hừ một tiếng, hờn dỗi nói, không được đổi chủ đề, ý của em là rốt cuộc thân phận cụ thể của anh là gì? Chuyện này, Dương Tiêu do dự. Thân là Long Chủ, thân phận của anh thực sự đặc biệt, Dương Tiêu đương nhiên tin tưởng Đường Mộc Tuyết, nhưng sau khi nói với Đường Mộc Tuyết thì sẽ có nhược điểm không có lợi ích, chỉ thêm 3.000 chuyện phiền phức cho Đường Mộc Tuyết mà thôi. Đường Mộc Tuyết biết chắc chắn Dương Tiêu có quá nhiều khó khăn nén chặt trong lòng, cô nắm tay Dương Tiêu, chân thành nói, Dương Tiêu, anh yên tâm, cho dù khó khăn đến đâu, cho dù là tai họa lớn đến đâu, em sẽ cùng đối mặt với anh, sẽ không lùi bước. Đường Mộc Tuyết thật sự quá tò mò về thân phận của Dương Tiêu, nếu Dương Tiêu không nói gì, cô thật sự sợ sau này sẽ có hiểu lầm như thế này. Được rồi, Mộc Tuyết, anh có thể nói cho em biết, nhưng em phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ trước. Dương Tiêu hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Đến giờ, rõ ràng anh đã không thể che giấu thân phận của mình là lưỡi dao sắc bén của quốc gia, tốt hơn là nên nói cho Đường Mộc Tuyết, nhưng thân phận của Long Chủ vẫn nên giữ bí mật. Đường Mộc Tuyết nghiêm mặt nói, anh nói đi, em chuẩn bị xong rồi. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành tha thiết của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu trịnh trọng nói, thật ra, thân phận của anh là đệ nhất binh vương Thiên Phủ Chi Quốc, đồng thời là đội trưởng trước đây của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng. Cái gì? Đệ nhất binh vương Thiên Phủ Chi Quốc, đội trưởng trước đây của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng. Ngay khi lời này vừa nói ra, gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết kinh ngạc thay đổi, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy nó cô vẫn khơi dậy sóng gió trong lòng của mình. Giờ phút này, Đường Mộc Tuyết thật sự có cảm xúc lẫn lộn, hóa ra chồng mình không phải phế vật, không phải kẻ khiếp nhược, mà là lưỡi dao sắc bén của đất nước, một người đàn ông mạnh mẽ bằng xương bằng sắt. Vậy thì tại sao anh lại nhẫn nhịn nhiều năm như vậy? Đường Mộc Tuyết không nhịn được hỏi. Dương Tiêu khẽ thở dài, 5 năm trước, trên đường đi làm nhiệm vụ bọn anh bị một cuộc tấn công bất ngờ. Anh bị thương nặng và mất hoàn toàn sức chiến đấu. Mộc Tuyết em biết đấy, anh có một thân phận đặc biệt, trước đây khi làm nhiệm vụ anh đã đắc tội với không ít kẻ thù. Anh không dám tùy tiện tiết lộ thân phận của mình. Em hiểu rồi, trong lòng Đường Mộc Tuyết tràn đầy cảm động. Cô hoàn toàn nhận thức được rằng Dương Tiêu không tiết lộ thân phận của mình, đó thực sự là một loại bảo vệ trá hình cho gia đình họ. Người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội, cô vẫn hiểu đạo lý này. Giờ phút này, Đường Mộc Tuyết thật sự tự trách mình đến cực độ. Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, sao có thể đi đến một nơi như Xuân Thượng Nhân Gian? Những gì cô làm là chất vấn phẩm chất của Dương Tiêu, chất vấn phẩm đức quân nhân của Dương Tiêu. Em xin lỗi. Đường Mộc Tuyết cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến mấy ngày nay cô chiến tranh lạnh với Dương Tiêu. Dương Tiêu nắm chặt tay Đường Mộc Tuyết nói, không sao, Mộc Tuyết, anh đã nói rồi, từ nay về sau anh sẽ không để em phải chịu ấm ức nữa, anh sẽ làm cho tất cả những người coi thường em phải hối hận sâu sắc, anh sẽ biến những kẻ đã nhắm mục tiêu và đàn áp chúng ta đều trở thành những con chó đã chết. Trong lòng Đường Mộc Tuyết tràn đầy hạnh phúc, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự khiến Đường Mộc quá cảm động. Nhìn Dương Tiêu trước mặt, mặt Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, Dương Tiêu, yêu y mồ. Cái gì, yêu em? Sự bất ngờ đột nhiên đến khiến Dương Tiêu không kịp cảnh giác. Dương Tiêu khó khăn nuốt nước bọt, không bình tĩnh nói, Mộc Tuyết, bây giờ là ban ngày, hay là để đêm? Dương Tiêu, em không biết bơi. Đường Mộc Tuyết ngốc nghếch nói. Dương Tiêu kinh ngạc nói, Mộc Tuyết, không biết bơi thì làm sao? Là anh khiến em rơi vào bể tình, em bằng lòng. Cho nên, dù là ngày hay đêm, anh đều phải có trách nhiệm với em. Lời nói vừa dứt, Đường Mộc Tuyết đã nhào ngay vào vòng tay của Dương Tiêu, Dương Tiêu cong eo lên theo bản, cả người nằm ở trên giường. Trong phút chốc, đầu óc của Dương Tiêu trở nên trống rỗng. Anh đây là đang bị phản công. Nhìn thấy Dương Tiêu bị mình đẩy ngã, gương mặt hoàn mỹ của Đường Mộc Tuyết xấu hổ như có thể vắt ra nước. Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết hạ quyết tâm.
lần này cô nhất định phải nắm bắt cơ hội trao thân cho Dương Tiêu. Chuyện tốt này mấy lần liên tiếp bị gián đoạn, điều này khiến Đường Mộc Tuyết sợ khóc sợ cười. Hôm nay, cô nhất định phải trao thân cho Dương Tiêu, dùng thân thể để sưởi ấm thân thể và trái tim của người đàn ông trước mặt này. Mấy năm nay anh bị nghẹn lắm đúng không? Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói. Ực, Dương Tiêu nuốt nước bọt ừng ực, sau đó gật đầu. Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng nói, vậy anh có thể cởi quần áo cho Imo. Cởi quần áo, tay Dương Tiêu không nhịn được run lên. Trên người Đường Mộc Tuyết mặc áo sơ mi trắng, chỉ cần cởi cúc áo ra là có thể nhìn thấy cảnh vật kỳ lạ bên trong. Đường Mộc Tuyết khẽ cắn răng, ừ. Lập tức, Đường Mộc Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi cảnh tượng thần thánh ập tới. Máu Dương Tiêu sôi trào, tay run rẩy đưa tay cởi cúc áo của Đường Mộc Tuyết. Nhìn làn da trong như pha lê của Đường Mộc Tuyết, hơi thở của Dương Tiêu trở nên vô cùng gấp gáp. Anh không biết mình đã mong chờ ngày này bao lâu, nhưng cuối cùng thì giờ này cũng đã đến. Đường Mộc Tuyết rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết xuất hiện trước mặt anh, gương mặt xinh xắn tràn đầy đỏ thẫm, khiến người khác không thể kìm nén được lửa nóng không yên trong lòng. Cảm nhận thấy áo trắng của mình đã được cởi ra, trong lòng Đường Mộc Tuyết căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy, tim cô đập thình thịch. Ừng ực, Dương Tiêu lại nuốt nước bọt. Anh cởi áo sơ mi trắng của Đường Mộc Tuyết, ánh mắt nhìn vào thân thể kiêu hãnh của Đường Mộc Tuyết, anh không khỏi nhớ tới những lời bắt gặp trong phòng thử đồ của Đường Đường cách đây không lâu. Anh dễ, có phải của em lớn hơn của chị không? Nhìn kỹ, Dương Tiêu thật muốn lại cho Đường Đường hạt rẻ. Nếu anh nhớ không lầm, Đường Đường lúc đó lấy size 34, size D, nhưng Đường Mộc Tuyết chắc chắn lớn hơn Đường Đường, nhất định là size 36 tiêu chuẩn. Chỉ là khi Đường Mộc Tuyết đi làm cô mặc áo sơ mi rộng hơn và đồ lót chật, để tránh những ánh mắt không máy. Thiện cảm đó. Hơn nữa, bởi vì Đường Mộc Tuyết tập thể hình quanh năm, mặc dù không có Đường Nhân Ngư, nhưng cũng có manh mối của Đường Cơ. Điều quan trọng nhất là Đường Mộc Tuyết là kiểu phụ nữ thời trang, trông gầy nhưng có da thịt. Mỗi người phụ nữ như vậy là yêu vật vô song, toát lên vẻ quyền rũ khiến đàn ông khó cưỡng lại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, Dương Tiêu không thể bình tĩnh được nữa, một đòn phản kích tấn công lại Đường Mộc Tuyết. Cảm nhận được khí chất nam tính mạnh mẽ toát ra từ cơ thể Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết suýt nữa đã ngất đi. Lúc này, Dương Tiêu vốn đã không thành thật, khi Đường Mộc Tuyết đang chuẩn bị chịu trận tại chỗ, một âm thanh bất hòa đột nhiên vang lên. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hai mắt Dương Tiêu lập tức mở to, trong lòng có 10.000 điểm kích thích dâng trào. Ai mà ác quá vậy? Gõ cửa vào lúc này, điều này có gây phiền không? Đường Mộc Tuyết giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, cô lập tức lấy chăn gối che cảnh đẹp trên người. Đường Mộc Tuyết cũng ngắn ra, cô không ngờ lúc này sẽ có người gõ cửa, máu chó quá đi mắt. Làm sao vậy? Mặt Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, trông vô cùng xấu hổ. Vốn cô định trao thân cho Dương Tiêu, ai ngờ vào thời khắc mấu chốt lại có người gõ cửa. Dương Tiêu thật sự sắp nghẹn bị nội thương. Anh nhìn về phía cửa tức giận hỏi, ai? Đội trưởng, là tôi, Trần Khải. Giọng nói của Trần Khải vang lên từ ngoài cửa. Phốc, nghe thấy giọng nói của Trần Khải, Dương Tiêu suýt nôn ra máu già. Đường Mộc Tuyết xấu hổ không thôi, cô vội vàng nói, các anh có chuyện gì à? Vậy các anh đi làm việc trước đi. Không sao đâu, vừa hay nãy em chưa tắm, tối, để tối đi. Sụp đổ, lúc này cả hai người đều vô cùng sụp đổ. Dương Tiêu khóc không ra nước mắt, anh chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ trở thành xử nam vạn năm. Mộc Tuyết, anh đi ra ngoài trước, em ngủ trưa trước đi. Dương Tiêu mặc quần vào, mặt đen bước ra ngoài cửa. Trần Khải thấy Dương Tiêu mặt mũi đầy sương mù, anh ta kinh ngạc nói, đội trưởng, sao mặt mày lại xấu như vậy? Có phải là vẫn chưa hết sốt? Hết cái quần, tôi nói này thằng nhóc trong sáng cậu bới lông tìm vết tôi hả? Tôi đã cởi quần ra rồi. Cậu lại gõ cửa nhà tôi. Cậu muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi hả? Cho dù tính khí của Dương Tiêu rất tốt, nhưng lần này anh bị kích thích có ý muốn chửi thề. Những chuyện tốt đẹp đã bị phá hủy nhiều lần liên tiếp, Dương Tiêu như sắp khóc ngắt đi. Tôi khổ quá mà. Trần Khải khi nghe đến đây, lập tức trợn to mắt, đờ mờ, đội trưởng, anh và chị dâu vậy mà ban ngày ban. Ban cái quần, tôi nói thật cho cậu biết. Hiện tại tôi vẫn còn là xử nam. Khó khăn lắm mới có thể từ biệt xử nam, cậu cứ thế làm tôi rồi lên. Trong lòng Dương Tiêu thật sự rối loạn đến cực điểm.
Nghe đến đây, Trần Khải bật cười, cái gì? Sử Nam. Ha 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 ha, đội trưởng, anh là con khỉ do chàng trai vui tính phái tới chọc cười tôi sao? Nói cho anh biết, tôi vừa xuất ngũ thì đã từ biệt Sử Nam luôn rồi. Vậy mà anh vẫn còn là lão Sử Nam, ha ha han. Cậu nhỏ tiếng lại cho tôi. Dương Tiêu thật sự có chút kích động muốn đánh Trần Khải nổ đom đóm. Trần Khải cười dung tục, đội trưởng, anh biết mà, chúng ta đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù buồn cười thế nào cũng không được cười, trừ khi không nhịn được. Trong đội đặc chiến, những ngày tháng vô cùng khó khăn, muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì phải nhờ cô gái năm ngón tay. Vì vậy, nhiều chiến sĩ xuất ngũ sẽ sớm tìm bạn gái nhanh chóng kết hôn, từ biệt cô gái năm ngón tay. Điều mà Trần Khải không bao giờ ngờ tới là đội trưởng của họ vẫn còn là lão Sử Nam. Mặt Dương Tiêu đầy vạch đen, buồn cười hả? Đứng nói chuyện cũng không thấy đau lưng. Chuyện đó, đã bắt được Đường Hạo và Đường Dĩnh rồi à hai? Vâng, đội trưởng, tiếp theo nên xử lý như thế nào? Trần Khải hỏi. Dương Tiêu sờ cằm thấp giọng nói, đến chợ đen lấy máy con rắn hỗ mang chúa cho tôi, càng nhiều càng tốt. Đem hai người họ đến căn nhà nhỏ đổ nát ở núi Phổ Nhĩ. Hôm nay tôi nhất định phải đối xử với bọn họ theo cách mà bọn họ đã làm. Hứng thú bị gián đoạn, Đường Mộc Tuyết giống như một con chim sợ hãi, muốn tiếp tục cũng thể. Vừa hay anh sẽ tranh thủ thời gian này đối phó với hai anh em xấu xa Đường Hạo và Đường Dĩnh, tránh cho sau này bọn họ tiếp tục làm mưa làm gió. Hai người các người vào đi. Không lâu sau, Đường Hạo và Đường Dĩnh bị áp giải đến căn nhà nhỏ đổ nát ở núi Phổ Nhĩ. Mưa lớn đã giảm bớt. Bên trong căn nhà nhỏ đổ nát không còn nhiều nước mưa nữa, nền đất rất ẩm ướt. Đường Hạo và Đường Dĩnh nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây là căn nhà nhỏ đổ nát dưới chân núi Phổ Nhĩ nơi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết bị nhốt hôm qua. Đột nhiên, cả hai nhìn nhau, một cảm giác ớn lạnh từ gót chân họ lên đến sau đầu. Vừa nhìn thấy cảnh này, Đường Hạo và Đường Dĩnh suýt chút nữa đã tè ra quần. Chỉ nhìn thấy Dương Tiêu đang đi về phía bọn họ với vẻ mặt lạnh lùng, trên tay anh cầm một chiếc lồng sắt. Lồng sắt đầy rắn hỗ mang chúa dày đặc. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu đang càng ngày càng gần, hồn vía của Đường Hạo đều kinh hãi nói, Dương Tiêu, anh muốn làm gì, tôi nói cho anh biết giết người là vi phạm pháp luật, anh muốn ngồi tù sao? Đúng, giết người là vi phạm pháp luật, anh. Đừng lộn xộn, tóc tai trên người của Đường Dĩnh dựng đứng cả lên. Nhìn thấy rắn hỗ mang chúa dày đặc trong lồng sắt đang lẻ lưỡi, cả hai suýt ngất. Dương Tiêu cười nhạo nói, giết người là vi phạm pháp luật. Vậy hôm qua hai người cố ý giết người đó không phải là vi phạm pháp luật hả? Nghĩ đến cảnh ngày hôm qua, lại nhìn dáng vẻ kinh hãi của Đường Hạo và Đường Dĩnh lúc này. Đặc biệt là câu nói giết người là vi phạm pháp luật được nói ra từ hai người họ, đơn giản là một sự mỉa mai lớn. Bọn tôi không có, gương mặt Đường Dĩnh run rẩy không còn chút máu nói. Đường Hạo cố nặn ra một nụ cười, đúng vậy. Bọn tôi không có ý giết người. Không phải bọn tôi thả rắn hỗ mang chúa. Đúng, chắc chắn là dòng chính thả. Dương Tiêu anh thả chúng tôi ra, tôi lập tức đi điều tra, nhất định sẽ cho anh một lời giải thích. Anh chắc chắn là hôm qua các người không thả rắn hỗ mang chúa vào đây lúc Mộc Tuyết đang nghỉ. Dương Tiêu cười nhạo. Đường Hạo và Đường Dĩnh đều nhanh chóng gật đầu, giếng như gà mỏ thóc. Trần Khải khinh thường nói, đội trưởng, theo ý của tôi, đừng phí lời cùng bọn họ rác rưởi này. Giết bọn họ luôn cho xong. Giết, trên mặt Đường Hạo và Đường Dĩnh hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đường Hạo dùng mình, Trần Thiếu, giết người là vi phạm pháp luật. Đúng, Đường Dĩnh run rẩy nói. Trần Khải không quan tâm nói cho hai người biết, ở Tây Song Bản Nạp, ông đây là trời, là pháp luật. Hai người các người không có việc xấu nào không làm người người muốn trừng phạt, ông đây giết các người là trừ hại cho dân. Cảm nhận được sát khí trên người Trần Khải, Đường Hạo và Đường Dĩnh sợ hãi đến mức suýt hồn bay phách tán. Bọn họ biết Trần Khải nói đúng, nhà họ Trần là gia tộc số một ở Tây Song Bản Nạp, muốn giết hai người họ dễ như giết con gà con chó. Đây không khác gì nhà họ Cung số một ở thành phố Trung Nguyên, nhà họ Cung ra tay giết chết cả hai, sợ là ngay cả giám bà cụ Đường cũng không dám thả. Trừ khi bà nội Đường lấy toàn bộ nhà họ Đường cá chết lưới rách cùng nhà họ Cung. Nếu các người đã không muốn nói thật, tôi chỉ có thể đưa hai người về Tây Thiên. Dương Tiêu lắc đầu, chuẩn bị mở lồng sắt thả một lượng lớn rắn hổ mang chúa ra. Nhìn thấy hành động của Dương Tiêu, Đường Hạo kinh ói, Dương Tiêu, tôi nói hết, là tôi thả, đều là do tôi thả,
đừng làm loạn, đừng làm loạn. Đúng, 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 đều là Đường Hạo thả, không liên quan gì đến tôi. Đường Dĩnh vội vàng nói. Đối mặt với cái chết, cả hai đều có khát vọng sống mãnh liệt. Để có thể sống sót thoát ra ngoài, Đường Dĩnh nóng lòng muốn phủi sạch mọi chuyện ngay lập tức. Nghe thấy lời nói của Đường Dĩnh, Đường Hạo tức giận, Dĩnh Dĩnh, em muốn hại chết anh hả? Rõ ràng đây là ý của em, không liên quan gì đến em đúng không? Anh chỉ nghe theo mệnh lệnh của em hạ độc Đường Mộc Tuyết. Trong lòng Đường Hạo vô cùng tức giận, Đường Dĩnh thật là trơ trẽn, cô ta phủi sạch không nhận, đây không phải là hưng và cố ý để anh ta chết sao? Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn vô tình. Dù người khác chết cũng không thể để mình chết, Đường Dĩnh, đây là cô tự tìm. Cái gì, Đường Hạo, anh còn biết sáu hổ hay không? Đây đều là ý sáu của anh, Dương Tiêu, không, anh rẻ, thật sự không phải tôi làm. Đường Dĩnh lo đến mức sắp khóc. Đường Hạo nhanh chóng giải thích, em rể, đừng nghe lời nói bậy bạ của con đĩ này. Anh cũng biết Đường Dĩnh vẫn luôn có lòng dạ rắn rết, đều do cô ta ra lệnh cho tôi làm. Nghe thấy Đường Hạo gọi mình là em rể, Đường Dĩnh gọi là anh rể, Dương Tiêu chỉ cảm thấy tất cả đều là mỉa mai. Trần Khải đứng ở một bên, gương mặt của anh ấy bị che phủ bởi khói mù, tận mắt nhìn thấy hai anh em trở thành kẻ thù của nhau, cảnh tượng này thực sự rất buồn cười. Dương Tiêu cười lạnh, xem ra hai người đều tham gia. Đã vậy, thì cùng nhau về Tây Thiên đi, vừa hay, trên đường đi cũng có bạn. Không, 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 em rể, đừng hiểu lầm tôi. Thực ra đây là ý của bà nội, hai người làm loạn trong cuộc họp thường niên, còn yêu cầu nhà họ Đường phải trả cho nhà họ hình 800 vạn. Bà nội chỉ dẫn cụ thể cho chúng tôi hãm hại anh và Mộc Tuyết. Đây chủ yếu là ý của bà nội. Trong đầu Đường Hạo lóe lên một tia sáng. Đường Dĩnh không phải kẻ ngốc, cô ta phụ họa, anh rẻ, anh trai tôi nói đúng. Đây là ý của bà nội, chúng tôi vô tội. Dương Tiêu cười nhạo, hai anh em nhà này thật là trơ trến. Vừa rồi họ vu khống nhau, giờ lại đổ lỗi lên bà nội Đường. Nếu bà nội Đường có mặt, có lẽ bà nội Đường sẽ bị hai anh em vô liêm sỉ này chọc giận ngay tại chỗ. Đội trưởng, tôi thấy bà cháu nhà này không phải đồ tốt gì, không cần nói nhảm với bọn họ, cứ giết bọn họ đi. Trần Khải thật sự bị anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh này làm ghê tởm. Hai người đều ích kỷ không có trách nhiệm gì, lúc gặp chuyện lại trốn tránh, loại người này chính là cặn bã trong cặn bã, sống trên đời này không có giá trị gì. Dương Tiêu gật đầu, Đường Hạo, hôm qua anh là người thả con rắn hổ mang chúa, người đóng cửa cũng là anh. Tội của anh không thể tha thứ được. Đường Dĩnh, cô đã nhiều lần gây khó dễ cho Mộc Tuyết, nhiều lần trần áp Mộc Tuyết, lần này trong quá trình hạ độc Mộc Tuyết cô tham gia toàn bộ. Giống vậy tội của cô cũng không thể tha thứ. Các người để rắn hổ mang chúa cắn Mộc Tuyết một cái, tôi sẽ để rắn hổ mang chúa cắn các người 10 lần, 100 lần. Tôi sẽ trả cho các người 10 lần, 100 lần cho tất cả những gì các người đã làm. Khi những lời này rơi xuống, trên người Dương Tiêu toát ra một luồng khí khổng lồ. Trông anh nói chắc nịch, như thể không ai có thể thay đổi quyết định của Dương Tiêu. Trước đây, anh đã nhiều lần mềm lòng và tha thứ cho hai anh em này vì ông cụ Đường quá cố. Lần này, Dương Tiêu thật sự không thể chịu đựng được những gì hai người đã làm. Vậy mà dám giết Mộc Tuyết bằng độc, độc đơn giản là hèn hạ, vô liêm sỉ và điên cuồng. SNS ta nhốt hai người bọn họ lại, nếu Trần Khải không đến kịp thì có thể Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã về Tây Thiên. Hôm nay, Dương Tiêu muốn dùng cách của bọn họ đã làm trả lại cho bọn họ, để cho hai anh em hung ác này sám hồi chết đi. Lần này hai anh em này dám hạ độc Đường Mộc Tuyết, nếu để hỗ trợ về núi, thì có lẽ lần sau bọn họ sẽ còn tàn nhẫn hơn. Cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người Dương Tiêu, cạch cạch. Lồng sắt mở tung ra, hàng trăm con rắn hổ mang chúa chạy tán loạn. Không, không, không. Trong chốc lát, trong căn nhà nhỏ vang lên từng trận la hét. Đội trưởng, phần còn lại thì cứ giao cho tôi theo dõi là được. Làm xong tất cả những chuyện này, Trần Khải nghiêm nghị nói. Theo như Trần Khải được biết, mặc dù cả hai người đều đã xuất ngũ nhưng chơi thì chơi, nháo thì nháo, không thể đùa cợt về mọi thứ. Họ đã từng là quân nhân, làm việc gì cũng phải chú trọng, hoặc họ không làm, hoặc họ làm thì phải cẩn thận tỉ mỉ. Hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh điên cuồng không có giới hạn tính mạng, lần này hoàn toàn chọc giận Dương Tiêu, hiện tại bọn họ đều là tự mình xử lý. Những chuyện tiếp theo sẽ do cậu Dương Tiêu gật đà xử lý, chúng ta đi thôi. Đây là ở Tây Song Bản Nạp, địa bàn của Trần Khải,
với sức mạnh của nhà họ Trần, Đường Hạo và Đường Dĩnh có thể dễ dàng bốc hơi khỏi thế giới. Tràn Khải dẫn mọi người rời khỏi núi Phổ Nhĩ. Việc anh ta phải làm là đợi hai người ngắm chất độc mà chết rồi xử lý xác chết của hai người, không cần phải lo đến những chuyện khác nữa. Một nhóm người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mặc cho Đường Hạo và Đường Dĩnh đang bị nhốt trong căn nhà nhỏ đổ nát hét lên. Nhìn thấy Dương Tiêu và Trần Khải lên xe rời đi, Đường Dĩnh bật khóc tuyệt vọng nói, xong rồi, chúng ta chết chắc rồi, chúng ta tuyệt đối chết chắc rồi. Trong căn nhà nhỏ có hàng trăm con rắn hổ mang chúa, vẻ mặt Đường Hạo hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Anh ta không dám hành động hấp tấp vì sợ chọc giận những con rắn hổ mang chúa này. Nếu bị rắn hổ mang chúa cắn, sợ là sau nửa giữa chất độc sẽ ngấm toàn thân, cuối cùng sẽ chết. Điều đáng sợ nhất là ở đây cách bệnh viện rất xa, còn không có người, thậm chí bọn họ bị rắn hổ mang chúa cắn cũng không có ai đến cứu. Mẹ kiếp, tên Dương Tiêu này thật sự đáng chết, vẻ mặt Đường Hạo tràn đầy oán hận. Nếu không có Dương Tiêu, bây giờ anh ta sẽ không ở nơi này. Đồng thời ruột gan của Đường Hạo đều hối hận, nếu biết trước sẽ phải đối mặt với kết cục như vậy, có đánh chết anh ta cũng không dám ám hại Đường Mộc Tuyết. Bây giờ thì hay rồi, ăn trộm gà không được còn mắt nắm gạo, còn phải tự chuốc lấy mạng sống của mình. Rắn hổ mang chúa sẽ chủ động tấn công con người, Đường Hạo nhìn một đàn rắn hổ mang chúa lẻ lưỡi ra xung quanh mình, đứng trên mặt đất không dám nhúc nhích vì sợ bị tấn công. Đường Dĩnh trừng mắt nhìn Đường Hạo bằng ánh mắt thù địch, đều tại anh, nếu không phải anh muốn giết Đường Mộc Tuyết tranh giành quyền lực, tôi đã không rơi vào tình cảnh này. Đều tại anh. Bị Đường Dĩnh mắng, Đường Hạo không khỏi tức giận vặn lại, cái gì? Trách tôi, Dĩnh Dĩnh, chẳng lẽ cô không muốn tống Đường Mộc Tuyết đi nhanh lên sao? Cô tham gia vào cả quá trình, còn muốn trách tôi? Cô đừng ích kỷ như vậy. Bây giờ chúng ta đều là châu chấu trên một sợi dây, vẫn nên nghĩ cách làm thế nào mà thoát ra khỏi đây đi. Thoát thế nào, đều do anh hại, tất cả đều là do anh hại. Đường Dĩnh điên cuồng hét lên. Căn nhà nhỏ đổ nát này làm bằng xi măng, cửa khóa chắc chắn, bên trong chứa đầy rắn hổ mang chúa, chắc chắn hôm nay bọn họ sẽ chết chắc. Vẻ mặt Đường Hạo thay đổi điên cuồng, Dĩnh Dĩnh, cô đừng hấp tấp, rắn hổ mang chúa sẽ chủ động tấn công con người, cẩn thận đừng để bị cắn. Ha, cẩn thận đừng để bị cắn. Đường Hạo, có một người anh như anh, thật sự là nhục nhã đối với cuộc đời Đường Dĩnh này. Dù sao cũng chết, tôi liều với anh. Hai mắt Đường Dĩnh nút ra. Trừng to, trong lòng tràn đầy tức giận, cô ta tiến lên một bước đẩy Đường Hạo. Đường Hạo thật sự không ngờ suy nghĩ của Đường Dĩnh lại quá khích như vậy, khi Đường Dĩnh đẩy vào người anh ta, Đường Hạo lảo đảo lùi lại. Cả cái ngay lúc Đường Hạo vừa lùi lại, anh ta đã vô tình giẫm vào đuôi rắn hổ mang chúa. T, khi bị giẫm vào đuôi, rắn hổ mang chúa hung hăng nhào lên cắn vào mông Đường Hạo. Mẹ kiếp, bị rắn hổ mang chúa cắn, Đường Hạo không khỏi hét lên một tiếng như heo. Đường Hạo sợ hãi vô tận, anh ta biết một khi bị cắn, anh ta sẽ hoàn toàn xong đời. Đường Dĩnh lại lao tới như một con dã thú, Đường Hạo tức giận mắng, tôi con mẹ cô, Đường Dĩnh, mẹ nó vậy mà cô lại hãm hại tôi. Chát, lúc Đường Dĩnh vội vàng chạy tới, Đường Hạo hung hăng tát vào mặt Đường Dĩnh một cái. Đường Dĩnh nào có thể chống đỡ được sức mạnh của Đường Hạo, bị tát một cái ngã ngồi xuống đè phải một con rắn hổ mang chúa. Con rắn hổ mang chúa giật mình, quay lại cắn vào mông Đường Dĩnh một phát. Con rắn hổ mang chúa đáng chết này đã cắn vào trí của Đường Dĩnh suýt ngất đi vì đau đớn. Đường Hạo, tôi phải giết anh. Đường Dĩnh bị cắn vào mông, lập tức đứng dậy túm cổ Đường Hạo. Nhìn thấy vẻ mặt Đường Dĩnh tuyệt vọng, trong mắt Đường Hạo hiện lên một tia hoảng sợ, anh ta túm cổ Đường Dĩnh trước. Mỗi người phụ nữ đều có tiềm năng của một con hổ cái, ngay khi Đường Dĩnh bộc phát tính nóng nảy. Sức mạnh của cô ta vượt quá mức bình thường, Đường Hạo đã buộc phải lui về một lần nữa. Ha, một con rắn hổ mang chúa gần đó bị ảnh hưởng bởi tiếng động, nó nhảy lên không trung trong cơn thịnh nộ, cắn vào mông của Đường Hạo một cách dữ dội. Mẹ kiếp, mặt Đường Hạo tái xanh khi mông lại bị cắn. Biết rằng đó là cái chết, anh ta không để cho Đường Dĩnh khá hơn, hai mắt Đường Hạo đỏ lên, anh ta đẩy mạnh Đường Dĩnh. Đường Dĩnh lui lại vô tình giẫm lên rắn hổ mang chúa. Con rắn hổ mang chúa rất tức giận cắn vào mông Đường Dĩnh. Hu hu hu, sau nhiều lần bị rắn cắn vào mông, nước mắt đau đớn của Đường Dĩnh chảy dài. Cô ta trừng mắt nhìn Đường Hạo, Đường Hạo, tôi hận anh chết đi được, cùng nhau đi chết đi. Khoảnh khắc tiếp theo, Đường Dĩnh nổi điên,
cả hai người quấn vào nhau, hai thân thể đột nhiên ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Ha, một con rắn hổ mang chúa sợ hãi lại cắn vào mông của Đường Hạo. Ầm ầm ầm, một con rắn hổ mang chúa khác sợ hãi cắn vào Chí Đường Dĩnh. Ha ha hiu, vèo 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 on trong một lúc, trong căn nhà nhỏ đổ nát hỗn loạn, hàng trăm con rắn hổ mang chúa náo loạn, lần lượt cắn vào mông Đường Hạo và Chí của Đường Dĩnh. Không lâu sau, sắc mặt Đường Hạo Đường Dĩnh đen lại, tím đen, cô ta trừng mắt nhìn đối phương, tựa hồ muốn giết anh ta trước. Chất độc nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể khiến cả hai co giật, sùi bọt mép, mắt thâm quầng, ngắt xỉu. Dương Tiêu quay trở lại khách sạn mà không biết rằng sau khi họ rời đi, hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh độc ác này cuối cùng đã trở mặt với nhau, chiến đấu đến chết. Khi đến cửa phòng, Dương Tiêu hít sâu một hơi, anh biết hôm nay anh rất có hy vọng nói lời từ biệt với Sử Nam. Tốt hơn hết là nên chuẩn bị tâm lý, Dương Tiêu gõ cửa. Vị nào? Giọng nói nhẹ nhàng của Đường Mộc Tuyết nhanh chóng từ trong phòng vang lên. Dương Tiêu hắng giọng nói đùa, kiểm tra phòng. Nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết lộ ra vẻ dịu dàng, cô đi tới mở cửa, nói, hư hỏng. Anh muốn kiểm tra phòng như thế nào? Anh Dương, nếu anh đã làm loạn trái tim em, thì lúc nào cũng có thể đến làm loạn giường của Imo. Cô Đường, vừa rồi có người báo tin cô cất giấu vũ khí, cho nên tôi muốn chấn chỉnh pháp luật cô ngay tại chỗ. Dương Tiêu lập tức ôm eo Đường Mộc Tuyết đi về phía giường. Nhìn thấy Dương Tiêu lỗ mãng như vậy, ánh mắt Đường Mộc Tuyết mê mắn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, em. Em là lần đầu tiên, anh phải nhẹ nhàng một chút. Ừ, miệng lưỡi Dương Tiêu khô khốc liêm láp. Lúc này, Đường Mộc Tuyết đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng, hiển nhiên là cô đã tắm trước rồi. Ngay lúc Dương Tiêu đang chuẩn bị xử lý Đường Mộc Tuyết ngay tại chỗ, thì Dương Tiêu nhìn thấy vết máu dính trên bộ đồ ngủ của Đường Mộc Tuyết. Máu từ đâu ra, vẻ mặt Dương Tiêu bỗng trở nên ngưng trọng. Vẻ mặt Đường Mộc Tuyết bỗng trở nên xấu hổ, không tốt, kinh nguyệt của em dính lên đồ ngủ, nhanh lên, lấy băng vệ sinh cho Imo. À mi, Đường Mộc Tuyết vừa dứt lời, Dương Tiêu như bị 5 tiếng sấm đánh tới, cả người rồi rắm. Kinh nguyệt dính lên đồ ngủ. Vậy mà kinh nguyệt lại tới vào lúc này. Trời đất ơi, đừng chơi đùa tôi như vậy chứ. Tôi thực sự không muốn trở thành lão Sử Nam vạn năm đâu. Họ Dương của tôi vẫn cần phải truyền từ đời này sang đời khác. Trong khoảng thời gian này ăn uống thất đã gây ra rối loạn kinh nguyệt. Lần này rõ ràng là đến sớm hơn. Đường Mộc Tuyết cũng tràn đầy suy sụp. Dương Tiêu bối rồi nói, anh thật sự khổ quá mà. Nói thì nói như vậy, Dương Tiêu không chút do dự mà lây ngay một miếng băng vệ sinh cho Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói, không được. Em đi tắm rửa thay quần áo trước. Nhìn Đường Mộc Tuyết đi vào phòng tắm, Dương Tiêu nằm ở trên giường với ánh mắt mờ mịt, lộ ra vẻ khó tả. Mình và Đường Mộc Tuyết muốn quan hệ thân mật khó đến vậy sao? Sau khi xử lý xong, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiếu với vẻ mặt đỏ bừng, áy náy nói, xin. Xin lỗi, em thật không ngờ kinh nguyệt lại đến trước, hay là anh cứ làm đi. Em nghe nói chỉ cần nhẹ nhàng là có thể được. Không được, không được. Dương Tiêu dứt khoát từ chối. Đầu tiên, hai ngày đầu kinh nguyệt là nặng nhất, nếu làm thật thì làm sao, không biết Đường Mộc Tuyết bị xuất huyết như thế nào. Thứ hai, trong kỳ dễ bị nhiễm trùng nhất, nếu Đường Mộc Tuyết vì mình mà bị nhiễm trùng bị bệnh khó chữa, thì sẽ được một mất 10. Cuối cùng, trong kỳ sức khỏe phụ nữ là yếu nhất, Đường Mộc Tuyết vẫn là một thân hoàn chỉnh, hành động yêu thương mạnh sẽ chỉ khiến Đường Mộc Tuyết chịu tội mà thôi. Mặc dù Dương Tiêu không chịu nổi, nhưng anh sẽ không làm tổn thương cơ thể Đường Mộc Tuyết mà không có giới hạn. Đường Mộc Tuyết ủ rũ nói, em thật không ngờ nó lại đến trước, hay anh va chạm một chút, có thể ma sát như dùng tay, không thể để anh nghẹn mãi được. Cũng không được, Dương Tiêu lại từ chối. Sau khi ma sát như dùng tay quen, tự nhiên sẽ cảm thấy rất hài lòng, nhưng điều này sẽ khiến Đường Mộc Tuyết cảm thấy khó chịu hơn. Mà mình lại cảm thấy vui vẻ, Đường Mộc Tuyết cảm thấy khó chịu. Không cần một người phải chịu sự dày vò, một người sảng khoái. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu đang không thoải mái, trong lòng như đã có quyết định rất lớn. Vậy, chuyện đó, hay anh cởi đồ ra, em xử lý giúp anh. Gương mặt Đường Mộc Tuyết xấu hổ như có thể vắt ra nước. Dương Tiêu kinh ngạc, xử lý như thế nào? Dùng, Đường Mộc Tuyết nói không nên lời. Mặc dù không phải người lão làng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Đường Mộc Tuyết khó xử, Dương Tiêu cũng biết cách làm của cô. Dương Tiêu xua tay, Mộc Tuyết, thật sự không cần.
Còn nữa, anh còn chưa tắm, trên người đều dính đầy vi khuẩn. Không cần như vậy. Lần trước em xem phim đó, không phải đàn ông nào cũng thích sao? Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói. Dương Tiêu nhịn không được nở nụ cười, Mộc Tuyết, không sao, anh có thể nhịn được. Đường Mộc Tuyết vô cùng buồn bã, chuyện như vậy hoàn toàn vượt quá dự đoán của cô. Hay để em dùng tay giúp anh, không phải đàn ông các anh đều có nghề thủ công truyền thống sao? Đường Mộc Tuyết nói lại. Nghe vậy, Dương Tiêu gật đầu. Vừa rồi anh còn nghĩ mình sẽ vào nhà vệ sinh dùng tay xử lý, không ngờ Đường Mộc Tuyết lại chủ động nói. Không lâu sau, với sự giúp đỡ của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu nằm ngắn người trên giường. Lần này, Dương Tiêu cuối cùng cũng có thể công khai ôm Đường Mộc Tuyết ngủ, Đường Mộc Tuyết ngủ đặc biệt yên bình trong vòng tay của Đường Tiêu. Ngày hôm sau, sắc trời dần hửng sáng, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết lần lượt tỉnh dậy. Dương Tiêu nhẹ nhàng hỏi, Mộc Tuyết, có đói không? Chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì đi. Vâng, ăn xong chúng ta trở về thành phố Trung Nguyên nhé. Đường Mộc Tuyết đề nghị. Dương Tiêu không từ chối, ừ, lát nữa anh gọi cho Trần Khải dặn dò xong rồi chúng ta đi. Bây giờ, kỳ kinh nguyệt của Đường Mộc Tuyết đang đến, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng không có tâm trạng ra ngoài chơi. Đối với Đường Mộc Tuyết, chỉ cần Dương Tiêu ở bên cạnh cô, đó là điều lãng mạn hơn bất cứ nơi nào khác. Sau khi ăn xong bữa sáng bổ dưỡng, Dương Tiêu gọi điện nói với Trần Khải một tiếng, sau đó nhanh chóng quay lại thành phố Trung Nguyên với Đường Mộc Tuyết. Đột nhiên, dòng chính của nhà họ Đường không có người đứng đầu, cả đám đều ngắn ra. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết trở về thành phố Trung Nguyên trước thời hạn, Đường Hạo và Đường Dĩnh mất tích, bọn họ giống như ruồi không đầu, hoàn toàn mất đi xương sống. Dương Tiêu lái xe rất nhanh trở về khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Mộc Tuyết, sao con lại về sớm vậy? Không phải là đi du lịch nhóm sao? Triệu Cầm kinh ngạc hỏi khi thấy Đường Mộc Tuyết đã về. Đường Mộc Tuyết có chút mệt mỏi nói, quá mệt, cho nên con về sớm. Mộc Tuyết, hai người đây là... Đường Kiến Quốc đang đọc báo, nhận thấy rằng Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã nắm tay trở lại. Ông ta cau mày, 5 năm rồi ông ta chưa từng thấy Đường Mộc Tuyết chủ động nắm tay Dương Tiêu. Hơn nữa, nhìn từ thái độ của con gái, hiển nhiên con gái mình không phản kháng, chẳng lẽ hai người lại làm hòa như trước? Triệu Cầm cũng chú ý tới điều này, trên mặt bà ta bỗng nhiên tức giận nói, Mộc Tuyết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẹ nói cho con biết, nhà chúng ta tuyệt đối không cho phép có đàn ông ngoại tình, chẳng lẽ con quên chuyện thằng phế vật này đến Xuân Thượng Nhân Gian rồi sao? Mẹ, lần trước là hiểu lầm, chúng ta đều hiểu lầm Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết nghiêm nghị nói. Triệu Cầm sững sờ, hiểu lầm, cái dám, sao có thể là hiểu lầm? Mộc Tuyết, mẹ nói cho con biết, miệng đàn ông toàn những lời lừa gạt. Con không được tin thằng phế vật này. Lần trước mẹ còn bị con bồ của cậu ta tát một cái vào mặt, con đã quên những điều này rồi sao? Mẹ, thật sự là hiểu lầm. Đường Mộc Tuyết căng ra đầu. Hiểu lầm, mẹ không tin là hiểu lầm. Triệu Cầm lập tức đi vào phòng bếp lấy cây cán, trừng mắt nhìn Dương Tiêu, Dương Tiêu, kẻ bỏ đi nhà cậu, nói. Rốt cuộc cậu đã nói gì với Mộc Tuyết? Có phải cậu đã làm ra chuyện gì đáng xấu hổ với Mộc Tuyết hay không? Mẹ, mẹ đang nói nhảm gì vậy? Con là vợ của anh ấy có thể đối xử với con như thế nào đều được, hơn nữa Dương Tiêu thật ra là. Đường Mộc Tuyết chuẩn bị làm lộ thân phận của Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết ngậm miệng ngay khi sắp nói ra thân phận của Dương Tiêu, cô không thể dễ dàng nói rằng Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước. Mẹ cô là người miệng rộng. Yêu thích hư vinh đến cực độ. Nếu mẹ cô biết Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc của đất nước thì sợ rằng đến lúc đó có lẽ ai cũng biết. Kẻ thù trước đây của Dương Tiêu chắc chắn sẽ biết, sai người ra tay sát hại ám sát Dương Tiêu. Triệu Cầm hừ lạnh một tiếng, thật ra cái gì? Không nói ra được đúng không? Mộc Tuyết, mẹ nói với con, cái đồ đàn ông bỏ đi này nên bị đánh chết, con mau tránh ra, hôm nay bà đây không cầm cán lăn chết cậu ta. Dám bắt nạt con gái của tôi. Dương Tiêu, hôm nay bà đây ta phải chặt cậu thành tám mảnh, tôi muốn cậu xương tan cho tàn. Mẹ, mẹ đủ rồi. Mẹ có thể không tin Dương Tiêu, nhưng con tin Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết kiên định đứng trước mặt bảo vệ Dương Tiêu. Cô biết một khi mình không bảo vệ Dương Tiêu, thì sợ rằng Dương Tiêu có thể sẽ bị mẹ mình đánh bầm dập một lần nữa. Kể từ khi biết Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, Đường Mộc Tuyết đã tin tưởng Dương Tiêu vô điều kiện từ tận đáy lòng. Cô tin rằng Dương Tiêu là một chính nhân quân tử,
cô tin vào những phẩm chất tốt đẹp của Dương Tiêu và cô tin Dương Tiêu là người một lòng với gia đình. Đường Kiến Quốc tức giận đứng lên, Mộc Tuyết, con tránh ra, ba thấy thằng phế vật này càng ngày càng không kiêng nể gì cả, để cho mẹ con đánh chết cậu ta đi. Đủ rồi, hai người muốn đánh Dương Tiêu thì đánh con chết trước đi. Đường Mộc Tuyết giận sôi máu. Nếu không phải thân phận Dương Tiêu đặc biệt, cô thật sự muốn nói cho cha mẹ ruột của mình biết thân phận thật sự của Dương Tiêu, để cho bọn họ kinh ngạc, làm cho bọn họ đều thán phục nhìn Dương Tiêu. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm mới dừng tay, bà ta cực kỳ không cam lòng nói, Mộc Tuyết, mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con, loại đàn ông này không có cũng chẳng sao, con mau chóng ly hôn với thằng phế vật này đi. Hôm nay Triệu công tử Triệu Vô Cực đến, con phải nắm bắt lấy cơ hội này. Cái gì, Triệu Vô Cực về rồi. Nghe thấy lời này, gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết đột nhiên sững sờ. Triệu Vô Cực, cậu chủ nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên, từng là người theo đuổi Đường Mộc Tuyết nhiệt tình nhất, cũng là người theo đuổi có quyền lực nhất ở thành phố Trung Nguyên. Đối với Triệu Vô Cực, Đường Mộc Tuyết không có cảm tình, bởi vì Triệu Vô Cực chỉ ưa thích vẻ đẹp của cô không hơn không kém. Triệu Vô Cực đã từng điên cuồng theo đuổi Đường Mộc Tuyết, nhưng liên tục bị Đường Mộc Tuyết từ chối. Vì Đường Mộc Tuyết là người được theo đuổi, cô không thích mùi đồng khắp người Triệu Vô Cực. Sau đó, Triệu Vô Cực được nhà họ Triệu sắp xếp đi du học, vừa đi là kéo dài 6 năm. Đường Mộc Tuyết thực sự không ngờ rằng Triệu Vô Cực lại trở về nước vào lúc này. Triệu Cầm nói tiếp, Triệu công tử hẹn tối nay cùng nhau ăn cơm, mẹ đã đồng ý với người ta rồi. Lần này Triệu công tử trở về, rõ ràng là để kế thừa sản nghiệp của nhà họ Triệu. Mộc Tuyết còn phải suy nghĩ cho kỹ, Triệu công tử trẻ tuổi có tiền, vẫn luôn hết lòng vì con. Chỉ cần con gật đầu, con chính là bà chủ Triệu vạn người ngưỡng mộ. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con sẽ không ly hôn. Đường Mộc Tuyết kiên định nói. Dương Tiêu mang đến cho cô quá nhiều sự lãng mạn, Đường Mộc Tuyết một lòng với tình cảm của mình. Trong 5 năm qua, mặc dù cô đối với Dương Tiêu hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng cô chưa bao giờ chán ghét Dương Tiêu, hơn nữa còn nảy sinh tình cảm với Dương Tiêu. Bây giờ, Dương Tiêu đã cho cô quá nhiều bất ngờ, Đường Mộc Tuyết đã sớm quyết một lòng với Dương Tiêu. Hơn nữa Dương Tiêu là lưỡi dao sắc bén của đất nước, chỉ cần Dương Tiêu muốn trở về, sau khi về đội vẫn là lưỡi dao sắc bén của đất nước. Là vợ của lưỡi dao sắc bén của đất nước, Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất quang vinh. Bây giờ cho dù con trai của người giàu nhất thế giới có đến quỳ gối cầu hôn, Đường Mộc Tuyết cũng sẽ từ chối không chút do dự. Đường Kiến Quốc nghiêm nghị nói, Mộc Tuyết, bố không biết có phải con bị thằng phế vật này tẩy não hay không, nhưng bố nói cho con biết, con phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Con phải biết gả cho Triệu Vô Cực là có ý nghĩa gì, đối với nhà ta có ý nghĩa gì. Con sẽ không ly hôn, hai người từ bỏ ý định này đi. Thân thể mỏng manh của Đường Mộc Tuyết run lên. Giờ phút này, Đường Mộc Tuyết thật sự rất thất vọng về cha mẹ. Để bám vào một gia đình giàu có, vậy mà lại bảo mình ly hôn gả cho Triệu Vô Cực. Không lẽ bố mẹ không để ý đến cảm giác của mình sao? Dương Tiêu cũng vô cùng thất vọng về Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, để thỏa mãn lòng hư vinh của mình, vậy mà không ngần ngại để anh ly hôn với con gái mình, hành vi này thực sự không thể tha thứ. Có lẽ, từ một góc độ khác, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc thực sự muốn tốt cho Đường Mộc Tuyết. Nếu mình thực sự là phế vật, Đường Mộc Tuyết gả cho Triệu Vô Cực quả thực là thoát khỏi bể khổ. Đáng tiếc, anh không phải là phế vật. Anh đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, là tồn tại khiến cả thế giới run sợ ở thời điểm đỉnh cao của anh. Chỉ riêng một nhà họ Triệu, sản nghiệp cũng chỉ có 20-30 tỷ tệ. Mà lúc này, trong thẻ của Dương Tiêu có gần 20 tỷ tệ, trị giá của cả nhà họ Triệu. Bên cạnh đó, Dương Tiêu đã hỗ trợ một số lượng lớn các tài phiệt trên thế giới, chỉ cần Dương Tiêu bằng lòng thì chỉ một cuộc điện thoại trong tài khoản anh sẽ có 100-200 tỷ tệ cũng không thành vấn đề. Một nhà họ Triệu nhỏ bé, ở trong mắt của Dương Tiêu không là gì cả. Rung rung. Đúng lúc này, điện thoại của Triệu Cầm vang lên. Nhìn thấy tên người gọi, gương mặt Triệu Cầm lập tức nở, nụ cười. Yôn Triệu công tử, sao cậu lại gọi điện cho tôi vào lúc này? Nói cho cậu một tin tốt, Mộc Tuyết vừa trở. Về, lát nữa tôi sẽ bảo Mộc Tuyết cùng đi ăn cơm. Cái gì, Mộc Tuyết về sớm hơn thời hạn. Quá tốt rồi, bác gái. Cháu lập tức tới đón mọi người cùng đi ăn cơm. Trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh vui mừng điên cuồng. Cùng lúc đó, trong biệt thự của gia tộc họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc giàu nhất ở thành phố Trung Nguyên, Triệu Vô Cực vô cùng phấn khích. Đúng vậy,
anh ta rất thích Đường Mộc Tuyết, từ lâu đã bị vẻ đẹp quyến rũ của Đường Mộc Tuyết làm cho ấn tượng. Theo quan điểm của Triệu Vô Cực, chỉ có một người đẹp vô song như Đường Mộc Tuyết mới có thể xứng với anh ta. Thật đáng tiếc, 6 năm trước, ba của anh ta yêu cầu anh ta đi du học, điều này khiến anh ta cắt đứt liên lạc với Đường Mộc Tuyết trong 6 năm. Là một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, nhà họ Triệu có thể tồn tại song song với gia tộc họ Cung, tranh đấu nội bộ đương nhiên là không dứt. Trong 6 năm qua, Triệu Vô Cực đã cố gắng để bản thân trở nên xuất sắc, anh ta muốn kế thừa gia tộc họ Triệu ngay khi trở về nước, muốn kết hôn với Đường Mộc Tuyết khi anh ta trở lại thành phố Trung Nguyên. Điều khiến Triệu Vô Cực suy sụp là ngay khi trở về nước, anh ta được biết Đường Mộc Tuyết đã kết hôn cách đây 5 năm, điều này khiến trái tim và tâm trí của Triệu Vô Cực đều sởn gai ốc. Tuy nhiên, sau nhiều lần Triệu Vô Cực nghe ngóng, Triệu Vô Cực mới biết được rằng Đường Mộc Tuyết đã kết hôn với một tên phế vật, một tổng thể rác rưởi. Đường Mộc Tuyết đối với anh hận không thể biến sắt thành thép, 5 năm qua hai người còn chưa làm chuyện vợ chồng. Phế vật Dương Tiêu này giải chăn đệm ra sàn nằm cả ngày, điều này làm cho Triệu Vô Cực vui mừng điên cuồng không thôi. Chỉ cần Đường Mộc Tuyết vẫn một thân hoàn chỉnh, Triệu Vô Cực sẽ không quan tâm gì cả. Triệu Cầm Thụ sủng nhược kinh kích động nói, tốt tốt tốt, vậy chúng tôi lập tức chuẩn bị chờ Triệu công ty ở cổng biệt thự bên bờ Hồ Nhạn Minh. Cúp điện thoại xong, Triệu Cầm nhanh chóng nói với Đường Mộc Tuyết, con mau chuẩn bị đi gặp Triệu công tử. Con không đi, Đường Mộc Tuyết tức giận nói. Cô đã là vợ của người ta rồi, còn muốn cô gặp gỡ những người đàn ông khác, nói ra chuyện này thì bảo cô bỏ mặt mũi vào đâu. Dương Tiêu nói đùa, không sao đâu, Mộc Tuyết anh đi với y mồ. Cái gì, Dương Tiêu, anh muốn đi, Đường Mộc Tuyết không tin nhìn Dương Tiêu. Đúng, đi, Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Dương Tiêu đã từng nghe nói về Triệu Vô Cực này, người đầu tiên theo đuổi Đường Mộc Tuyết, lần này anh ta từ nước ngoài trở về. E rằng anh ta sẽ không từ bỏ trừ khi đạt được mục đích của mình. Vì vậy, Dương Tiêu có ý định làm Triệu Vô Cực sợ hãi, ngăn chặn sau này Triệu Vô Cực sẽ âm thầm làm ra những chuyện khác. Xét cho cùng, tránh được mũi giáo trước mặt, khó phòng tên ngầm sau lưng, nếu Triệu Vô Cực này giống như Vương Thiên Long lúc đầu, thì Đường Mộc Tuyết sẽ gặp nguy hiểm. Đường Mộc Tuyết rất yên tâm khi có Dương Tiêu đi cùng, cộng thêm cô không thể lạnh mặt với mẹ mình, vì vậy cô chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Không lâu sau, một chàng trai trẻ đẹp trai trong bộ vest, đeo đồng hồ Rolex và đi Lamborghini đến cổng khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh. Triệu công tử, Triệu Cầm vẫy vẫy, vẻ mặt nịnh hót. Triệu Vô Cực lịch lãm bước xuống, ánh mắt lập tức khóa chặt vào Dương Tiêu bên cạnh Đường Mộc Tuyết. Anh ta cười lạnh, bước lên trước lạnh lùng nhìn Dương Tiêu không phục nói, anh là phế vật chồng của Mộc Tuyết, Dương Tiêu. Hẳn là anh biết tôi là loại người gì, không cần tự tìm nhàm chán. Tốt hơn hết là ngoan ngoãn chủ động ly hôn với Mộc Tu, nếu không, tôi sẽ không quan tâm để anh hối hận khi đến thế giới này. Nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực kiêu ngạo và độc đoán trước mặt, Dương Tiêu ngẩn người, anh thật sự không ngờ rằng Triệu Vô Cực sinh ra trong một tứ đại gia tộc lại có thể kiêu ngạo như vậy. Nghĩ kỹ, Dương Tiêu thấy nhẹ nhõm, rốt cuộc Đường Mộc Tuyết cũng là người phụ nữ mà Triệu Vô Cực yêu thích. Bây giờ Triệu Vô Cực về nước và biết được Đường Mộc Tuyết đã kết hôn với một phế vật. Triệu Vô Cực không rơi vào trạng thái nổi giận mới lạ. Nhìn thấy Triệu Vô Cực vừa xuống xe, đã nhắm vào Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết thay đổi sắc mặt nói, Triệu Vô Cực, anh muốn làm gì? Mộc Tuyết, Triệu công tử làm vậy là vì muốn tốt cho con, phế vật Dương Tiêu này hoàn toàn không xứng với con. Triệu Cầm trừng mắt lạnh lùng nhìn Dương Tiêu. Đường Kiến Quốc gật đầu phụ họa, Mộc Tuyết, Triệu công tử thích con nhiều năm như vậy, Triệu công tử cũng là một người con dễ tốt mà mẹ con nhìn chúng nhiều năm. Nếu không phải 6 năm trước Triệu công tử đột nhiên đi du học, thì làm gì có chuyện đến lượt phế vật Dương Tiêu này. Nhìn thấy thái độ của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, trong lòng Triệu Vô Cực vô cùng đắc ý. Đường Mộc Tuyết à Đường Mộc Tuyết, từ đầu đến cuối em luôn là người phụ nữ Triệu Vô Cực tôi, kiếp này em đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Bây giờ bố mẹ em đồng ý cho em ly hôn, không lẽ em còn dám không nghe lời của bố mẹ? Cho dù có kề dao vào cổ, tôi cũng sẽ không ly hôn với Dương Tiêu. Lời lẽ Đường Mộc Tuyết đanh thép. Chỉ vì tình yêu, dù có chết cũng không hối hận. Dương Tiêu có thể làm được, tôi có tư cách gì mà không nỗ lực hết mình. Triệu Cầm tức giận nghiền răng, hồ đồ, Mộc Tuyết con hồ đồ, phế vật này có gì tốt. Dương Tiêu, nói, có phải cậu đã cho con gái tôi uống canh hồn mê gì rồi phải không? Dương Tiêu lạnh nhạt, anh không thèm để ý đến Triệu Cầm, người phụ nữ trung niên hợm hĩnh.
chỉ 1 triệu vô cực, anh thật sự không quan tâm, chỉ cần Dương Tiêu bằng lòng, tài sản của anh có thể dễ dàng vượt qua nhà họ Triệu gấp 10 lần. Vẻ mặt của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều khó nhìn, bọn họ đã sớm nhìn chúng Triệu Vô Cực, nếu Đường Mộc Tuyết gả cho Triệu Vô Cực, bọn họ tự nhiên sẽ trở thành người thân của nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu là dạng tồn tại gì? Là một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên. Tứ đại gia tộc này không chỉ là tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên, mà còn là tứ đại gia tộc mạnh nhất tỉnh Đại Dự. Trong tứ đại gia tộc có thể tùy ý xuất hiện một nhân vật, đó là một sự tồn tại giống như những vì sao giữa mặt trăng. Nếu Đường Mộc Tuyết gả cho Triệu Vô Cực, địa vị của họ tự nhiên sẽ tăng lên, bọn họ sẽ được hàng triệu người ở thành phố Trung Nguyên ngưỡng mộ. Mặt khác, Dương Tiêu thật vô dụng, chỉ là một thằng đàn ông bám váy vợ. Nếu không có nhà bọn họ, e rằng 5 năm qua Dương Tiêu sẽ lưu lạc như người ăn xin, chết đói trên đường phố. Nhóc con, cậu có nghe tôi nói gì không? Mau ly hôn với Mộc Tuyết. Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt đen tối. Ánh mắt của anh ta rất sắc bén, như thể Dương Tiêu là một con kiến, anh ta chỉ cần động ngón tay là có thể bóp chết Dương Tiêu. Dương Tiêu cười nhạt, Triệu Vô Cực, Triệu công tử đúng không? Mấy năm trước Mộc Tuyết đã không chấp nhận lời theo đuổi của anh, cho dù bây giờ anh từ nước ngoài về, chỉ cần Mộc Tuyết không đồng ý, cô ấy vẫn như cũ không chấp nhận lời theo đuổi của anh. Bây giờ tôi nói rõ cho anh biết, chỉ cần Mộc Tuyết không chán ghét tôi chưa từng tham gia vào quá khứ của Mộc Tuyết, nhưng tương lai tôi sẽ đi cùng Mộc Tuyết. Nếu anh giở chiêu trò gì, tôi sẽ không bỏ qua. Cho nên anh đồng ý với Triệu Cầm gặp mặt Triệu Vô Cực là vì Triệu Vô Cực là người đầu tiên và còn sinh ra trong nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên. Tránh được mũi giáo trước mặt, khó phòng tên ngầm sau lưng, e rằng sự theo đuổi của Triệu Vô Cực sẽ không biết xấu hổ trở nên tức giận, anh ta sẽ thực hiện một số hành vi tàn ác như Đường Hạo. Tối nay Dương Tiêu ra sân, mục đích là tạo cho Triệu Vô Cực một cú sốc hoảng sợ. Chỉ cần Triệu Vô Cực dẫn đầu rút dao, Dương Tiêu nhất định sẽ làm dao sáng, anh phải dùng những hành động thiết thực để nói với Triệu Vô Cực, anh không phải kẻ hèn nhát, dám động vào Đường Mộc Tuyết thì phải trả giá lớn. Nghe vậy, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy ấm áp. Người đàn ông mình thích sẽ không làm mình thất vọng. Nghe vậy, sắc mặt của Triệu Vô Cực đột nhiên xa xăm lại, vốn dĩ anh ta cho rằng Dương Tiêu là quả hồng mềm, chỉ cần anh ta gây áp lực, tên này sẽ lập tức chấp nhận. Triệu Vô Cực ngoài ý muốn là Dương Tiêu này thậm chí còn có khí phách hơn anh ta nghĩ. Đây, mẹ nó thật sự là phế vật sao? Triệu Vô Cực không thể không tự hỏi bản thân. Nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của Dương Tiêu, Triệu Vô Cực nghi ngờ thông tin mình có được là sai. Anh ta nghe nói Dương Tiêu này là kẻ hèn nhát, vào nhà họ Đường bị đám người nhà họ Đường ức hiếp suốt 5 năm, sao đột nhiên lại có khí phách như vậy? Hơn nữa, Đường Mộc Tuyết ở ngay đây bảo vệ quyền và lợi ích của Dương Tiêu. Điều này khiến cho Triệu Vô Cực rất khó tấn công. Anh ta biết tính tình của Đường Mộc Tuyết, nếu chọc giận Đường Mộc Tuyết thì sợ là sau này có lẽ cô sẽ không nói một lời với anh ta. Thật sao? Triệu Vô Cực chế nhạo, anh ta sờ vào túi, lấy ra một tấm séc 500 vạn ném cho Dương Tiêu. 500 vạn, rời xa Mộc Tuyết, cầm lấy tiền mau cút đi, 500 vạn đủ để anh tiêu tiền như nước cả đời. Cái gì? 500 vạn? Nghe đến con số này, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm suýt rót cằm. Đối với bọn họ, 500 vạn là một con số thiên văn. Dù sống trong căn biệt thự trị giá mấy tỷ tệ nhưng thực ra bọn họ chẳng có tiền tiêu gì cả, đi chơi khoe mẽ cũng đủ nhưng khi thực sự tiêu tiền thì thực sự còn xấu hổ hơn gấp bội. Dương Tiêu để tấm séc rơi trên mặt đất, mặt không cảm xúc lạnh nhạt nói, không cần tự tìm lầy nhục nhã. 500 vạn bảo mình rời xa Đường Mộc Tuyết, điều này đơn giản là trò cười. Dương Tiêu thiếu tất cả, nhưng không thiếu tiền. Nếu không phải trên người Dương Tiêu không có tấm séc, thì bây giờ anh đã có thể tiện tay ném tấm séc 500 triệu tệ, 5 tỷ tệ. Tự tìm lấy nhục nhã. Dương Tiêu cái đồ phế vật, ăn nói như thế hả? Ai tự tìm lấy nhục nhã? Triệu Cầm khinh thường nói. Ngay sau đó, Triệu Cầm nhanh chóng nhặt tấm séc 500 vạn tệ trên mặt đất lên lập tức nhét vào túi, nịnh nọt Triệu Vô Cực, Triệu công tử, chuyện này do tôi quản. Tôi sẽ tìm cách để thằng phế vật này ly hôn với Mộc Tuyết. Vậy thì cảm ơn bác gái. Nhìn dáng vẻ người bình thường của Triệu Cầm, trong lòng Triệu Vô Cực vô cùng đắc ý. Mẹ, sao mẹ có thể nhận tiền của người khác? Đường Mộc Tuyết tức giận dậm chân. Lúc này, Đường Mộc Tuyết thực sự vừa xấu hổ vừa tức giận, cô thực sự xấu hổ về tất cả những gì mẹ cô đã làm. Dương Tiêu lắc đầu, anh rất muốn nói với Triệu Cầm rằng sau khi tấm séc đã được gấp lại,
thì đến ngân hàng sẽ không đổi được. Triệu Cầm đen mặt mắng, Mộc Tuyết, con ngậm miệng lại cho mẹ. Mẹ nuôi nắng con dễ dàng sao? Lúc này con có cơ hội tốt như vậy, sao con lại có thể đứng nhìn nó vụt mắt? Hơn nữa, bây giờ con cũng chưa làm chuyện vợ chồng với Dương Tiêu, con là một thân hoàn chỉnh, con phải tranh thủ cơ hội, Triệu công tử sẽ không chán ghét con. Đúng vậy Mộc Tuyết, đã 6 năm trôi qua, tấm lòng anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Cho dù em gả cho một thằng phế vật, anh cũng sẽ không để ý. Triệu Vô Cực chân thành nói. Từ đầu đến cuối, Dương Tiêu như vật trong suốt bị sỉ nhục bị người khác coi thường, giống như Dương Tiêu thực sự là người vô dụng. Cả người Đường Mộc Tuyết đều sắp nổ tung, nếu các người cứ tiếp tục như này, thì các người tự đi ăn cơm đi, tôi đi về. Mộc Tuyết, đừng, anh không nói nữa, anh không nói nữa. Triệu Vô Cực lo lắng. Tối nay anh ta có chuẩn bị mà đến, nếu Đường Mộc Tuyết đi về, anh ta khó có thể nhìn thấy Đường Mộc Tuyết. Xét cho cùng, khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh là khu biệt thự cao cấp nhất ở thành phố Trung Nguyên, hệ thống an ninh bên trong nghiêm ngặt đến mức cho dù là cậu chủ nhà họ Triệu cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Hơn nữa, ngay cả khi bạn mua biệt thự trong khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh mà không được phép của chủ sở hữu biệt thự, bạn cũng không được phép vào lãnh thổ của các chủ sở hữu khác khi chưa được ủy quyền. Một khi bị nhân viên an ninh đang tuần tra phát hiện ra, họ không chỉ bị đuổi ra ngoài mà còn bị phạt rất nặng. Thị là thành viên của tứ đại gia tộc, Triệu Vô Cực có thể coi là hiểu rõ các địa điểm cao cấp nhất ở thành phố Trung Nguyên. Nghe nói khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh này có cổ phần của gia tộc họ Cung, nhà họ Cung là gia tộc mạnh nhất ở thành phố Trung Nguyên. Tuy nhà họ Triệu nổi tiếng không kém nhà họ Cung, nhưng thực lực của nhà họ Cung cách xa nhà họ Triệu. Người nhà họ Cung có quy tắc của nhà họ Cung, chỉ cần anh ta dám xâm phạm, nhà họ Cung sẽ không cho anh ta mặt mũi. Triệu Cầm rất tức giận. Bà ta muốn tác hợp Đường Mộc Tuyết với Triệu Vô Cực, nên chỉ có thể tạm thời im lặng, không nói nữa. Triệu Vô Cực lịch lãm mở cửa ghế phụ Lamborghini, Mộc Tuyết, lên xe đi. Ngay sau đó, một chiếc Mercedes-Benz G khác chạy đến, Triệu Vô Cực lại nói Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, bác trai bác gái, hai người đi chiếc xe này. Được, khi nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz G trị giá 500-600 vạn, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc không khép được miệng. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi một chiếc xe sang trọng đắt tiền như vậy. Khi lên xe, có thể chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè, để bạn bè và người thân trong vòng bạn bè thấy bây giờ bọn họ thoải mái và giàu có như thế nào. Nhìn thấy bố mẹ ham hư vinh lên chiếc Mercedes-Benz G, trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng thất vọng. Triệu Vô Cực lại lịch lãm nói, Mộc Tuyết, lên xe đi. Không cần, chúng tôi có xe riêng. Đường Mộc Tuyết lắc đầu. Cùng lúc đó, Dương Tiêu lái xe Maserati chạy tới, Mộc Tuyết, đi thôi. Vâng, Đường Mộc Tuyết gật đầu đi về phía Maserati, không để ý đến Triệu Vô Cực. Nhìn thấy Dương Tiêu đang lái chiếc Maserati, Triệu Vô Cực khinh khỉnh nói, tôi còn tưởng là xe sang, hóa ra là một chiếc Maserati hỏng. Chiếc xe này chỉ có giá 200 vạn, chiếc Lamborghini của tôi gần 2.000 vạn. Đường Mộc Tuyết trong đầu em có hổ à hai. Đối với những gì Đường Mộc Tuyết quan tâm, cô sẽ trân trọng những thứ của mình ngay cả khi chúng không có giá trị, nếu chúng không phải là của cô, Đường Mộc Tuyết sẽ không nhúng tay vào ngay cả khi chúng vô giá trị. Cũng giống như bài văn xuôi cổ tiễn Đông Dương Mã Sinh Tự, những kẻ vui vẻ đủ đường, chẳng biết khẩu nghiệp chẳng bằng người ta. Tuy nhiên, Triệu Vô Cực cũng không hề chần chừ, mặt mũi đầy khói mù lái Lamborghini đến khách sạn 5 sao do nhà họ Triệu mở. Hoan nghênh cậu chủ! Ngay khi anh ta vừa đến, giám đốc sảnh của khách sạn Hồng Đồ đã chuẩn bị sẵn chào đón anh ta ở cửa. Tôi đợi nghênh đón cậu chủ. Những người phục vụ ở cả hai phía của khách sạn Hồng Đồ kính trọng hô lên. Triệu Vô Cực xuống xe với vẻ mặt tự mãn, anh ta nhìn Dương Tiêu chế nhạo, nhìn thấy chưa? Kiểu phô trương này là thứ cả đời này anh phải ngước nhìn. Thật sao? Dương Tiêu cười lắc đầu. Như đã biết, ở thời kỳ đỉnh cao của Dương Tiêu, rất đông các lãnh đạo tài phiệt tầm cỡ thế giới đều quỳ gối trước. Mặt anh, cung kính và nể phục như nô lệ. Cảnh tượng nhỏ như vậy chỉ có thể đánh lừa người thường, còn Dương Tiêu thì không quan tâm chút nào. Triệu Cầm cả kinh nói, không hồ là Triệu công tử, quả nhiên là người làm lớn chuyện. Triệu công tử quá mạnh, hai mắt Đường Kiến Quốc say mê nói. Là đàn ông, ai chẳng muốn sáng dậy nằm gối trước mỹ nhân. Vốn Triệu Vô Cực đã sở hữu được điều đáng ghen tị, với thực lực của Triệu Vô Cực, chỉ cần không chết ở thành phố Trung Nguyên. Hoàn toàn có thể lật mặt như cắt, che tay làm mưa. Đường Mộc Tuyết nhíu mày,
cô biết chuyện này là do Triệu Vô Cực cố tình khoe khoang trước mặt cô. Triệu Vô Cực sáng nắng chiều mưa nhìn giám đốc sảnh nói, hôm nay tâm trạng tôi thoải mái, miễn phí toàn bộ đơn trong khách sạn. Vâng, giám đốc sảnh kính cẩn nói. Ngay lập tức, giám đốc sảnh cầm micro đi đến chính giữa khách sạn hét lớn, các vị, tất cả các đơn ở khách sạn đêm nay sẽ do Triệu công tử thanh toán. Đờ mò, Triệu công tử thanh toán toàn bộ, Triệu công tử kia trâu bò như vậy. Nhìn kia, kia là Triệu công tử Triệu Vô Cực. Nhiều người đã phản ứng lại, nhận ra thân phận của Triệu Vô Cực. Thì ra là Triệu công tử Triệu Vô Cực đã trở về, Triệu công tử thật uy quyền. Một nhóm người la hét, đây là một khách sạn 5 sao, một bữa ăn nhỏ chỉ là một lượng nhỏ cho một bữa ăn bình thường, Triệu Vô Cực miễn phí tất cả các đơn đặt hàng tại chỗ. Làm thế nào mà táo bạo thế này? Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều dấy lên sóng gió trong lòng, việc miễn phí này ít nhất cũng phải tiêu tốn vài trăm vạn tệ, đúng không? Không hổ là Triệu Vô Cực, không hổ là cậu chủ của nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc. Lúc này, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đã quyết định để Đường Mộc Tuyết ly hôn với Dương Tiêu. Chỉ cần trở thành người nhà họ Triệu, sau này bọn họ cũng sẽ có nền tảng như này, vung tay lên là có thể miễn phí hàng trăm vạn khoản lớn. Dương Tiêu chỉ cười không nói gì, Triệu Vô Cực này thật sự sẽ khoe khoang ra ngoài. Anh ta lấy ra một chiếc Rolex trị giá hàng trăm vạn xem giờ, Triệu Vô Cực nói đùa, cách thời gian ăn cơm có lẽ còn phải khoảng 20 phút nữa, hay chúng ta đi chơi một số hoạt động trước, thế nào? Được, được, Triệu Cầm vội vàng nói. Bây giờ ngay cả cái giấm của Triệu Vô Cực cũng thơm, Triệu Cầm rất muốn lập tức trở thành mẹ vợ của Triệu Vô Cực, hoàn toàn leo lên gia đình giàu có. Triệu Vô Cực hài hước nói, đi theo tôi. Khách sạn Hồng Đồ là một khách sạn 5 sao cao cấp, có phòng thể thao bên trong. Nhìn thấy cha mẹ cùng Triệu Vô Cực rời đi, Đường Mộc Tuyết tức giận dậm chân, sao bố mẹ lại có thể như thế này? Không sao đâu, Mộc Tuyết, chúng ta cũng đi xem như thế nào. Anh rất muốn biết Triệu Vô Cực muốn giở trò gì. Dương Tiêu cười dịu dàng. Đường Mộc Tuyết biết rằng Dương Tiêu chắc chắn muốn gây sốc cho Triệu Vô Cực, vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Đi theo Triệu Vô Cực đến phòng thể thao, Triệu Vô Cực khiêu khích nhìn Dương Tiêu, ê nhóc, anh đã từng chơi bowling chưa? Dám chơi với tôi không? Chưa chơi, nhưng tôi có hứng thú, anh muốn chơi như thế nào? Dương Tiêu hứng thú hỏi. Nhìn thấy Dương Tiêu đã cắn câu, Triệu Vô Cực hứng thú nói, ha. Đây là đường bóng lăn, chúng ta mỗi người có 10 quả bóng, xem ai làm đổ được nhiều con kỳ gỗ hơn. Nếu anh thua, anh phải ly hôn với Mộc Tuyết, nếu tôi thua, thì sau này tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền Mộc Tuyết nữa. Tất nhiên, tôi sẽ không thua. Có rất nhiều người trong phòng thể thao, nhiều người nhận ra Triệu Vô Cực và Đường Mộc Tuyết. Ngay khi Đường Mộc Tuyết xuất hiện, có người ở hiện trường đã nhận ra thân phận của Dương Tiêu. Yo, đây không phải là Dương Tiêu, phế vật nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên sao? Đầu bowling tay đôi với Triệu công tử. Ha ha, buồn cười chết mắt. Triệu công tử là cậu chủ của nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc. Nếu tôi là anh, tôi đã xấu hổ ly hôn với Đường Mộc Tuyết từ sớm, Triệu công tử và Đường Mộc Tuyết mới thật sự là trai tài gái sắc. Đúng, phế vật, cậu có thấy chiếc Rolex trên tay Triệu công tử không? Đây là phiên bản giới hạn toàn cầu, trị giá 600 vạn, cậu có biết khái niệm 600 vạn không? Cả đời này cậu cũng không kiếm được. Đột nhiên, nhiều người vây xem nhìn chằm chằm chế nhạo Dương Tiêu. 6 năm trước, Triệu Vô Cực là người theo đuổi Đường Mộc Tuyết nhiệt tình nhất, toàn bộ thành phố Trung Nguyên đều biết điều đó. Thậm chí vào thời điểm đó, Triệu Vô Cực đã nói ra những lời nói độc ác, kẻ nào dám động đến Đường Mộc Tuyết chính là kẻ thù của anh ta và nhà họ Triệu. Là người đẹp số một ở thành phố Trung Nguyên, Đường Mộc Tuyết có vô số người theo đuổi, không biết bao nhiêu tài năng trẻ ở thành phố Trung Nguyên đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp quyến rũ của Đường Mộc Tuyết. Có nỗi khiếp sợ của Triệu Vô Cực, nhiều tài năng trẻ ái mộ Đường Mộc Tuyết đã không còn phô trương như trước, sợ Triệu Vô Cực tấn công và trả thù. Bây giờ Triệu Vô Cực trở về từ nước ngoài, chắc chắn anh ta sẽ kế thừa sản nghiệp của nhà họ Triệu, Đường Mộc Tuyết đã từng là người phụ nữ anh ta yêu nhất. Anh ta nhất định sẽ làm mọi cách để đưa Đường Mộc Tuyết về bên cạnh. Triệu Vô Cực xuất thân từ một gia đình nổi tiếng, đám người vây xem tại hiện trường đều suýt xoa, hy vọng sẽ được Triệu Vô Cực tán thưởng coi trọng. Dương Tiêu, đừng đánh cuộc, Đường Mộc Tuyết lộ vẻ xúc động nói. Dương Tiêu sẽ không nói dối, anh ấy nói rằng anh ấy không biết chơi bowling, hơn một nửa là không biết chơi thật. Một khi thua cuộc, Dương Tiêu sẽ ly hôn với mình, đây.
càng không phải là điều mà Đường Mộc Tuyết muốn thấy. Triệu Cầm cười lạnh, Mộc Tuyết, con đừng xen vào, đây là cuộc chiến giữa đàn ông bọn họ. Dương Tiêu, nếu cậu là đàn ông thì chơi với Triệu công tử đi. Thua thì mau chóng ly hôn với Mộc Tuyết, nếu cậu còn chút lương tri, cậu không nên tiếp tục dính dáng với Mộc Tuyết nhà tôi. Đúng vậy, cậu cũng không nhìn lại bản thân mình xem, cậu chẳng là cái thá gì, lãng phí không ít tuổi trẻ của con gái tôi. Đường Kiến Quốc khinh thường nói. Đường Mộc Tuyết thực sự sắp nổi điên, cô rất mệt mỏi khi phải đối mặt với cha mẹ như vậy. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc luôn hành động tùy tiện và không bao giờ xem xét đến cảm xúc của cô, điều này khiến Đường Mộc Tuyết vô cùng đau lòng. Sao, không dám chơi, anh còn là đàn ông không? Triệu Vô Cực dơ bẩn nói. Dương Tiêu nhìn vào chiếc Rolex trên tay Triệu Vô Cực ngạc nhiên nói, Rolex này của anh 600 vạn. Bị Dương Tiêu chất vấn, Triệu Vô Cực hăm hở nói, đúng vậy, chiếc Rolex này là tôi ở nước ngoài có được không dễ dàng. Mọi thủ tục hết gần 800 vạn, nhưng ước tính nó có ít nhất là 600 vạn. Sao, anh muốn chiếc Rolex của tôi? Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn thay đổi cách cược. Nếu anh thua thì đưa cho tôi chiếc Rolex này, thế nào? Dương Tiêu biết ngay cả khi Triệu Vô Cực thua, anh ta vẫn sẽ quấy rầy Đường Mộc Tuyết. Thay vì điều này, tốt hơn là nên đợi thắng rồi giành được chiếc Rolex này, đập chiếc Rolex ra từng mảnh trước mặt Triệu Vô Cực. Cái gì, tên này muốn Rolex của Triệu công tử, thật sự điên rồi. Triệu Vô Cực cười lớn nói, được, nhóc con, chỉ cần anh dám đánh cuộc với tôi, anh thắng tôi sẽ cho anh Rolex, nếu anh thua thì ngoan ngoãn ly hôn với Mộc Tuyết. Được, Dương Tiêu gật đầu. Một lời đã định, quyết không thay đổi. Triệu Vô Cực cười điên cuồng nói, được, các bạn ở đây làm chứng cho tôi. Nhóm người có mặt tại hiện trường nhìn Dương Tiêu với, biểu cảm đùa cợt, như thể Dương Tiêu là một chú hề đang nói đùa, đây là tự tìm nhục nhã. Đường Mộc Tuyết căng thẳng siết chặt góc quần áo, trái tim như treo ở cổ họng. Nếu Dương Tiêu thua, thì thật sự muốn ly hôn. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc nhìn nhau nở một nụ cười đắc thắng. Theo cái nhìn của bọn họ, Dương Tiêu không có khả năng thăng được Triệu Vô Cực, không bao lâu nữa con gái của họ sẽ được gả vào một gia đình giàu có. Ai đến trước, Triệu Vô Cực cương quyết liếc nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu vươn tay, trước đây tôi chưa từng chơi bowling, anh trước đi. Ok, đưa bóng, Triệu Vô Cực phát tay. Ngay sau đó một huấn luyện viên bowling lập tức đưa cho Triệu Vô Cực một quả bóng đen với ánh mắt nịnh hót. Cầm quả bóng đen, Triệu Vô Cực ngắm nhìn vào đường bóng lăn đầu tiên. Mắt anh ta lóe lên tia sáng, quả bóng đen trong tay anh ta lập tức văng ra ngoài. Lăn lăn lăn. Nhìn toàn cảnh, quả bóng đen lăn nhanh trên đường bóng lăn, sau đó chạm đều vào những con kỳ gỗ ở giữa, sau đó với quả bóng đầu tiên tất cả 10 con kỳ gỗ trên đường bóng lăn đều bị đánh đổ. Am! Triệu Vô Cực đã đánh đổ tất cả các con kỳ gỗ trên đường bóng lăn đầu tiên nhanh như tia chớp tóe ra lửa, hiện trường vang lên một trận náo động. Không hồ là Triệu công tử, quá kinh người đúng không? Đương nhiên, đừng quên, Triệu công tử đã ở nước ngoài 6 năm, kỹ thuật này tự nhiên không phải làm màu. Nhóm người xem đã rất sửng sốt, cảm phục bởi kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của Triệu Vô Cực. Sau khi đánh đổ thành công tất cả con kỳ gỗ trong đường bóng lăn đầu tiên, Triệu Vô Cực giễu võ Dương Oai nhìn Dương Tiêu, trực tiếp giơ ngón tay giữa về phía Dương Tiêu, giống như Dương Tiêu không thể chịu được một đòn nào. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt Đường Mộc Tuyết tái nhợt. Cô có thể thấy rằng chắc chắn bowling là một trong những môn thể thao mà Triệu Vô Cực chơi rất tốt, sợ là lần này Dương Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Cầm thốt lên, quá kinh người, quá kinh người. Triệu công tử cậu giỏi quá, quá tuyệt. Triệu công tử giỏi quá, Đường Kiến Quốc khen ngợi. Triệu Vô Cực phất tay, huấn luyện viên bowling nhanh chóng đưa tiếp cho Triệu Vô Cực một quả bóng đen. Thậm chí lần này Triệu Vô Cực còn nhanh hơn trước. Bịch một tiếng. Tất cả các con kỳ gỗ ở đường bóng lăn thứ hai đều bị đánh đổ. Trên hiện trường lại vang lên một trận náo động khác, hầu như tất cả mọi người đều sôi sục. Phải nói rằng ở nước ngoài, bowling là một môn thể thao giải trí rất phổ biến, giống như chơi bia ở trong nước, hầu như có mặt trên khắp các đường phố. Tất nhiên, kỹ năng của Triệu Vô Cực rất tuyệt vời, anh ta đã từng giành chức vô địch bowling trong nước trước khi ra nước ngoài, thực lực của anh ta là không thể phủ nhận. Sau khi đánh đổ tất cả các con kỳ gỗ ở đường bóng lăn thứ hai, Triệu Vô Cực khí phách ngút trời nói, đưa bóng. Bịch 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 bịch. Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, Triệu Vô Cực đã đánh đổ tất cả các con kỳ gỗ trong 9 đường bóng lăn trong một nhịp thở. Oh my god,
này cũng quá tốt phải không? Một nhóm người đều trố mắt đứng nhìn. Các người nói xem, Triệu công tử sẽ là một Grand Slam sao? Một người thấp giọng nói. Ngay sau khi lời này vừa nói ra, hầu như tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều mong chờ, nếu Triệu Vô Cực đánh đổ tất cả các con kỳ gỗ một lần nữa, Triệu Vô Cực sẽ thực sự là Grand Slam. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tái nhợt, cô biết Dương Tiêu đang gặp nguy hiểm. Triệu Vô Cực cầm lấy quả bóng đen cuối cùng, khinh thường nhìn Dương Tiêu, nhóc con, run rẩy chứ. Vẻ on giây phút tiếp theo, Triệu Vô Cực xoay người cực nhanh và ném quả bóng đen ra ngoài mà không thèm nhìn bóng. Lạch cạch, ngay sau đó, 9 con kỳ gỗ trên đường bóng lăn cuối cùng bị đánh đổ, chỉ một con kỳ gỗ cuối lắc lư, cuối cùng không đổ. Quát, nhìn thấy còn có một con kỳ gỗ khác vẫn đứng đó, gương mặt già của Triệu Vô Cực đông cứng lại. Anh ta muốn khoe mẽ nhưng không ngờ lại bất cẩn. Triệu Cầm lay động nói, Triệu công tử quá giỏi, mặc dù còn một con kỳ gỗ chưa đổ xuống, nhưng cũng đủ chứng tỏ kỹ năng tuyệt đỉnh của Triệu công tử, đánh đổ 99 con kỳ gỗ, cũng đã cách phế vật này 108.000 dặm rồi. Đúng vậy, so với phế vật này Triệu công tử giỏi hơn, nó chỉ là đồ thối tha, chả là cái thá gì. Đường Kiến Quốc tán thưởng. Triệu công tử quá giỏi, theo tôi thấy, phế vật này là máy. Bay chiến đấu trong thùng rác, căn bản không chịu nổi một đòn. Ha 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 hai. Trong chốc lát, trong hiện trường vang lên một trận tiếng cười, giống như trong cuộc đọ sức này Dương Tiêu chắc chắn sẽ thua. Được mọi người khen ngợi, vẻ đùa cợt trên mặt Triệu Vô Cực càng trở nên đậm hơn. Đúng vậy, ngay cả khi vẫn còn một con kỳ gỗ chưa bị đánh đổ, nhưng khả năng đánh đổ 99 con kỳ gỗ chỉ trong một lần của anh ta đã chứng tỏ sự nhạy bén và sức mạnh của anh ta. Triệu Vô Cực khinh thường nhìn Dương Tiêu, Dương Tiêu, bây giờ đến lượt anh, tôi hy vọng lát nữa anh sẽ mang đến cho tôi một bát ngờ thật lớn. Ừ, Dương Tiêu khẽ gật đầu. Chưa từng ăn thịt lợn không có nghĩa là chưa từng thấy lợn chạy. Bowling là một môn thể thao tinh tế, chỉ cần bạn giữ thăng bằng thật tốt thì một cú đánh chúng vào con kỳ gỗ ở giữa, lực lan tỏa đều, các con kỳ gỗ khác cũng rất dễ bị đổ xuống. Thực lực của Dương Tiêu đã vượt xa người thường, tự nhiên không cần nói thêm về thực lực. Mặt khác, Dương Tiêu xuất thân từ đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng, mọi thành viên của Đông Phương Thần Ưng đều có ánh mắt tinh tường, chơi bowling, Dương Tiêu vẫn có đủ tự tin. Dưới sự chú ý của mọi người, Dương Tiêu đi đến đường bóng lăn đầu tiên, nhặt quả bóng đen đầu tiên từ hộp bóng gần đó. Sau khi ước lượng khối lượng của quả bóng đen, sau đó anh nhìn vào khoảng cách của đường bóng lăn, Dương Tiêu liếc mắt cảm thấy đã đến lúc. Cố làm ra vẻ huyền bí, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Dương Tiêu, Triệu Vô Cực cười khinh thường. Anh ta là tay chơi bowling lão làng, chỉ nhìn thoáng qua có thể biết Dương Tiêu là gà mờ của bowling. Nếu Dương Tiêu muốn giành chiến thắng trong trận đấu này, anh phải có một Grand Slam, tất cả 100 con kỳ gỗ trong 10 đường bóng lăn phải bị đánh đỏ. Tuy nhiên, đối với một tay gà mờ, điều này đơn giản là không thể, trừ khi xảy ra một phép màu. Trong mắt Triệu Vô Cực, cho dù một phế vật có thể phát huy với sức mạnh lớn, cũng sẽ không có phép màu nào xảy ra. Một nhóm người xem không kiên nhẫn chế nhạo. Tôi nói này phế vật, anh được không thế? Nếu không được thì mau nhận thua. Đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người. Đúng vậy, không lẽ anh không tự biết sức lực của mình như nào sao? Tôi thấy anh tới đây là muốn trì hoãn thời gian. Xí, phế vật, nếu tôi là anh, tôi đã sớm ngoan ngoãn ly hôn với Đường Mộc Tuyết, tác thành cho Triệu công tử, chúc bọn họ bách niên giai lão. Triệu Cầm cũng phụ họa, phế vật Dương Tiêu, cậu còn chần chừ cái gì? Sáng mai cầm giấy đăng ký kết hôn đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Mặc dù Đường Kiến Quốc không phụ họa, nhưng trong lòng ông ta cũng có suy nghĩ giống như Triệu Cầm. Chỉ cần phế vật này ở nhà một ngày, bọn họ sẽ luôn bị coi thường. Nếu con gái của ông ta kết hôn với Triệu Vô Cực, tương lai mọi người sẽ phải ngẩng cao đầu nhìn họ. Sự khác biệt giữa hai người là đánh giá cao thấp. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết tái nhợt, cô nắm chặt nắm đấm mềm mại, trong lòng thầm cầu nguyện cho Dương Tiêu. Triệu Vô Cực nóng nảy, mắt kiên nhẫn nói, Dương Tiêu. Đừng lãng phí thời gian, không được thì mau nhận. Vẻ on không đợi Triệu Vô Cực nói xong, trong mắt Dương Tiêu lóe lên một tia sáng lạnh này cực kỳ sắc bén, giống như chim ưng vậy. Ngay sau đó, bóng đen trong tay Dương Tiêu lập tức buông ra, ngay lúc buông ra, bóng đen gần như hóa thành một tia chớp đen trên đường bóng lăn. Trước khi mọi người kịp phản ứng thì đã có một tiếng ầm vang dội, cả 10 con kỳ gỗ trong đường bóng lăn đầu tiên đã nằm rải rác. Phác,
Triệu Vô Cực đang định làm cho Dương Tiêu đầu hàng, đột nhiên bùng nỏ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Nhìn thấy tất cả các con kỳ gỗ trong đường bóng lăn đầu tiên đều bị đánh đổ nhanh như tia chớp tóe ra lửa, mọi người có mặt tại hiện trường đều nhảy điên cuồng. Trong một lúc, mọi người trong hiện trường đều im lặng. Sau một khoảng thời gian ngắn bình tĩnh lại, một người đã kinh ngạc nói, ôi đệch, tôi không nhìn nhầm chứ, vậy mà phế vật này đánh đổ toàn bộ. Ôi mẹ nó, thật hay giả, vậy mà phế vật này đánh đổ toàn bộ, gặp quỷ rồi. May mắn, chắc chắn là may mắn. Rõ ràng phế vật này mới tiếp xúc với quả bóng bowling, đây là may mắn. Phù, nhìn thấy Dương Tiêu chơi quả bóng đầu tiên đã đánh đổ tất cả các con kỳ gỗ trong đường bóng lăn đầu tiên, Đường Mộc Tuyết nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đột nhiên thay đổi, họ nhìn Dương Tiêu như thể họ đang nhìn phế vật. Dương Tiêu thực sự đã đánh đổ tất cả các con kỳ gỗ trong đường bóng lăn đầu tiên. Sao có thể như thế được? Triệu Vô Cực cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải một con ruồi chết, anh ta thực sự không ngờ Dương Tiêu lại may mắn như vậy. Trong mắt anh ta, Dương Tiêu chỉ may mắn, đánh chết anh ta cũng không tin Dương Tiêu là thiên tài chơi bowling. Chỉ là một phế vật, có tư cách gì mà so sánh với anh ta? Tất cả các con kỳ gỗ trong đường bóng lăn đầu tiên đều đổ xuống, Dương Tiêu quay lại nói nhẹ, xem ra vận may cũng không tồi. Anh cũng chỉ có chút may mắn này thôi. Quả bóng tiếp theo chắc chắn sẽ hỏng, Triệu Vô Cực lạnh lùng nói. Triệu Cầm lạnh lùng nói, Dương Tiêu cậu chỉ là phế vật. Vừa rồi đều là may mắn, quả bóng tiếp theo chắc chắn sẽ hỏng. Nhiều người gật đầu, bọn họ đều tin rằng Dương Tiêu đã gặp may. Một phế vật, làm sao có thể chơi bowling xuất thần nhập hóa? May mắn sao, Dương Tiêu lắc đầu tự giễu. Anh không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, anh nhặt quả bóng đen thứ hai từ hộp bên cạnh. Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm dáng vẻ của Dương Tiêu, lạnh lùng nói, phế vật, vận may của anh đến đây là kết thúc. Anh ta đã từng chứng kiến nhiều người rất may mắn khi lần đầu tiên chơi bowling, có thể đánh đổ 10 con kỳ gỗ trong đường bóng lăn đầu tiên. Nhưng đến lần thứ hai những kẻ may mắn này lại hết may mắn, không chơi được gì. Dương Tiêu, cố lên, Đường Mộc Tuyết căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thằng phế vật này chết chắc rồi, nhóm người lần lượt nói. Dương Tiêu đến đường bóng lăn thứ hai, nheo mắt khóa chặt con kỳ gỗ ở giữa, bóng đen trong tay lần nữa hóa thành tia chớp đen lao ra ngoài. Lần này, bóng đen lăn xuống đường bóng lăn nhanh hơn. Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, tất cả 10 con kỳ gỗ trên đường bóng lăn đều bị đánh đổ trực diện. Nhìn chằm chằm vào tất cả các con kỳ gỗ trên đường bóng lăn thứ hai bị đánh bay, một nhóm người xem gần như nhìn chằm chằm cằm suýt rơi xuống. Ôi đệch, phé! Phế vật này lại đánh đổ toàn bộ. Oh my god. Không phải chứ, chẳng lẽ thằng này chưa dùng hết sự hoang đường sao? Yên tâm, thằng này vẫn còn có may mắn. Như đã nói, có lần một lần hai nhưng không có lần ba lần bốn, quả bóng tiếp theo sẽ chết chắc. Trên mặt của nhiều người lộ vẻ xúc động, bọn họ thực sự không muốn thừa nhận sức mạnh của phế vật lại xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên, Triệu Vô Cực người chơi bowling cực kỳ chuyên nghiệp, lại có một linh cảm mơ hồ trong lòng. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh ta có thể nhìn thoáng qua rằng cú đánh thứ hai của Dương Tiêu rõ ràng là điêu luyện hon, tất cả các động tác đều được thực hiện trong một lần. Lúc này, Triệu Vô Cực nghi ngờ không biết Dương Tiêu có phải là một cao thủ chơi bowling hay không, vừa rồi tất cả bọn họ đều giả heo ăn thịt hổ. May mắn, tất cả đều là may mắn, Triệu Cầm tự tin nói. Sắc mặt Đường Kiến Quốc tối sầm, ông ta không ngờ Dương Tiêu lại may mắn như vậy. Nói chung, bọn họ cảm thấy khó chịu khi thấy Dương Tiêu chơi trội, nhưng bọn họ không nhìn thấy một chút mặt tốt của Dương Tiêu. Bởi vì, trong mắt bọn họ, Dương Tiêu là kẻ vô dụng, so với Triệu Vô Cực thì chẳng là gì cả. Dương Tiêu mỉm cười nhặt bóng đen thứ ba lên. May mắn, tất cả là may mắn. Một lũ ngu dốt, các người nào biết tôi mạnh. Vẻ on trong giây tiếp theo, Dương Tiêu nheo mắt, ngang nhiên ra tay. May mắn, phê vật này may mắn. Một đám người nhìn Dương Tiêu với ánh mắt xấu xa. Dương Tiêu chỉ cười không nói gì, anh cầm quả bóng đen ngang nhiên ném đi, dưới cái nhìn của gần trăm người tại hiện trường, bóng đen giống như một con vật cổ khổng lồ rơi vào trạng thái tức giận, một tiếng ầm tất cả các con kỳ gỗ trên đường bóng lăn thứ ba lại bị đánh đỏ. May mắn sao, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhét lên. Dương Tiêu nhặt quả bóng đen thứ tư, ra tay quả quyết, tất cả các con kỳ gỗ trong đường bóng lăn thứ tư lại bị đánh đổ.
May mắn sao? Dương Tiêu cười nhạt. Ầm một tiếng, tất cả các con kỳ gỗ trên đường bóng lăn thứ 5 lại bị đánh đổ. Thật sự chỉ là may mắn thôi sao? Dương Tiêu cười nhẹ. Vèo, quả bóng đen biến thành một đường bóng hư vô, tất cả các con kỳ gỗ trên đường bóng lăn thứ 9 đều bị hung hăng đánh bay. Tất cả các con kỳ gỗ trên 9 đường bóng lăn đều bị Dương Tiêu đánh đổ liên tiếp, mọi người ở hiện trường đều sững sờ nhìn Dương Tiêu. Trên trán Triệu Võ Cực đổ mồ hôi lạnh, anh ta không thể tin được rằng kỹ năng ném bóng của Dương Tiêu lại vượt xa sức tưởng tượng của anh ta. Đây thực sự là phê vật sao? Đây thực sự là một người chơi bowling chuyên nghiệp. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Dương Tiêu nhặt được quả bóng đen thứ 10, đi về phía đường bóng lăn. Hầu hết tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều thót tim, chờ đợi cảnh tượng kỳ diệu sinh ra. Các người có nghĩ anh chàng này sẽ là Grand Slam không? Ai biết được, vừa rồi Triệu công tử không phải đã lỡ tay không được Grand Slam sao? Nhưng phế vật này giống như bị thần bóng nhập, bất khả chiến bại. Nghe thấy mọi người thảo luận, Triệu Vô Cực khinh thường nói, hừ. Tôi không tin phế vật này có thể khiến tôi phục, yên tâm, vận may của tên này đến đây là kết thúc. Vừa rồi mỗi một lần ném bóng của Dương Tiêu đều chứa đựng sức mạnh rất lớn, đây là hành động tiêu hao sức lực của cánh tay rất nhiều, sau khi dùng sức nhiều lần liên tiếp, Triệu Vô Cực xác định bây giờ Dương Tiêu đã gục xuống. Dương Tiêu có thể ném được quả thứ 10 thì rất khó nói. Đúng vậy, vận may đến đây là kết thúc, phế vật này chết chắc rồi. Triệu Câm tràn đầy tức giận. Đường Mộc Tuyết căng thẳng siết chặt góc quần áo, cô thật sự lo lắng cho Dương Tiêu đến cực điểm. Một khi Dương Tiêu thua, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thật sao, nghe thấy giọng nói của Triệu Vô Cực và Triệu Cầm, trong lòng Dương Tiêu hiện lên một tia giễu cợt. Mắt anh nhìn chằm chằm vào con kỳ gỗ ở giữa đường bóng lăn thứ 10, ánh mắt sắc bén chớp động, quả bóng màu đen thứ 10 trong tay anh đột nhiên tức giận, ầm một tiếng tất cả 10 con kỳ gỗ lớn đều bị đánh đổ. Cái gì? Nhìn thấy 10 con kỳ gỗ đều bị đánh đổ, gần trăm người tại hiện trường há hốc mồm, như có thể nhét vào 4-5 cái bánh bao hấp trắng. Grand Slam, đúng vậy, điều kỳ diệu đã xảy ra, Dương Tiêu đã hoàn thành Grand Slam trong phút chốc, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng, không ai ngờ Dương Tiêu lại hoàn thành Grand Slam. Nhìn những con kỳ gỗ đổ rải rác, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy đó không phải là con kỳ gỗ bị đánh đổ mà là sự cao ngạo trong lòng anh ta. Thua, sao tôi có thể thua phế vật được, Triệu Vô Cực như bị sét đánh giữa trời quang. Vừa rồi, anh ta rất muốn trổ tài cho quả bóng thứ 10. Ai biết rằng cuối cùng chính vì lòng hư vinh của anh ta đã khiến anh ta tự đập vào chân mình. Lúc này, Triệu Vô Cực suy sụp suýt nôn ra máu. Mẹ nó, mình đường đường là cậu chủ nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, vậy mà lại thua phế vật, thật sự đáng xấu hỏi. Wow! Sau một khoảng thời gian ngắn yên tĩnh, toàn trường đã náo động hẳn lên. Lại, tôi mẹ nói thật sự lại Dương Tiêu, Grand Slam, nhìn thấy chưa, mây bay nước chảy, một sớm một chiều. Sau này ai dám nói Dương Tiêu là phế vật, tôi nhìn thấy sẽ cho người đó cái bạt tai thật nặng, đây là chuyện mà phế vật có thể làm được sao? Đúng vậy, kỹ năng này còn tốt hơn cả một người chơi bowling, sợ rằng thần bóng tới cũng chỉ như thế. Đúng, đại thần, xin hãy nhận của tôi một lạy. Đại thần, xin hãy nhận cái dập đầu của tôi. Trong một thời gian ngắn, một nhóm người thích chơi bowling đã hoàn toàn bị chinh phục bởi kỹ năng chơi của Dương Tiêu. Ngay cả những người không thích chơi bowling cũng phải sửng sốt, họ không ngờ rằng Dương Tiêu đã thắng Triệu Vô Cực. Triệu Cầm như bị sét đánh, vẻ mặt bà ta sững sờ. Dương Tiêu thực sự đã thắng Triệu công tử. Phế vật này đã thắng Triệu công tử. Không cần phải máu chó như vậy chứ. Gương mặt già nua của Đường Kiến Quốc Đông cứng lại, mọi thứ hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của ông ta. Triệu Vô Cực dường như đã phải chịu 100.000 điểm sát thương, anh ta thực sự có động lực giống con Husky. Mình đường đường là con cưng của trời, vậy mà lại bại dưới tay phế vật, sợ rằng sau này anh ta sẽ là trò cười lớn nhất ở Trung Nguyên. Thắng rồi, Dương Tiêu, anh đã thắng rồi, quá tuyệt. Đường Mộc Tuyết như được miễn tội chết, cô vui mừng reo hò suýt nữa đã nhảy CNG lên. Không ai biết trong quả bóng cuối cùng của Dương Tiêu vừa rồi, Đường Mộc Tuyết đã bị giày vò như thế nào. Ánh mắt Dương Tiêu cưng chiều nhìn Đường Mộc Tuyết cười nói, Mộc Tuyết, không để em thất vọng. Vâng, gương mặt ngọc bích hoàn mỹ của Đường Mộc Tuyết tràn đầy ý cười. Nếu không phải cô là một người phụ nữ thành thị rất kiệm lời, e rằng giờ phút này cô đã lao vào vòng tay của Dương Tiêu rồi. Triệu Vô Cực tức giận đấm vào bức tường bên cạnh, chết tiệt.
Tôi đã thua một phế vật, chó má. Triệu công tử, có phải anh nên thực hiện lời hứa của mình rồi không? Dương Tiêu cười nhẹ nhìn Triệu Vô Cực. Vẻ mặt của Triệu Vô Cực càng lúc càng trở nên xấu, anh ta nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt u ám, hứa. Hứa gì? Không lẽ Triệu công tử đã quên mất? Vừa nãy tự anh mở miệng đồng ý, nếu anh thua thì sẽ đưa chiếc Rolex trên tay anh cho tôi. Chẳng lẽ Triệu công tử muốn quyệt hai? Dương Tiêu nói đùa. Nghe thấy những lời của Dương Tiêu, những người đam mê bowling bị Dương Tiêu chỉnh phục không thể chịu đựng được nữa. Triệu công tử, không phải anh định quyệt chứ? Vừa nãy anh bảo bọn tôi làm chứng. Bây giờ anh thua, chẳng lẽ anh dám chơi nhưng không dám chịu? Đúng vậy Triệu công tử, dù sao anh cũng sinh ra trong nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc. Nếu anh dám chơi nhưng không dám chịu, sau này nói ra thì thật xấu hổ. Tôi thấy Triệu Vô Cực này có chơi nhưng không có chịu, tốt. Tôi sẽ đăng lên vòng bạn bè để mọi người thấy rằng Triệu Vô Cực đã ở nước ngoài 6 năm, khi về nước dám chơi nhưng không dám chịu. Tất cả mọi người tôi một câu anh một câu, suýt chút nữa đã khiến Triệu Vô Cực tức giận bốc khói. Vốn dĩ chơi bowling thua phế vật đã rất xấu hổ, nếu anh ta dám chơi nhưng không dám chịu thì sẽ mất mặt đến cả nhà nội. Chiếc Rolex này là phiên bản giới hạn toàn cầu, trên thế giới có không quá 10 chiếc, trong lòng Triệu Vô Cực đang chảy máu dữ dội. Làm người phải có tinh thần hợp đồng, Triệu Vô Cực tháo chiếc Rolex ra đưa cho Dương Tiêu, Triệu Vô Cực tôi đã dám chơi thì sẽ dám chịu. Đây, cầm lấy. Vừa nhìn đã biết Triệu công tử là người có tinh thần hợp đồng, bái phục. Dương Tiêu đưa tay nhận chiếc Rolex giá trị. Lúc Dương Tiêu nhận chiếc Rolex đã trượt khỏi tay Dương Tiêu rơi xuống sàn, lớp kính trên cùng của Rolex bị nứt ngay tại chỗ. Đờ mò. Nhìn thấy chiếc Rolex trị giá 600 vạn đã rơi xuống. Một nhóm người có mặt tại hiện trường đều chết lặng. Ngay sau đó, Dương Tiêu ngạc nhiên nói, ôi, rơi mất rồi, xem ra tôi thực sự tương phản với chiếc Rolex này, quên đi, không cần nữa. Sau đó, Dương Tiêu cúi xuống nhặt chiếc Rolex này lên ném vào một thùng rác gần đó, như thể nó chỉ là rác rưởi chứ không phải bảo bối quý hiếm nào. Đờ mờ, nhìn thấy Dương Tiêu vứt chiếc Rolex giới hạn trị giá ít nhất 600 vạn vào thùng rác, tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác. Đây là một chiếc Rolex phiên bản giới hạn trị giá ít nhất 600 vạn, đã bị Dương Tiêu vứt bỏ. Làm ơn đó anh giai, đây không phải là rác đâu. Nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ yêu quý của mình bị Dương Tiêu tùy ý ném vào thùng rác, mắt Triệu Vô Cực suýt chút nữa đã rơi ngoài. Để có được chiếc Rolex này, anh ta đã phải bỏ ra 800 vạn, nếu bây giờ bán nó, không cần nói nhiều cũng được ít nhất 600 vạn. Ai có thể ngờ rằng phế vật Dương Tiêu này lại không có mắt đã vứt bỏ chiếc đồng hồ yêu quý của mình. Ngay lúc này, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy có một cái tát vô hình đánh vào mặt mình. Vừa rồi mình đưa đồng hồ cho Dương Tiêu, tên này rõ ràng là cố ý làm rơi đồng hồ yêu quý của mình xuống, tạo ra cảnh Dương Tiêu ném đồng hồ yêu quý của mình vào thùng rác. Nghĩ đến việc chiếc đồng hồ yêu quý của mình bị rơi có một vết nứt, nghĩ đến chiếc đồng hồ yêu quý của mình bị ném vào thùng rác. Triệu Vô Cực chỉ muốn dùng dao đâm tên khốn trước mặt mình. Vẻ mặt Dương Tiêu không chút gợn sóng, anh thật sự không quan tâm đến chiếc Rolex 600 vạn này. Đúng vậy, vừa rồi Dương Tiêu cố ý làm rơi Rolex xuống. Không có gì, chỉ muốn nghe một âm thanh, chỉ cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Nhìn thấy dáng vẻ vênh váo của Triệu Vô Cực, Dương Tiêu thực sự không quen. Trong lòng Đường Mộc Tuyết hơi chấn động, sau đó chấn động này biến mất trong nháy mắt. Theo cái nhìn của cô thực sự không quan tâm đến chiếc Rolex của Triệu Vô Cực. Phải biết rằng, Dương Tiêu không chỉ mua được biệt thự hàng trăm triệu tệ mà còn mua cả biển hoa lớn nhất trị giá 1 tỷ tệ ở Tây Song Bản Nạp, tặng cô chiếc nhẫn kim cương ngôi sao Đông Phương vô giá. Đường Mộc Tuyết không phải là kiểu người phụ nữ ham hư vinh, tiền gần đủ là được, cuộc sống của cô phải có ý nghĩa. Ném, sao cậu lại có thể ném như thế này? Dương Tiêu, tên khốn kiếp, cậu điên rồi hả? Cậu biết chiếc Rolex này trị giá bao nhiêu không? Nhìn Dương Tiêu ném chiếc Rolex giá trị vào thùng rác, trái tim Triệu Cầm như tan nát. Không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, bà ta vội vàng đến bên thùng rác, nhặt chiếc đồng hồ Rolex ra. Đường Mộc Tuyết cau mày nói, mẹ làm gì vậy? Nhặt rác trước mặt nhiều người như vậy, loại hành vi này quá rẻ mạt. Cầm, vẻ mặt già nua của Đường Kiến Quốc không nhịn được nữa. Đây là một chiếc Rolex bị phế vật ném. Bây giờ bà ta lại nhặt chiếc Rolex do phế vật ném. Đây không phải là có ý biến thành trò cười cho phế vật xem sao? Triệu Cầm lấy chiếc Rolex, tiền, đây đều là tiền.
các người thì hiểu cái gì? Vừa nói, Triệu Cầm vừa nhìn Triệu Vô Cực nịnh bợ, Triệu công tử, đây là Rolex của cậu. Triệu công tử, phế vật này quá không biết phép tắc, tôi thay mặt phế vật này xin lỗi cậu. Trong lòng Triệu Cầm, bà ta đã muốn trở thành mẹ vợ của Triệu Vô Cực, sao có thể để Dương Tiêu làm hỏng chuyện tốt của mình chứ? Mẹ, mẹ đủ rồi, Đường Mộc Tuyết không chịu nổi nữa. Nhìn thấy Triệu Cầm lại nhặt chiếc đồng hồ yêu quý của mình từ thùng rác, điều này khiến trong lòng Triệu Vô Cực rối bời. Anh ta thực sự có hơi suy sụp, Đường Mộc Tuyết xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, sao có thể có một người mẹ ngu ngốc như vậy? Phải biết rằng, lúc này anh ta nhận chiếc đồng hồ này, không chỉ làm mất giá trị của bản thân. Nếu thực sự muốn trả lại cho anh ta, ít nhất cũng phải tìm một nơi không có người. Triệu Vô Cực bất lực nói, bác gái, chiếc đồng hồ này đã là của Dương Tiêu. Từ khi Dương Tiêu ném đi thì đã là đồ bỏ đi. Không đáng giá bao nhiêu, bác gái, nếu bác thích thì đợi hai hôm nữa, cháu sẽ lấy cho bác một cái có phong cách phổ biến nhất, giá sẽ không thấp hơn thế này. Ồ, quá tuyệt, Triệu công tử thật sự hào phóng. Triệu Cầm nghe vậy thì mừng rỡ. Bà ta ném chiếc Rolex xuống, lại dùng chân giẫm lên hai lần, cuối cùng nhổ nước bọt vào chiếc Rolex, rồi mới thôi. Nhìn thấy cảnh này, toàn thân Triệu Vô Cực sụp đổ tận cùng. Khách sạn này là khách sạn nhà họ Triệu, sau này anh ta có thể sai người bí mật nhặt chiếc Rolex này, Triệu Cầm đã nhổ nước bọt vào, trong lòng Triệu Vô Cực cảm thấy vô cùng ghê tởm lạnh lẽo. Ngay cả khi anh ta thích chiếc Rolex này đi nữa, anh ta cũng sẽ không đeo nó nữa. Nếu không, một khi nghĩ đến chiếc Rolex này bị Triệu Cầm nhổ nước bọt, có thể khiến người ta ghê tởm chết. Dương Tiêu thờ ơ, anh biết quá rõ tính cách của Triệu Cầm. Bà ta không thể lấy được, thì người khác cũng đừng mơ tưởng. Dù sao cũng không phải đồ của mình, Triệu Cầm rất muốn đập chiếc Rolex này ra từng mảnh. Cậu chủ, bữa ăn đã chuẩn bị xong. Đúng lúc này, một người phục vụ bước tới. Nghe vậy, Triệu Vô Cực gượng cười, bác trai bác gái, Mộc Tuyết, chúng ta đi ăn cơm thôi. Đi đi đi, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm vội vàng gật đầu. Khi họ đến bàn ăn, món này đến món khác đã được bày sẵn trên bàn. Hoa nở phú quý cua hoàng đế. Vi cá mập, hải sâm, bào ngư, xương cá, cá lăng, tôm, măng tây và dã am bông. Hoa mũi công lớn màu vàng. Sashimi cá hồi vua biển sâu. Cá ngừ áp chảo. Một loạt món ngon nổi tiếng được đặt lên bàn, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều hoa mắt. Triệu Vô Cực còn đặc biệt đặt bàn ăn ở trung tâm hội trường thay vì đặt trong phòng riêng. Bởi vì, lát nữa anh ta sẽ cầu hôn Đường Mộc Tuyết dưới sự chứng kiến của mọi người. Triệu Vô Cực búng tay, hai chai Lafite chính hiệu từ năm 1982 được mang qua. Triệu Vô Cực vô cùng lịch thiệp chủ động rót cho Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc một ly Lafite năm 1982, anh ta trực tiếp chọn bỏ qua Dương Tiêu. Dương Tiêu không ngạc nhiên, nếu Triệu Vô Cực có thể rót Lafite cho mình, thì ngược lại chứng minh trong Lafite này có quỷ. Triệu Vô Cực lịch thiệp cười nói, bác trai bác gái, Mộc Tuyết, đây là loại rượu Lafite 1982 mà tôi đặc biệt lấy được từ nước ngoài. Mỗi chai đều là loại Lafite tốt nhất của năm 1982, mọi người thử xem. Được được được, gương mặt Triệu Cầm tràn đầy nụ cười, như thể bà ta đã là mẹ vợ của Triệu Vô Cực. Triệu Cầm lập tức uống một hớp lớn trong ly rượu, nuốt vài hớp, sau đó lại rót thêm hai ly, uống một hơi cạn sạch. Tuy rằng chưa từng uống rượu vang đỏ, nhưng bà ta biết là Lafite năm 1982 là cực phẩm, cho nên Triệu Cầm không quan tâm 37-21, uống xong nói sau. Vẻ mặt Triệu Vô Cực trở nên cứng đờ, anh ta thật sự không ngờ Triệu Cầm lại đột nhiên hung hăng như vậy, uống nhiều Lafite như vậy trong một hơi, bà ta cho rằng đó là nước lọc hả? Triệu Vô Cực không tiện nổi giận, anh ta lập tức nháy mắt với giám đốc sảnh. Giám đốc sảnh hiểu ý, ngay lập tức tắt các đèn khác trong sảnh, ánh đèn chiếu vào Triệu Vô Cực. Đột nhiên, Triệu Vô Cực đứng dậy quỳ một gối, lấy hộp trang sức ra, trong đó có chiếc nhẫn kim cương màu hồng, nghiêm mặt nói, Mộc Tuyết, anh thích em nhiều năm như vậy, đi nước ngoài 6 năm, tình cảm anh dành cho em vẫn như cũ không thay đổi, gả cho anh được không? Cái gì, cầu hôn? Cảnh tượng bất ngờ khiến tất cả những người đang dùng bữa trong hội trường bị sốc. Xin lỗi Triệu công tử, tôi đã là vợ của Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết không hề do dự từ chối thẳng. Thầy Đường Mộc Tuyết còn không hề do dự, anh ta như bị hứng chịu một tiếng sét đánh giữa trời quang, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Mộc Tuyết, em nói gì, anh không quan tâm chuyện này, kết hôn thì có thể ly hôn. Không sao, Mộc,
Tuyết, gả cho anh được không? Xin lỗi Triệu công tử, anh cứ như thế này thì tôi sẽ rời đi. Đường Mộc Tuyết cau mày nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực không thể tin được, anh ta đột nhiên đứng dậy chỉ vào Dương Tiêu nói, Mộc Tuyết, tại sao em lại từ chối anh? Phế vật này có thể cho em cái gì? Lái một chiếc Maserati hỏng, mà anh lái chiếc Lamborghini giá trị trên 1000 vạn. Chiếc nhẫn kim cương trong tay em cũng là giả phải không? Còn của anh là viên kim cương Hồng Đế Quốc vô giá. Chỉ cần em gả cho anh sẽ cho em những gì em muốn. Giả, ai nói chiếc nhẫn kim cương này là giả? Ngay khi lời nói của Triệu Vô Cực rơi xuống, một giọng nói tràn đầy tức giận vang lên. Nhìn quanh, thì nhìn thấy Bạch Du Tĩnh người sáng lập tập đoàn trang sức Bạch Thức đang đi về phía mình với vẻ mặt lạnh lùng. Vẻ mặt Bạch Du Tĩnh băng giá, lạnh lùng nói với Triệu Vô Cực, cậu Triệu, ăn có thể ăn bậy, nhưng không được nói bậy. Nhìn chằm chằm vào Bạch Du Tĩnh quốc sắc thiên hương và yêu kiều, mắt Triệu Vô Cực đột nhiên sáng lên, một nét thô tục lóe lên. Cô là, Triệu Vô Cực xúc động nhìn Bạch Du Tĩnh. Lớn như vậy, ngoài Đường Mộc Tuyết là người phụ nữ đẹp nhất mà anh ta từng thấy, một người còn lại chính là người đẹp vô song trước mặt anh ta. Hơn nữa, vẻ đẹp dịu dàng của Đường Mộc Tuyết và vẻ đẹp cao lạnh của người phụ nữ trước mặt anh ta tạo thành hai sự chênh lệch cực độ. Triệu Vô Cực không khỏi nghĩ thầm, nếu hai mỹ nhân xinh đẹp này cùng phục vụ, cảnh tượng này sẽ thú vị biết bao. Sau khi mơ tưởng trong giây lát, Triệu Vô không nhịn được cảm thấy khô khan, máu trong người sôi lên. Bạch Du Tĩnh thờ ơ nói, Bạch Du Tĩnh người sáng lập tập đoàn trang sức Bạch Thức. Tối nay Bạch Du Tĩnh tình cờ đi ngang qua đây, khi nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của Triệu Vô Cực vừa rồi, Bạch Du Tĩnh không nhịn được tức giận đi qua. Trên tay Đường Mộc Tuyết là chiếc nhẫn kim cương Hồng Ngôi Sao Đông Phương vô giá. Đây là món trang sức tốt nhất duy nhất do tập đoàn trang sức Bạch Thức chế tạo trong những năm gần đây. Cách đây một thời gian, Bạch Du Tĩnh đã chuẩn bị bán đấu giá ngôi sao Đông Phương ở thành phố Trung Nguyên nhằm nâng cao danh tiếng của tập đoàn trang sức Bạch Thức ở thành phố Trung Nguyên. Ai biết lúc này Dương Tiêu đã ra tay, anh ngang ngược vô lý dùng ông nội cô ép cô, cuối cùng Dương Tiêu không biết xấu hổ chiếm lấy ngôi sao Đông Phương. Đồng thời, Dương Tiêu cũng để lại cho cô một chiếc nhẫn đen này đã thành công trong việc cứu cô với sự hợp tác của gia đình tài phiệt đẳng cấp thế giới Robert. Điều này đã thay đổi tất cả ấn tượng của Bạch Du Tĩnh về Dương Tiêu, sự tán thành không do dự của gia tộc Robert đã hoàn toàn lật đổ toàn bộ tam quan của Bạch Du Tĩnh. Nhìn Dương Tiêu lúc này, đôi mắt đẹp của Bạch Du Tĩnh hiện lên vẻ phức tạp. Gia tộc tài phiệt Robert tầm cỡ thế giới là tôi tớ của anh, rốt cuộc anh chàng này có bí mật gì? Hóa ra là cô Bạch Du Tĩnh, tôi nói vừa mạnh mẽ lại còn hoa nhường nguyệt hẹn. Triệu Vô Cực chợt nhận ra. 6 năm trước. Khi Triệu Vô Cực chưa ra nước ngoài, anh ta biết có hai người đẹp nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên, đó là Đường Mộc Tuyết và Bạch Du Tĩnh. Đường Mộc Tuyết sinh ra trong nhà họ Đường ở thành phố Trung Nguyên, còn Bạch Du Tĩnh là cháu gái của thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt. Dưới sự đánh giá của công chúng, Đường Mộc Tuyết trở thành mỹ nhân số 1 của thành phố Trung Nguyên, trong khi Bạch Du Tĩnh bị lu mờ. Năm đó, Đường Mộc Tuyết bắt đầu làm việc ở xí nghiệp của gia tộc từ rất sớm, tự nhiên Triệu Vô Cực thường xuyên gặp được. Mà Bạch Du Tĩnh nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia đình, cộng thêm Bạch Du Tĩnh kiêu ngạo kiên quyết từ chối người khác, 6 năm trước Triệu Vô Cực cũng chỉ gặp Bạch Du Tĩnh một lần. Sau nhiều năm như vậy, Bạch Du Tĩnh đã thay đổi nhiều lại lần nữa xuất hiện trước mắt Triệu Vô Cực, anh ta tự nhiên không có ấn tượng gì. Bạch Du Tĩnh nhíu mày, không vui nói, cậu Triệu, không cần dùng chiêu này. Cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của Bạch Du Tĩnh, Triệu Vô Cực nhìn Đường Mộc Tuyết, nếu anh đoán không nhầm. Thì chiếc nhẫn này là do Dương Tiêu đưa cho em đúng không? Ừ, Đường Mộc Tuyết trả lời thành thật. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc hơi say trao đổi ánh mắt với nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Phế vật Dương Tiêu này đã cho con gái của họ một chiếc nhẫn kim cương. Sao có thể? Triệu Vô Cực liếc nhìn Dương Tiêu khinh thường nói, cô Bạch, đây là phế vật nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên, một thằng chỉ biết bám váy vợ, chiếc nhẫn kim cương Mộc Tuyết đeo không phải đồ giả thì là gì hay? Cô Bạch, nói thật với cô, chiếc nhẫn kim cương của tôi là kim cương Hồng Đế Quốc, có đầy đủ 10 carat. Tôi mua với giá ngất trời 5.000 vạn, một thằng phế vật như Dương Tiêu có tư cách gì mà đấu với tôi? Đúng đúng đúng, Mộc Tuyết, chiếc nhẫn kim cương này hẳn là giả, nhất định là Dương Tiêu mua ở cửa hàng ven đường. Con đừng tin thằng phế vật này, Triệu Cầm nghiêm nghị nói. Nghe thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Triệu Vô Cực trị giá 5.000 vạn, Triệu Cầm phấn khích suýt như nhảy cẳng lên. Một chiếc nhẫn kim cương 5.000 vạn, một chiếc nhẫn kim cương trị giá 5.000 vạn.
Triệu Cầm không bao giờ ngờ rằng trong đời mình, bà ta sẽ thực sự nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương quý giá như này. Trong suy nghĩ của bà ta, Dương Tiêu là đồ vô dụng, thứ mà con gái bà ta đang đeo chắc chắn là đồ giả. Bạch Xu Tĩnh cười lạnh nói, giả, chẳng lẽ, viên kim cương Hồng Đế Quốc ngôi sao Đông Phương Đông của tập đoàn trang sức Bạch Thức tôi là giả? Cái gì? Ngôi sao Đông Phương, kim cương Hồng Đế Quốc? Ngay khi lời này vừa dứt, nó không kém gì một tiếng sấm kinh hoàng từ trên trời rơi xuống, khiến mọi người ở hiện trường kinh ngạc. Một nhóm thực khách lần lượt đến gần, bọn họ kinh ngạc nhìn ngôi sao Đông Phương trên ngón tay mảnh khảnh của Đường Mộc Tuyết. Đây là ngôi sao Đông Phương. Ôi mẹ ơi, đây là ngôi sao Đông Phương trị giá ít nhất 6.000 vạn. Chủ tịch Bạch Du Tĩnh đích thân mở miệng, chẳng lẽ còn có thể là giả. Trước đó chúng tôi đã dự đoán, giá khởi điểm của ngôi sao Đông Phương là 6.000 vạn, thậm chí giá giao dịch cuối cùng có thể lên tới ít nhất 300 triệu tệ. Ngôi sao Đông Phương này hiện tại đã bán đi, 200 triệu tệ cũng không thành vấn đề. Đúng, đúng, kim cương Hồng Đế Quốc rất hiếm, đặc biệt là kim cương Hồng Đế Quốc lớn như vậy. Ngôi sao Đông Phương, đây là ngôi sao Đông Phương, có nhầm lẫn gì không? Nghe vậy, Triệu Vô Cực như bị năm tiếng sét đánh tới, cả người sững sờ đến cực độ. Triệu Vô Cực biết rất rõ về ngôi sao Đông Phương, khi đó Triệu Vô Cực định chỉ 300 triệu tệ để có được ngôi sao Đông Phương tặng cho Đường Mộc Tuyết. Điều khiến Triệu Vô Cực chán nản là ngôi sao Đông Phương đã bị một người đàn ông trẻ tuổi bí ẩn lấy đi, Bạch Du Tĩnh của tập đoàn trang sức Bạch Thức đã tặng nó miễn phí. Vào thời điểm đó, vô số người suy đoán về vị thần thánh phương nào đã lấy miễn phí ngôi sao Đông Phương, điều khiến Triệu Vô Cực muốn hộc máu là bây giờ có vẻ như phế vật Dương Tiêu này đã có được nó. Triệu Vô Cực chết lặng, anh ta thực sự chết lặng. Anh ta thật sự không hiểu nổi, một tên phế vật không có tài cán gì mà lại có thể khiến Bạch Du Tĩnh tặng miễn phí ngôi sao Đông Phương vô giá. Hơn nữa, viên kim cương Hồng Hoàng Đế trên ngôi sao Đông Phương nặng 22,39 carat, là vô giá. Viên kim cương Hồng Hoàng Đế 10 carat trong tay anh ta chỉ là một cái giấm trước ngôi sao Đông Phương, không hề sáng chói chút nào. Triệu Cầm cũng ngắn ra, bà ta từng nghe nói ngôi sao Đông Phương ít nhất cũng phải trị giá mấy trăm triệu tệ. Điều khiến Triệu Cầm kinh ngạc là thứ mà con gái bà ta đang đeo thực sự là ngôi sao Đông Phương. Đường Kiến Quốc nhìn Dương Tiêu với ánh mắt khác, một nhóm thực khách tại hiện trường cũng nhìn Dương Tiêu với ánh mắt khác. Bạch Du Tĩnh lạnh lùng nói, do đích thân tôi chứng thực còn có thể là giả. Lần này Bạch Du Tĩnh dùng giọng điệu chắc chắn, sắc mặt Triệu Vô Cực trở nên tái nhợt hơn. Anh ta biết lần này mình rất xấu hổ, thân thể hoàn toàn bị Dương Tiêu hành hạ. Vốn anh ta muốn khoe khoang cuộc sống tốt đẹp, ai ngờ không khoe thành công mà còn rất mất mặt. Mình đường đường là cậu chủ nhà họ Triệu mà còn không bằng phế vật, Triệu Vô Cực khó chịu nổi cáu, không cam lòng nhìn Dương Tiêu mắng, cho dù đây là ngôi sao Đông Phương thì như thế nào. Chẳng phải anh còn lái xe Maserati hỏng sao? Có gì mà đắc ý? Anh Dương, chìa khóa Lamborghini Poison của anh. Ngay khi Triệu Vô Cực vừa dứt lời, một thanh niên mặc vest và đi giày da đã lấy một chiếc chìa khóa Lamborghini Poison ra đưa tới trước mặt Dương Tiêu. Gương mặt già của Triệu Vô Cực đông cứng ngay tại chỗ. Lamborghini Poison. Con mẹ nó. Trò đùa quốc tê gì đây? Làm phiền, Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Người thanh niên cung kính nói, có thể phục vụ anh Dương đó là vinh hạnh suốt cuộc đời tôi. Như mọi người đã biết, vừa rồi nhìn thấy Triệu Vô Cực lái chiếc Lamborghini trước mặt mình, Dương Tiêu không khỏi nghĩ đến Lamborghini Poison mà Kim Đại Trung đưa cho anh. Trước giờ Dương Tiêu rất muốn khiêm tốn, khi đó sống trong một khu ổ chuột, Dương Tiêu không muốn quá phô trương mà đặt Lamborghini Poison này ở chỗ Lý Minh Hiên. Đêm nay nhìn Triệu Vô Cực ngang ngược hồng hách. Cách đây không lâu Dương Tiêu đã gửi tin nhắn cho Lý Minh Hiên, nhờ anh ta gửi chìa khóa. Vừa lúc Triệu Vô Cực liên tục khinh bỉ mình, thì chìa khóa của Lamborghini Poison đã được đưa đến. Lamborghini Poison, không nhầm chứ, Triệu Vô Cực như đã phải chịu một triệu điểm sát thương, anh ta càng bối rối hơn. Phải biết rằng, tên tiếng Anh của Lamborghini Poison là Lamborghini Veneno, được sản xuất giới hạn trên thế giới chỉ có 3 chiếc, sau đó bổ sung thêm 4 chiếc. Tuy nhiên, tổng cộng chỉ có 7 chiếc, tất cả đều là những mẫu xe cổ điển của Lamborghini, không thể vượt qua sự tồn tại không thể sao chép. Mỗi chiếc Lamborghini Poison là một sự tồn tại vô giá, giá thị trường ít nhất là 3 triệu euro, tổng cộng là 2.400 vạn. Với sự gia tăng giá trị và nhiều thủ tục khác nhau,
sẽ tốn ít nhất 8-9.000 vạn tệ để vận chuyển từ Âu Mỹ đến Thiên Phủ Chỉ Quốc. Đây không phải là khoe khoang mà là sự thật, vì Lamborghini Poison quá khan hiếm. Những thứ hiếm và quý, giống như ngôi sao Đông Phương thì giá trị của nó kém xa giá trị của xe này. Mau nhìn, quả nhiên là Lamborghini Poison. Mau 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 chụp vài tấm ảnh về khoe. Oh my god, Lamborghini Poison là kiểu dáng cổ điển nhất của dòng Lamborghini. Chiếc này ít nhất gần 1 triệu tệ. Đúng thế, trên đời có không ít xe, quá kinh người, thật sự là quá tuyệt. Khi nhìn kỹ hơn, thì thấy một chiếc Lamborghini Poison hiếm đậu ngay trước khách sạn, định nói rằng đó là một chiếc Lamborghini Poison thì Triệu Vô Cực như bị sét đánh. Thực sự là Lamborghini Poison, Triệu Vô Cực trợn tròn mắt không tin nổi. Như mọi người đã biết, chiếc xe yêu thích của anh ta là Lamborghini và dòng xe yêu thích của anh ta là Lamborghini Poison. Điều khiến Triệu Vô Cực suy sụp là Lamborghini Poison đến ngay sau khi anh ta vừa làm nhục Dương Tiêu, lúc này dường như có vô số cái tát giáng xuống mặt anh ta. Bị mất mặt trong trò chơi bowling và bị mất chiếc đồng hồ Rolex trị giá 600 vạn của anh ta. Anh ta nghi ngờ chiếc nhẫn kim cương trên tay Đường Mộc Tuyết là giả, ai ngờ đó là viên kim cương Hồng Đế Quốc ngôi sao Đông Phương trị giá hàng trăm triệu tệ. Anh ta chế giễu Dương Tiêu lái xe Maserati hỏng, trong nháy mắt người ta có được một chiếc Lamborghini Poison mà anh ta không thể có được. Vào lúc này, Triệu Vô Cực nghi ngờ nhân sinh. Anh ta vô cùng nghi ngờ mình là phế vật, mà Dương Tiêu mới là cậu chủ nhà họ Triệu. Mẹ nó, sự đảo ngược này đến quá nhanh, khiến người khác không kịp cảnh giác. Triệu Vô Cực hiểu rằng đêm nay anh ta thực sự rất xấu hổ đến cả nhà nội. Là cậu chủ của nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, mọi thứ đều kém một phế vật. Thật sự quá chó mát. Đồng tử Bạch Du Tĩnh co rút lại, trên khuôn mặt ngọc xinh đẹp hiện lên một tia chấn động. Cô lại bị Dương Tiêu làm cho choáng váng, trước đây Bạch Du Tĩnh còn tưởng rằng Dương Tiêu chỉ là kiểu người mặt trắng ăn bám vợ, bây giờ xem ra tên này rõ ràng sâu không thấy đáy. Hai mắt Triệu Cầm đờ đẫn, cả người như hóa đá, bà ta không ngờ rằng phế vật Dương Tiêu lại thực sự che mắt ánh sáng của Triệu Vô Cực. Đây thật sự là Lamborghini Poison, mí mặt Đường Kiến Quốc nhảy loạn. Ông ta là một người mê xe và am hiểu mọi dòng xe thể thao lớn trên thế giới. Điều khiến Đường Kiến Quốc sốc là Dương Tiêu thực sự sở hữu Lamborghini Poison, quá khó tin. Trong một lúc, tất cả thực khách tại hiện trường đều nhìn về phía Dương Tiêu, ánh mắt đều thay đổi. Có thể để Bạch Du Tĩnh tặng miễn phí kim cương Hồng Đế Quốc ngôi sao Đông Phương, có thể mua được Lamborghini Poison. Anh chàng này thực sự là phế vật sao? Bạch Du Tĩnh dẫn đầu lấy lại tinh thần, cô nhìn Dương Tiêu, anh Dương, nếu ngày mai anh có thời gian thì đến công ty chúng tôi có chuyện quan trọng cần bàn với NHTL. Được, Dương Tiêu gật đầu. Ngày mai là ngày anh đại diện cho thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt đấu với Cát Hưu, cần phải gặp Bạch Nguyên Kiệt, Bạch Du Tĩnh và Cung Thiên Tè. Bạch Du Tĩnh nhìn Dương Tiêu với ánh mắt phức tạp, sau đó xoay người rời đi. Trong toàn bộ quá trình, vẻ mặt của Đường Mộc Tuyết là bình tĩnh nhất. Tặng Maserati cho cô, tặng biệt thự nhỏ ở trung tâm Hồ Nhãn Minh, tặng biển hoa lớn nhất ở Tây Song Bản Nạp và viên kim cương Hồng Đế Quốc ngôi sao Đông Phương, đều mang lại tác động thị giác lớn cho Đường Mộc Tuyết. Vì vậy, hiện tại khi Lamborghini Poison xuất hiện, cho dù Đường Mộc Tuyết rất kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không hiện ra sóng gió. Cô biết rằng chồng của cô, Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, là đệ nhất binh vương Thiên Phủ Chi Quốc và đã từng là một siêu quyền lực trên thế giới, rung trời chuyển đất. Vì vậy, những nhân vật lớn mà Dương Tiêu đã gặp chắc chắn không ít, những điều này có thể thực sự không là gì với Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết đang trong trạng thái thất thần, cô nhớ ra trước đây Dương Tiêu đã nói với cô trong thẻ của Dương Tiêu có 20 tỷ tệ. Chẳng lẽ lúc đó Dương Tiêu không nói dối, anh thật sự có 20 tỷ tệ. Nghĩ đến đây, hồi lâu sau Đường Mộc Tuyết cũng không bình tĩnh được. Mặt Triệu Vô Cực như gan lợn, cầu hôn không thành, bị Dương Tiêu liên tiếp vả vào mặt, Triệu Vô Cực xấu hổ chỉ muốn tìm một chỗ chui xuống. Rất nhiều người vây xem, nếu anh ta tiếp tục cầu hôn, sẽ bị chính mình làm cho bẽ mặt, anh ta muốn rời đi. Nếu bây giờ rời đi một khi chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ bị nói là cậu chủ nhà họ Triệu Vô Cực xấu hổ bị phế vật đánh bại tại hiện trường cầu hôn. Chật vật biết bao. Triệu Vô Cực hít một hơi thật sâu. Cất chiếc nhẫn kim cương vào vị trí của nó, cố nặn ra một nụ cười, bác trai bác gái, mọi người đưa ra đó làm gì, mau ăn đi. Đúng, đúng, ăn đi. Đường Kiến Quốc nhanh chóng giải hòa bế tắc. Triệu Cầm tỉnh táo lại, nâng ly nói, nào nào nào,
không cần quan tâm chi tiết nhỏ vừa nãy, mọi người cùng cụng ly. Đúng, cụng ly, Triệu Vô Cực cầm ly rượu lên, chớp mắt muốn tránh ngượng ngùng. Lúc này, Dương Tiêu cười nói, Triệu công tử, không uống được thì đừng uống, thân thể của anh sẽ không chịu được lâu. Hả, ý anh là gì? Vẻ mặt của Triệu Vô Cực thay đổi. Dương Tiêu cười nhẹ, Triệu công tử, 6 tháng qua anh thường xuyên đổ mồ hôi đêm, đau thắt lưng và đầu gối, chân yếu, làm việc gì cũng yếu, khó chịu khô khan và thỉnh thoảng bị ù tai. Anh, làm sao anh biết? Triệu Vô Cực nhìn Dương Tiêu như thể vừa nhìn thấy ma. Đường Kiến Quốc nghe vậy, kinh ngạc nhìn Triệu Vô Cực, cái gì? Triệu công tử, chẳng lẽ là cậu suy thận? Suy thận. Ngay khi ông ta nói điều này, tất cả mọi người ở hiện trường đều tập trung vào Triệu Vô Cực, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đường Đường là cậu chủ nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, trẻ như vậy đã bị suy thận. Đường Kiến Quốc vừa nghe đã biết đây là dấu hiệu của suy thận. Bởi vì ông ta thường xuyên bị Triệu Cầm lôi kéo yêu thương, cho nên xương cốt của ông ta vốn đã yếu. Ông ta có tất cả những triệu chứng mà Dương Tiêu nói, nếu những gì Dương Tiêu nói là đúng, chẳng phải Triệu Vô Cực thực sự bị suy thận sao? Suy thận, Triệu Cầm trợn to mắt. Nếu Triệu Vô Cực bị suy thận, bà ta sẽ không đồng ý để Đường Mộc Tuyết kết hôn với Triệu Vô Cực. Dù yêu thích hư vinh, nhưng bà ta sẽ không trơ mắt nhìn con gái mình nhảy vào hồ lửa. Triệu Cầm vẫn đang chờ cháu trai của bà tan. Sắc mặt Triệu Vô Cực trở nên cứng ngắc, anh ta nhìn chằm chằm Dương Tiểu Long nói, suy thận. Tôi suy thận, vớ vẩn, sức khỏe của tôi tốt như vậy, sao có khả năng suy thận? Đúng vậy, sao Triệu công tử có thể bị suy thận? Cậu là bác sĩ hả mà dám ở đây nói nhảm, câm miệng đi, nếu cậu lại dám nói nhảm, tôi sẽ đánh gãy răng của cậu. Triệu Cầm tức giận quở trách. Bà ta còn đang hy vọng trở thành mẹ vợ của Triệu Vô Cực và tận hưởng mọi vinh quang, làm sao bà ta có thể thừa nhận Triệu Vô Cực suy thận. Đường Kiến Quốc lạnh lùng nói, Triệu công tử còn trẻ như vậy sẽ không có triệu chứng này, thật sự là nói nhảm. Đúng vậy, tôi không hề bị suy thận. Trước mặt Đường Mộc Tuyết, Triệu Vô Cực sẽ không bao giờ thừa nhận mình thực sự bị suy thận. Trên thực tế, Triệu Vô Cực thực sự bị suy thận, vì thể diện anh ta sẽ không thừa nhận điều đó. Trong 6 năm qua, anh ta ở nước ngoài, thường xuyên tiếp xúc với những người ngoại quốc cao giáo khỏe mạnh. Như đã biết, Âu Mỹ là một quốc gia rất cởi mở, không muốn bị gò bó như ở quê nhà. Lần nào cũng không phải Triệu Vô Cực chơi người cao giáo khỏe mạnh, mà là người cao giáo khỏe mạnh chơi anh ta. Những người cao giáo khỏe mạnh ở Âu Mỹ đều là những nhân tài, thành thạo các kiểu chơi. Triệu Vô Cực hoàn toàn không thể chịu đựng được, theo thời gian anh ta bị suy thận. Dương Tiêu cười không nói gì. Suy thận không thể uống quá mức, tốt nhất không nên uống một giọt rượu nào. Lúc này, Triệu Vô Cực vịt chết còn cứng miệng, đương nhiên Dương Tiêu không có nhiều lời để nói. Để chứng minh mình không bị suy thận, Triệu Vô Cực phất tay hét lớn, mang cho tôi một chai rượu Mao Đài, hôm nay tôi muốn uống thật đã. Vâng, cậu chủ, giám đốc sảnh nhanh chóng mang qua một chai rượu Mao Đài. Lần này, Triệu Vô Cực chủ động đưa cho Dương Tiêu, Dương Tiêu, tôi và anh vừa gặp như đã quen. Nào, uống cạn ly này. Anh chắc chắn, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Để chứng minh bản thân không bị suy thận, không cần phải làm đến mức này chứ. Lại còn vừa gặp như đã quen, Dương Tiêu thực sự muốn hỏi Triệu Vô Cực, anh nói lời này không trái với lòng mình à. Triệu Vô Cực cố ý cao giọng, sao? Không cho tôi mặt mũi. Được, Dương Tiêu vừa nói vừa uống. Nhìn thấy rượu trắng có nồng độ cao được Dương Tiêu uống trong một hơi, Triệu Vô Cực choáng váng. Phải biết rằng, nó là ly rượu vang đỏ, không phải ly dùng một lần. Dương Tiêu đã uống hết ly rượu trắng trong một hơi. Dương Tiêu nghi ngờ nhìn Triệu Vô Cực, Triệu công tử, sao anh không uống? Uống, đương nhiên uống, Triệu Vô Cực căng ra đầu uống cạn ly rượu trắng. Cảm thấy nóng trong bụng, Triệu Vô Cực suýt nôn ra ngoài. Mặc dù anh ta có tửu lượng giỏi, nhưng anh ta không dám uống nhiều rượu như vậy cùng một lúc. Để thể hiện khả năng uống rượu của mình. Triệu Vô Cực lại đưa cho Dương Tiêu một ly nữa, nào, sảng khoái, uống tiếp. Tốt, Dương Tiêu cầm lên uống cạn. Triệu Vô Cực không do dự, uống hết ly rượu này một lần nữa. Sau khi uống hết một chai rượu trắng, toàn bộ não của Triệu Vô Cực bắt đầu mất ý thức. Những năm này ở nước ngoài, Triệu Vô Cực uống không ít, nhưng đa số đều là rượu ngoại, so với rượu trắng thì rượu ngoại không bằng. Tiếp, Triệu Vô Cực không bỏ cuộc. Anh ta muốn chứng minh rằng mình không bị suy thận, anh ta là một người đàn ông thực sự. Đường Kiến Quốc sững sờ,
nhanh chóng khuyên can, Triệu công tử, dừng lại đúng lúc, dừng lại đúng lúc. Đúng đúng đúng, dừng lại đúng lúc, Triệu Câm cũng hoảng sợ. Hai người uống nửa lít rượu trắng đã chán, ngay cả thần rượu cũng không dám uống như thế này. Theo định nghĩa của người trong nước, tửu lượng tốt là một nửa lít rượu trắng, bia chỉ thì tùy tiện. Tuy nhiên, nếu hai người giải quyết hết nửa lít rượu, thì ai mà chịu nổi. Nghĩ đến hôm nay Dương Tiêu khiến bản thân sáu hỗ lần nữa, Triệu Vô Cực có chút choáng, rượu lại lên, Triệu Vô Cực không chịu thua ai, dựa vào tường. Tôi vẫn có thể uống, nào, tiếp tục đi. Triệu Vô Cực giơ ly. Đường Mộc Tuyết kéo Dương Tiêu, đừng uống nữa. Không sao Mộc Tuyết, liều mình bồi quân tử, Triệu công tử muốn uống thì uống thoải mái đi. Dương Tiêu cười nhạt nói. Đối với Dương Tiêu loại rượu trắng cũng giống như nước lọc. Trước đây anh đã uống rất nhiều loại thảo mộc, đã miễn nhiễm với rượu, cho dù có uống 4-5 lít rượu, anh cũng sẽ không say. Keng keng. Hai chiếc ly lại vang lên, một ly rượu khác đã được uống cạn. Đủ một lít rượu trắng đã bị uống sạch, lại đưa một chai rượu Mao Đài lên, Triệu Vô Cực hoàn toàn ngẩng đầu lên. Hu, đột nhiên, Triệu Vô Cực khóc lớn. Anh ta đứng lên, ấp úng nghẹn ngào, Dương Tiêu, vừa nãy anh nói rất đúng, tôi bị suy thận, tôi tự tỷ. Cái gì? Triệu Vô Cực thừa nhận mình bị suy thận. Wow, trong phút chốc, một đám người trong hiện trường đều sững sờ. Sắc mặt của giám đốc sảnh thay đổi điên cuồng. Bước nhanh về phía trước kéo Triệu Vô Cực, vội vàng nói, cậu chủ, cậu đang nói cái gì vậy? Nếu Triệu Vô Cực vì rượu mà bị làm nhục ở đây, gia chủ nhà họ Triệu biết, những ngày tốt đẹp của anh ta sẽ kết thúc. Tôi nói tôi suy thận, Triệu Vô Cực gào rú lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều bị sốc, bọn họ không hề ngờ tới Triệu Vô Cực lại đột nhiên say như điều đổ. Nghe những lời của Triệu Vô Cực, trong lòng Đường Mộc Tuyết tràn đầy buồn nôn. Vốn cô đã không thích Triệu Vô Cực, nhưng khi nghe những lời của Triệu Vô Cực nói trong lòng cô càng thêm chán ghét. Trong lòng giám đốc sảnh dâng lên sóng gió, anh ta vội vàng kêu hai người đón khách đứng ngoài cửa, hai người các người đứng được ra đó làm gì, còn không mau qua giúp đưa cậu chủ đi nghỉ ngơi, không thấy cậu chủ uống quá nhiều sao. Họ thì hai người đón khách đâu dám do dự, lập tức tiến lên giúp Triệu Vô Cực. Ai biết Triệu Vô Cực trực tiếp đẩy hai người đón khách ngã lăn trên mặt sàn nghẹn ngào nói, tôi suy thận. Những con ngựa nước ngoài to lớn kia bắt nạt người quá đáng, bọn họ cười nhạo tôi không được, lần nào cũng 1-2 phút đã kết thúc. Không phải lúc nào tôi cũng chơi với chúng mà là chúng chơi với tôi. Tôi rất thích lái máy bay, một ngày mấy lần, bác sĩ nói tôi ham muốn quá độ, phải kiềm chế, nhưng tôi không thể dừng lại được. Tôi suy thận nặng, mỗi ngày tôi phải uống 6 viên hoàng hoàn, tôi tự ti. Tôi không muốn sống nữa, không còn mặt mũi nào mà sống. Xì xì. Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Triệu Vô Cực, một nhóm người có mặt tại đây không thể nhịn được cười. Nghĩ đến dáng vẻ độc đoán của Triệu Vô Cực vừa rồi, lại nhìn dáng vẻ xấu hổ của Triệu Vô Cực lúc này, Đường Mộc Tuyết không nhịn được bật cười. Cả Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều có khuôn mặt rất xấu, bọn họ không thể ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Triệu Cầm trừng mắt nhìn Dương Tiêu, ai bảo cậu uống? Xem cậu làm ra chuyện tốt gì. Dương Tiêu bắt lực sờ mũi. Vừa nãy anh đã nhắc nhở anh ta đừng uống rượu, giờ lại trách tôi. Lúc này, sắc mặt Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm rất khó coi, hai người không dừng lại lập tức rời khỏi khách sạn. Mặc dù họ thích Triệu Vô Cực, nhưng họ sẽ không gả Đường Mộc Tuyết cho một tên cặn bã. Xét theo lời nói của Triệu Vô Cực sau khi say rượu vừa rồi, Triệu Vô Cực đã ở nước ngoài 6 năm chắc chắn ăn chơi đàng điểm không ít, bọn họ có tư tưởng truyền thống. Không muốn con gái mình lấy một tên cặn bã. Trước khi đi, Dương Tiêu đã đưa chìa khóa Lamborghini Poison cho người thanh niên vừa rồi. Chiếc xe này quá bắt mắt, lúc lái xe ra ngoài không thu hút sự chú ý mới là lạ, Dương Tiêu cũng không muốn quá phách lồi. Anh quá hư, về đến phòng Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói. Dương Tiêu cười nhẹ, Mộc Tuyết, sao anh lại hư? Anh không hề liều mạng bồi quân tử, em thấy là anh cố ý làm Triệu Vô Cực xấu hổ. Đường Mộc Tuyết hờn dỗi nói. Vừa nghĩ đến cảnh Triệu Vô Cực đang bò lăn trên mặt sàn la hét vì bệnh suy thận của mình, Đường Mộc Tuyết thực sự cảm thấy xấu hổ. Dương Tiêu búng tay, cười xấu xa, còn phải nói, anh cố ý. Làm vậy đấy, muốn tranh vợ của anh, không có cửa đâu. Nhìn thấy ánh mắt cương chiều của Dương Tiêu, lòng Đường Mộc Tuyết ngọt như ăn mật. Nếu không phải kinh nguyệt cô đến, cô thật sự muốn hòa Dương Tiêu vào xương cốt,
Lúc này, Đường Mộc Tuyết nghi ngờ có phải là kiếp trước cô cứu thế giới mới gặp được người đàn ông tốt như Dương Tiêu. Anh tối nay ăn dám sao? Đường Mộc Tuyết cười danh mãnh. Dương Tiêu nghiêm túc nhìn Đường Mộc Tuyết, không. Anh không ăn dám. Hỏi nghe được câu trả lời của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy có chút thất vọng. Sau đó Dương Tiêu nói tiếp, anh uống giấm. Si nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cười tươi như hoa, như trăm hoa đua nở. Đáng ghét, Đường Mộc Tuyết đỏ mặt xấu hổ nói. Biết được Dương Tiêu quan tâm đến bản thân nhiều như vậy, trong lòng Đường Mộc Tuyết có nhiều cảm xúc lẫn lộn, trong tim càng thêm ngọt ngào. Dương Tiêu chủ động kể lại, Mộc Tuyết, em đừng nghĩ nhiều. Anh mới gặp cô Bạch cách đây không lâu. Trước đó, anh có quen biết ông Bạch Nguyên Kiệt, ông nội của cô ấy, một thánh cờ có tiếng ở trong nước, mấy ngày gần đây, anh thường xem ông Bạch chơi cờ. Lần này ông Bạch gặp rắc rối. Anh được cử đi chơi một trận cờ với các tiền bối Cát Hưu hội trưởng hiệp hội cờ vây ở Trung Nguyên. Ngôi sao Đông Phương là cô Bạch tặng miễn phí cho anh. Tiền đề là muốn anh giúp ông Bạch thắng tiền bối Cát Hưu, anh và cô Bạch không có quan hệ gì. Em tin anh, Dương Tiêu chủ động thẳng thắn, điều này khiến Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, Đường Mộc Tuyết rất kinh ngạc, anh còn biết đánh cờ sao? Sao trước kia em không bia cũng tạm tạm thôi? Trước đây khi ở trong đội lúc nào chán thì sẽ nghiên cứu giết thời gian. Dương Tiêu cười nhẹ nói. Đường Mộc Tuyết gật đầu, nghiêm nghị nói, Bạch Nguyên Kiệt đã rất coi trọng anh, vậy thì anh phải có lên. Đừng phụ lòng mong đợi của tiền bối, cũng đừng phụ lòng mong đợi của cô Bạch. Ừ, anh sẽ, giờ thi đấu là 10 giờ sáng mai, Mộc Tuyết, sáng mai em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Dương Tiêu cười dịu dàng. Ánh mắt Đường Mộc Tuyết xẹt qua một ngôi sao nhỏ, vâng vâng. Có lên, em đợi tin tốt của anh. Yên tâm, vấn đề không lớn, Mộc Tuyết, anh lấy cho em một ly nước đường đỏ. Dương Tiểu Cưng chiều nói. Nhìn bóng lưng của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cảm thấy trong lòng ấm áp. Anh Dương, gặp được anh, thật sự là may, mắn ba đời. Ngày hôm sau, sáng sớm Dương Tiêu đã dậy nấu cháo táo đỏ, thấy Đường Mộc Tuyết vẫn còn nằm trên giường, Dương Tiêu giúp Đường Mộc Tuyết đắp chăn rồi lái xe đi ra ngoài. Hôm nay là ngày quan trọng chơi cờ với Cát Hưu, Dương Tiêu cảm thấy hơi bất an. Xét cho cùng, Cát Hưu là hội trưởng của Hiệp hội cờ vây ở Trung Nguyên, một nhân vật cấp cao xương sống trong thế giới cờ vây trong nước, nhất định là một người xuất thần nhập hóa. Về phần Cát Hưu, Dương Tiêu không hoàn toàn tự tin, chỉ có thể nói 50-50. Trước đây, anh đã đấu với thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt, lý do tại sao anh thắng Bạch Nguyên Kiệt là vì Bạch Nguyên Kiệt chưa bao giờ chạm trán với một kỳ thủ cờ vây chơi lối Thiên Nguyên. Cách đây không lâu, khi Bạch Nguyên Kiệt mở quán cỏ, ông ấy và đệ tử thân truyền của Cát Hưu là Vương Hạo Nhiên đã sử dụng lối chơi Thiên Nguyên. Sợ rằng biết lần này anh sẽ đấu với ông ấy, trong khoảng thời gian này Cát Hưu đã chủ yếu học theo lối chơi Thiên Nguyên. Mấy ngày nay anh không có thời gian rảnh, không lên mạng nghiên cứu cách chơi của Cát Hưu. Như người ta đã nói, khi hai đội quân giao chiến, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Đáng tiếc vì anh quá bận không có thời gian nghiên cứu chiến thuật nhất quán của Cát Hưu. Hai người đồng ý thời gian được ấn định vào lúc 10 giờ sáng, địa điểm được thi đấu bên trong hội trường của Hiệp. Hội cờ vây Trung Nguyên. Đồng thời, toàn bộ thế giới cờ vây ở Trung Nguyên đã bùng nổ. Các người nghe nói gì chưa? Lần này không phải đích thân thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt ra trận, mà là phái đệ tử thân truyền của mình là đại đệ tử Dương Tiêu đến chơi. Tôi đã biết chuyện hot như vậy từ nửa tháng trước. Thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt là một huyền thoại, một trong những cao thủ cờ vây hàng đầu ở trong nước. Không biết tại sao lần này ông ấy lại cử đại đệ tử của mình đi. Không lẽ ông ấy không biết tầm quan trọng của trận cờ này sao? Đúng vậy, có tin đồn rằng khi còn trẻ Bạch Nguyên Kiệt và Cát Hưu có ân oán về một người phụ nữ. Sau nhiều thập kỷ, Cát Hưu đã tung ra một lời thách thức, rõ ràng là muốn chấm dứt mối quan hệ ân oán nhiều năm giữa hai người. Nếu anh chàng tên Dương Tiêu này thua, thì chẳng phải đánh vỡ biển chữ vàng thánh cờ à? Đúng vậy, mà này... Các người có biết lai lịch của người tên là Dương Tiêu này không? Nhiều người đam mê cờ vây thì thầm, đều muốn biết lai lịch của Dương Tiêu. Thật tiếc khi Dương Tiêu là hộ đen trong giới cờ vây, một nhóm người yêu thích cờ vây lại không biết điều đó. Hơn nữa, mấy năm qua Bạch Nguyên Kiệt hiếm khi trực tiếp dạy cờ, thực sự không có nhiều đệ tử nhận được sự chỉ dạy riêng của ông. Không phải Bạch Nguyên Kiệt không dạy, mà cờ vây là một công trình mang tính chuyên môn cao. Để cờ vây giữ được nguyên vẹn thì bạn phải có tài và có tinh thần nghiên cứu. Trong bầu không khí xã hội sôi động này, có quá ít cây giống tốt.
Sáng sớm Cung Thiên Tề và Bạch Nguyên Kiệt đã gặp mặt, Cung Linh Nhi Thiên Kim nhà họ Cung cũng đi theo. Cô ấy thực sự tò mò liệu Dương Tiêu có làm cả bốn người ngạc nhiên hay không. Trận chiến này không chỉ quan trọng đối với Bạch Nguyên Kiệt, mà còn quan trọng với cả Cát Hưu. Một khi trận chiến xuyên thế kỷ bắt đầu, nó thực sự là vô tận, điều này liên quan đến danh tiếng cả đời của hai kỳ thủ cờ vây. Lúc Dương Tiêu đến tập đoàn trang sức Bạch Thức thì vừa 8 rưỡi sáng, Dương Tiêu cũng không biết Bạch Du Tĩnh tìm mình có chuyện gì. Tuy nhiên, đánh giá về thái độ của Bạch Du Tĩnh đối với bản thân tối hôm qua, rõ ràng là tốt hơn trước rất nhiều. Anh Dương, Bạch Tổng đang đợi anh trong văn phòng. Một nhân viên bảo vệ bước lên chào đón anh ngay khi anh vừa bước xuống xe. Dương Tiêu gật đầu, lễ phép nói, được, tôi biết rồi, cảm ơn. Thời gian không còn nhiều, Dương Tiêu không chút do dự đi về phía thang máy, đúng lúc thang máy sắp đóng cửa. Vào lúc này, trong thang máy có một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy và một người đàn ông cường tráng đeo kính râm. Dừng lại, ngay khi Dương Tiêu chuẩn bị vào thang máy, người phụ nữ trang điểm lộng lẫy hét lên. Dương Tiêu bất ngờ nhìn người phụ nữ nói, có chuyện gì sao? Người phụ nữ nhìn Dương Tiêu, khinh thường nói, tầng lớp hạ lưu, không xứng đi chung với tôi. Tầng lớp hạ lưu, không xứng đi chung. Nghe thấy lời nói của người phụ nữ này, trên mặt Dương Tiêu hiện lên một chút kinh ngạc. Người phụ nữ này có lai lịch gì mà lại to gan như vậy? Chẳng lẽ mình ăn mặc giản dị một chút thì là tầng lớp hạ lưu? Không biết rằng, áo sơ mi của Dương Tiêu là do thợ may. Giỏi nhất thế giới may, người bình thường không nhìn ra được. Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, thấy người phụ nữ này khoảng 30. Dáng người hạng nhất, trước sau lồi lõm, vô cùng gợi cảm, trên người toát ra mùi nước hoa cao cấp, mặc váy hoa hàng đầu thế giới. Nếu nhìn sơ qua thì đúng là như vậy, sẽ gây cho người ta cảm giác bất ngờ mạnh mẽ. Nhưng mà, Dương Tiêu thật sự không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp lại có thể nói ra những lời như vậy. Xin lỗi, tôi đang tìm cô Bạch, thời gian eo hẹp. Dương Tiêu không nghĩ nhiều. Người phụ nữ này ăn mặc đẹp, chỉnh tề, có vẻ có địa vị xã hội nhất định, có lẽ đối phương mắc chứng thích sạch sẽ. Dương Tiêu cũng không muốn gây chuyện, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng lúc sáng sớm. Nhìn thấy Dương Tiêu kiên quyết muốn đi vào thang máy, trên mặt người phụ nữ tràn đầy không hài lòng, A Đại. Lời nói của người phụ nữ vừa rơi xuống, người đàn ông cao lớn thô kệch đeo kính râm đứng trước mặt người phụ nữ, lạnh lùng nói trước mặt Dương Tiêu, cậu nhóc, không muốn bị đánh gãy tay chân thì nhanh chóng biến mất, không nghe thấy cô Hàn nói gì sao. Tầng lớp hạ lưu, không xứng đi chung. Nhìn thấy người vạm vỡ cũng thô lỗ như vậy, Dương Tiêu thực sự nổi nóng. Trước hết, thời gian của anh rất gấp, có lẽ Bạch Nguyên Kiệt và Cung Thiên Tề đang đợi anh ở trên lầu, thời gian cách anh chơi cờ với Cát Hưu cũng không còn nhiều. Dương Tiêu muốn hỏi Bạch Nguyên Kiệt chiến thuật thông thường của Cát Hưu. Thứ hai, người phụ nữ này thật sự vô cớ gây phiền, tự cho mình là cao cấp, sang trọng sao? Tầng lớp hạ lưu cái gì? Mặc không đẹp thì thành tầng lớp hạ lưu. Dương Tiêu thật sự không hiểu người phụ nữ này. Có cảm giác ưu việt ở chỗ nào? Dương Tiêu thực sự không quan tâm loại phụ nữ cảm thấy. Bản thân mình tốt, tràn đầy ưu việt. Tôi sinh ra đã tự do tự tại, ai dám cao cao tại thượng? Hoàng hậu Tương Tương Ninh có loại này. Cô cảm thấy mình có cảm giác ưu việt, còn chẳng phải vẫn hít thở không khí của đất trời giống như tôi sao? Tôi nói lại lần nữa, tôi đang vội, phiền các người tránh ra. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Văn phòng của Bạch Du Tĩnh ở tầng 17. Lần trước Dương Tiêu và Kim Đại Trung đến đó, có ấn tượng khá sâu sắc. Xét cho cùng, tập đoàn trang sức Bạch Thức là một công ty lớn trị giá hàng tỷ tệ, hơn nữa Bạch Du Tĩnh còn giỏi kinh doanh. Phạm vi nội bộ cũng rất tốt, Dương Tiêu đến một lần ký ức vẫn còn mới mẻ. Người đàn ông vạm vỡ đeo kính râm lạnh lùng nói, cậu nhóc, tai cậu mọc lông lửa à? Tôi nói cho cậu biết, không cần đắc tội với cô Hàn. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu ăn không hết sách mang đi, cút xéo. Hừ, cô Hàn trang điểm lộng lẫy cười khinh thường. Có vẻ như việc Dương Tiêu đi cùng thang máy với cô ta là một sự sỉ nhục đối với cô ta, một loại phạm thượng đối với cô ta. Biết rằng, cô Hàn vốn có tên là Hàn Vũ Tinh, cô ta chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực giải trí trong nước. Điều đáng nói, Hàn Vũ Tinh từng là minh tinh tuyến một trong giới giải trí trong nước, 2 năm trở lại đây liên tục dính phải xì căng đan, danh tiếng tụt xuống hạng 2. Tập đoàn trang sức Bạch Thức đã triển khai ở châu Âu. Có nền tảng thành lập, Bạch Du Tĩnh dự định tìm người phát ngôn thương hiệu ở trong nước. Ban đầu,
Bạch Xu tính định tìm một nữ diễn viên nổi tiếng, nhưng người bạn cũ của cô đánh tiếng với cô để Hàn Vũ Tỉnh làm người đại ngôn. Người bạn cũ này rất có thế lực trong nước, Bạch Xu Tĩnh không thể chối từ, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Sáng sớm hôm nay, Hàn Vũ Tinh đến gặp Bạch Xu Tĩnh để ký hợp đồng đại ngôn. Điều đáng nói là Hàn Vũ Tinh luôn không coi ai ra gì, không hề để mắt đến người thường, cô ta chỉ quan tâm đến những đại gia có tiền có quyền trong nước hơn mình. Hàn Vũ Tinh là một người rất xinh đẹp, xuất thân là người mẫu, từng đạt giải Á quân trong một cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu châu Á và trở nên nổi tiếng trên mạng. Vì thân hình nóng bỏng, gợi cảm nên cô ta đã thu hút được rất nhiều đạo diễn trong nước, Hàn Vũ Tinh đã nhân cơ hội bồi các đạo diễn lớn trong giới ăn, chơi, ngủ, cô ta đã thu được rất nhiều tài nguyên và thành công trở thành minh tinh tuyến một. Đáng tiếc, kỹ năng diễn xuất của Hàn Vũ Tinh thực sự không tốt, chỉ dựa vào những đoạn cắt ghép, ghi nhớ một câu thoại chỉ có thể nói 1.234.567, tất cả đều dựa vào hậu kỳ lồng tiếng. Dần dần, mọi người trong vòng đều biết Hàn Vũ Tinh diễn xuất không tốt, chỉ biết bồi ngủ với cấp trên. Sau một thời gian dài không có ai săn đón Hàn Vũ Tinh đóng phim, độ nổi tiếng của Hàn Vũ Tinh ở trong nước ngày càng giảm sút, bây giờ cô ta gần như mất dần nguồn thu nhập. Cách đây không lâu, Hàn Vũ Tinh gặp một ông trùm kinh doanh ở thành phố Trung Nguyên, trong hai tháng qua, cô ta đã khiến ông trùm kinh doanh thoải mái. Ông trùm kinh doanh này đã ra tay giúp Hàn Vũ Tinh giành đại ngôn thương hiệu của tập đoàn trang sức Bạch Thức. Điều này khiến Hàn Vũ Tinh vui vẻ điên cuồng. Được làm đại ngôn cho tập đoàn trang sức Bạch Thức trong một năm, phí đại ngôn là 2.000 vạn, không thua gì người nổi tiếng hạng nhát. Vốn Hàn Vũ Tinh đã là người không coi ai ra gì, có tiền Hàn Vũ Tỉnh lại càng ngang ngược. Cô ta nhìn thấy Dương Tiêu ăn mặc cổ quái như vậy, cô ta không để Dương Tiêu vào mắt chút nào. Dương Tiêu nhìn kỹ vào mắt Hàn Vũ Tinh, ngửi thấy mùi trên người Hàn Vũ Tinh, anh nhíu mày. Anh có bệnh à? Hàn Vũ Tinh nghĩ Dương Tiêu có tâm lý biến thái, đang cố ý trêu chọc cô ta. Dương Tiêu lắc đầu, anh nghiêm nghị nói, tôi có bệnh. Ngại ghê, hình như người có bệnh là cô. Hơn nữa bệnh còn không nhẹ. Nếu bây giờ được điều trị kịp thời có thể có hy vọng, nếu muộn rồi, thì e là không kịp. Cái gì, tôi có bệnh? Nghe thấy lời này của Dương Tiêu, phổi của Hàn Vũ Tinh sắp nổ tung. Đồ khốn nạn, anh nói vớ vẩn gì hả? Tôi có bệnh, tôi thấy anh mới là người có bệnh. Tôi bị bệnh. Tôi thấy là anh mới có bệnh. Đồ thiểu năng, A Đại, đánh tên này một trận cho tôi. Hàn Vũ Tinh nghiền răng nghiền lợi. Người đàn ông vạm vỡ đeo kính râm lộ vẻ dữ tợn, dám nói cô Hàn có bệnh, tôi thấy cậu chán sống. Dương Tiêu lắc đầu, anh không hề nói nhảm, người phụ nữ này thật sự có bệnh, hơn nữa còn sắp nặng rồi. Rung rung. Ngay khi người đàn ông vạm vỡ đeo kính râm dứt lời, điện thoại của Hàn Vũ Tinh vang lên, nhìn thấy người gọi Hàn Vũ Tinh nở nụ cười. Cô Bạch, tôi đã vào thang máy rồi, sắp tới ngay đây. Cố gắng càng nhanh càng tốt, Bạch Xu Tĩnh trịnh trọng nói. Cô ký hợp đồng xong, nói vài câu với Dương Tiêu rồi đưa Dương Tiêu đến hiệp hội cờ vây, không muốn làm chậm trễ thời gian nhiều. Vâng vâng vâng, ở trước mặt Bạch Xu Tĩnh, Hàn Vũ Tỉnh thậm chí còn không dám thở. Cô ta biết rất rõ trong mắt những doanh nhân giàu có này, phụ nữ trong giới giải trí chẳng khác gì đồ chơi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cúp điện thoại, Hàn Vũ Tĩnh nhanh chóng dừng lại nói, A Đại, đừng quan tâm đến tầng lớp hạ lưu này, ký hợp đồng quan trọng hơn. Vâng, cô Hàn, người đàn ông vạm vỡ đeo kính râm trầm giọng nói. Thấy bọn họ không có ý cho mình đi vào, Dương Tiêu lắc đầu, lãng phí thời gian. Vừa rút lời, Dương Tiêu sải bước đi lên cầu thang bộ. Lãng phí thời gian, biết cô Bạch đang ở tầng 17 không? Với tốc độ của anh, chẳng lẽ còn nhanh hơn thang máy? Đúng là đồ ngốc, ánh mắt Hàn Vũ Tinh tràn đầy khinh thường nhìn Dương Hiểu vội vàng đi tới cầu thang bộ. Giống như Dương Tiêu bị thiểu năng trí tuệ, não của anh hoàn toàn bị hỏng. Đi cầu thang bộ còn nhanh hơn bọn họ. Vô lý, nực cười. Từ tầng 1 đến tầng 17 trong một hơi thở cần ít nhất vài phút, sau cùng bọn họ đi thang máy chỉ mất ít nhất một phút, đây còn là tình trạng không có ai. Đã lâu không tập thể dục, xem thể lực đã khôi phục đến mức độ nào. Dương Tiêu bước lên cầu thang bộ, thân thể như chim én. Đinh! 3 phút sau, cuối cùng thang máy đóng mở dừng ở tầng 17, một bóng người đen kịt vụt qua Hàn Vũ Tinh. Nhìn rõ bóng lưng này, Hàn Vũ Tinh như bị sét đánh, cả khuôn mặt ngây dại, tôi không nhìn nhầm chứ. Đây không phải là tên vừa nãy sao? Anh ta đã dùng 3 phút để đi từ tầng 1 lên đến tầng 17. Thật hay giả?
Ngay cả A đại vệ sĩ của Hàn Vũ Tinh cũng bối rối, anh ta tự hỏi liệu mình có bị hoa mắt không? Trong 3 phút, làm sao có thể chạy từ tầng 1 lên tầng 17 chỉ trong 3 phút? Anh chàng này là siêu nhân sao? Cốc cốc cốc. Dương Tiêu nhanh chóng đến trước cửa phòng làm việc của Bạch Du Tĩnh, nghe thấy tiếng gõ cửa, Bạch Du Tĩnh lạnh nhạt nói, mời vào. Cạch một tiếng, bóng dáng của Dương Tiêu bước vào trước. Hả, Dương Tiêu, sao anh đến nhanh vậy? Nhìn thấy người tới Bạch Du Tĩnh hơi kinh ngạc, cô nghĩ là Hàn Vũ Tinh sẽ đến trước. Dương Tiêu thấy trong phòng làm việc không có bóng dáng của hai ông lão Bạch Nguyên Kiệt và Cung Thiên Tệ, anh nghi ngờ hỏi, ông Bạch, ông Cung đâu? Ông nội tôi, ông nội Cung và Linh Nhi đã đến hiệp hội cờ vây trước rồi. Bạch Du Tĩnh thành thật trả lời. Dương Tiêu kinh ngạc nói, cái gì? Bọn họ đã đến đó rồi. Vậy cô Bạch, bây giờ cô bảo tôi qua đây làm gì? Cái này trả lại cho anh. Vẻ mặt Bạch Du Tĩnh phức tạp, mở ngăn kéo đặt chiếc nhẫn đen xuống bàn. Nhìn chiếc nhẫn đen của mình, Dương Tiêu dở khóc dở cười, cô Bạch, không cần thiết đâu. Tôi đã nói, vật đồi vật, đồ tôi đã đưa tôi sẽ không lấy lại. Chiếc nhẫn đen này đã ở bên tôi nhiều năm, làm từ sắt dưới đáy biển sâu, giá không thấp hơn trái tim của biển cả. Làm từ sắt dưới đáy biển sâu, Bạch Du Tĩnh sững sờ. Điều đáng nói là những khối sắt dưới đáy biển sâu vô cùng cứng và vô giá, thậm chí còn khan hiếm hơn cả những viên kim cương Hồng Đế Quốc. Nếu chiếc nhẫn đen này thực sự được làm bằng sắt dưới đáy biển sâu, nó thực sự có giá trị không kém trái tim của biển cả. Dương Tiêu gật đầu, đúng vậy, bây giờ tôi cũng không cần nó, đưa cho cô, nếu cô không thích có thể bán, không thì vứt đi đều được. Dương Tiêu không thích lợi dụng người khác, Dương Tiêu càng không muốn lợi dụng con gái. Không, bởi vì chiếc nhẫn đen này của anh đã giúp tôi một chuyện lớn, thứ này vượt xa giá trị của trái tim của biển cả. Bạch Du Tĩnh cảm kích nói. Nhìn thấy Bạch Du Tĩnh không còn chán ghét mình, cũng không còn lạnh lùng, Dương Tiêu kinh ngạc nói, ồ, giúp cô chuyện lớn. Bạch Du Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói cho Dương Tiêu biết toàn bộ sự việc. Dương Tiêu nghe xong có chút kinh ngạc, anh thật sự không ngờ Bạch Du Tĩnh lại hợp tác với gia tộc Robert. Đúng vậy, gia tộc Robert được anh hỗ trợ vào lúc nguy cấp nhất, nhưng Dương Tiêu thật sự không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Hay anh vẫn nên nhận lại đi, Bạch Du Tĩnh lại nói. Dương Tiêu cười lắc đầu, không cần, tôi thật sự không có thói quen lấy lại đồ của mình đã cho đi. Có lẽ sau này chiếc nhẫn đen này vẫn dùng được, cô nhận lấy trước đi. Nghe vậy, trong lòng Bạch Du Tĩnh có cảm xúc lẫn lộn. Cô biết Dương Tiêu làm vậy là có lợi cho mình, chỉ cần chiếc nhẫn đen nằm trong tay cô, gia tộc Robert sẽ không dám giở trò trong lần hợp tác sau này. Được rồi, thấy Dương Tiêu kiên trì, Bạch Du Tĩnh chỉ có thể im lặng tiếp nhận. Lúc này, thái độ của Bạch Du Tĩnh đối với Dương Tiêu phức tạp đến cực điểm. Ban đầu cô rất coi thường Dương Tiêu, nhưng những điều bất ngờ mà Dương Tiêu mang đến cho người khác luôn bất ngờ như vậy. Đột nhiên Bạch Du Tĩnh nghĩ ra điều gì đó, cô vội hỏi, anh hiểu thông tin của Cát Hưu như thế nào rồi? Hai ngày nay quá bận rộn, không hiểu biết lắm. Dương Tiêu nói thật. Bạch Du Tĩnh lập tức đưa máy tính xách tay đến trước mặt Dương Tiêu, tôi có thông tin chi tiết ở đây, cách giờ, đấu còn một chút nữa. Anh có thể hiểu bao nhiêu thì hiểu bấy nhiêu đó. Được, Dương Tiêu không khách sáo cầm máy tính lên nhìn. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, lại vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Du Tĩnh lạnh nhạt nói, mời vào. Cửa mở ra, Hàn Vũ Tinh và vệ sĩ đeo kính râm bước vào. Nhìn thấy Dương Tiêu trong phòng làm việc, Hàn Vũ Tinh kêu lên như nhìn thấy ma, anh. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi cô ta nghe thấy Dương Tiêu nói đến Bạch Du Tĩnh. Hàn Vũ Tĩnh hoàn toàn không quan tâm. Trong mắt cô ta, Bạch Du Tĩnh là một nữ doanh nhân trong truyền thuyết, hàng ngày phải xử lý rất nhiều chuyện, nào có thời gian để ý đến loại nhà quê như Dương Tiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.